Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 64. Viên Thanh, gặp qua Trần Đại Sư. Viên Thanh ánh mắt run rẩy nhìn sàn nhà, lắp ba lắp bắp. Hắn như vậy thái độ, hoàn toàn là cấp thấp luyện đan sư ở thấy luyện đan sư cao cấp sau đó, mới có xuất hiện bộ dáng như vậy. Viên Đại Sư, Trúc Lão mặt đầy giật mình, khó tin. Ta, Phốc suy, vậy giống vậy con người run rẩy Viên Kiệt. Ở thấy một màn này sau đó, lại là trực tiếp ngực một hớp nghịch huyết khạc ra, trước mắt tối sầm, mới ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Như vậy thực tế, trực tiếp là làm hắn hù nằm xuống. Coi được liền đem đan dược đưa cho ta phải đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi khóe miệng hơi quất rút ra, vậy lười được truy cứu nữa cái gì? Nhìn về Viên Thanh, nhàn nhạt nói. Là, Trần Đại Sư, cái này là của ngài đan dược bình. Vậy Viên Thanh lập tức đem đan dược bình đưa trở về. Trần Phi đem tiếp ở trong tay, chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá lần này vậy Viên Thanh học thông minh, ở Trần Phi còn không có xoay người trước, liền lập tức trước mắt nhanh miệng nói, Trần Đại Sư ngài phải đi sao? Nếu không liền ở lại chúng ta thương hội chứ? Ta bây giờ lập tức đi thông báo Nguyễn Đại Nhân, để cho hắn tự mình là ngài đặt tiệc, tiếp phong tẩy Trần. Không sai, vậy Trúc Lão vậy đứng dậy. Nhìn Trần Phi thêm mấy phần tôn kính, nói, không nghĩ tới Trần Đại Sư ngươi kỹ thuật luyện đan lại có thể như thế lợi hại à. Trần Đại Sư ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Thanh Long Câu tới đi. Vừa vặn, để cho chúng ta là ngài hết sức một cái chủ chi nghị. Đây chính là luyện đan sư khủng bố. Đây chính là lợi hại luyện đan sư khủng bố. Coi như hiện nay Trần Phi thực lực không bằng Trúc Lão, nhưng mà, chỉ cần là tại chưa có hoàn toàn trở mặt trước. Sợ rằng vậy Trúc Lão là tuyệt không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt nói một câu nặng lời. Hơn nữa, hắn chỉ sợ cũng thật không dám nói trở mặt. Không như vậy sức. Tiếp phong tẩy Trần cũng được đi, ta còn có những chuyện khác. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, xoay người, chuẩn bị rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Trúc Lão cùng với Viên Thanh trên mặt nổi lên lau một cái nồng nặc vẻ thất vọng. Nhưng mà, bọn họ vậy không dám lại ngăn lại Trần Phi. À, đúng rồi, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên ngừng lại. Nhất thời vậy Trúc Lão còn có Viên Thanh Viên Đại Sư đều là thần sắc như thường. Liên quan tới chuyện ta, tốt nhất đừng nói ra, ta không muốn phiền toái. Trần Phi xoay người lại, hướng bọn họ bình tĩnh nói. Tuy nói lấy hắn hiện nay thực lực, đã đủ để chống đỡ hắn biểu hiện ra năng lực luyện đan, nhưng là, phiền toái có thể ít một chút vẫn tận lực ít một chút cho thỏa đáng. Dẫu sao hắn vốn chính là một cái rất lười, rất người sợ phiền toái. Chúng ta biết. Vậy Trúc Lão cùng Viên Thanh gật đầu một cái, không chút do dự nói. Còn có hắn, Trần Phi đưa tay chỉ đã ngất đi Viên Kiệt. Trần Đại Sư ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho miệng hắn nhắm lại nghiêm nghiêm thật thật. Vậy Viên Thanh lập tức đứng ra bảo đảm, nói. Làm một tên luyện đan sư, vô luận hắn cấp bậc là cái gì? Có thể hắn vẫn là theo bản năng so sánh hắn đẳng cấp cao hơn luyện đan sư, có nồng đậm lòng kính sợ. Có thể không dám tùy ý xúc phạm. Bất quá, Trần Đại Sư. Vậy Trúc Lão do dự một chút, vẫn là cắn răng, nói Trần Đại Sư, không biết Nguyễn Thanh Long Câu chủ bên kia, có thể hay không để cho hắn biết một chút ngài thân phận, tốt tránh hiểu lầm cái gì. Nguyễn Thanh Long à, được rồi, dù sao ta nói không, người già khẳng định cũng biết lặng lẽ nói cho hắn. Vậy ta cũng không làm cái này tên ác nhân. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Nơi nào, Trần Đại Sư ngươi đây cũng là đang nói chuyện. Nghe vậy Trúc Lão lập tức lúng túng cười một tiếng. Bởi vì là Trần Phi nói thật là không tệ, Trần Phi coi như là không đáp ứng, hắn cũng biết lặng lẽ nói. Dù sao đừng để cho hắn đến tìm ta là được, những thứ khác không có vấn đề. Trần Phi cười một tiếng, lần này mới là thật đi. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, vậy Viên Thanh không tự kìm hãm được khom người cung tiễn. Mà vậy Trúc Lão, chính là thật sâu than thở một tiếng, vui mừng nói, thật may trước đầu óc không phạm hồ đồ, nếu không, bây giờ coi như xảy ra chuyện lớn. Lão Trúc à, người nói vị đại nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại có thể biết luyện đan cảnh giới như vậy khủng bố. Nếu như ta đoán không lầm. Hắn chỉ sợ không chỉ là một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Rất có thể lợi hại hơn. Vậy Viên Thanh Viên Đại Sư nhìn Trần Phi rời đi hình bóng,
sắc mặt chấn động liếm môi, lắc đầu thở dài nói. Hắn bây giờ càng thanh tỉnh, thì càng cảm giác Trần Phi có đáng sợ dường nào. Tùy tùy tiện tiện là có thể luyện ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, vậy có thể không phải là đùa. Không chỉ là một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Nghe vậy vậy Trúc Lão lại là con người rụt một cái. Phải biết một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, coi như là ở thành U Lang, vậy tuyệt đối là năng lượng cực lớn loại người như vậy thượng nhân, mà bây giờ. Mà bây giờ, Viên Thanh lại nói Trần Phi so cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư cũng mạnh hơn, còn lợi hại hơn. Xem ra ta được mau đi trở về thông báo một tiếng Thanh Long. Vị kia vẫn còn ở chúng ta Thanh Long Câu trong đoạn thời gian này, có thể muốn cho người phía dưới an phận chút, đừng nữa ra những thứ khác cái giỏ. Trúc Lão đi theo diễn cảm trang nghiêm lẩm bẩm nói. À, đúng rồi, còn có tên này. Trúc Lão chỉ vẫn còn đang hôn mê Viên Kiệt, gương mặt có chút chán ghét nói, Viên Đại Sư, mặc dù nói có một số việc mà ta không nên can dự ngươi ý tưởng, bất quá, thằng nhóc này ta cảm giác vẫn không quá được. Ta biết, lần này Viên Thanh Viên Đại Sư không có tức giận, mà là giống vậy sắc mặt cũng có chút chán ghét gật đầu một cái. Tuy nói Viên Kiệt là có chút thiên phú luyện đan, nhưng bây giờ, những cái kia thật giống như cũng không khẩn yếu. Một cái như vậy học trò, không muốn cũng được. Nửa giờ sau đó, Trần Phi trở lại chữ địa số 5 tu luyện đình viện chính giữa. Bất quá lúc này bên trong đình viện, đã nhiều hơn một người khác ảnh. Trần Đại Sư, thật là thật xin lỗi, sự việc để cho ta cho làm hỏng. Người mặc màu vàng lợt trường sam quyền chân nhất có chút thần sắc mệt mỏi, nhìn về Trần Phi, có chút xấu hổ nói. Nguyên bản hết thảy các thứ này đều là thật tốt, nhưng ai biết, chính là đến cái này thời điểm sau cùng nhưng xảy ra vấn đề. Đoan Mộc lão nhân đem hắn bắt lại, còn rực dây những thứ khác hai vị đem chuyện này càng cao vượt gay gâu. Không có chuyện gì, chuyện này không trách ngươi. Nói một chút đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Trần Phi khoát tay một cái, dĩ nhiên rõ ràng chuyện này không thể trách quyền chân nhất. Hắn cũng chỉ là cái bình thường luyện đan sư cấp 2 mà thôi. Mà đối phương vậy Đoan Mộc lão nhân, nhưng là cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Ai hơn chiếm cứ quyền chủ động, liếc qua thấy ngay. Là như vậy. Vậy quyền chân nhất đem chuyện lúc trước mà toàn bộ nói tường tận một lần. Cuối cùng nhìn về Trần Phi, hắn có chút thần sắc khẩn trương, liếc trộm Trần Phi sắc mặt, dè đặt, nói trước Trần Đại Sư ngài đưa tin cho ta, bọn họ biết ngài đến, liền đem ta thả ra, nói muốn để cho ngài tự mình đi Đoan Mộc phủ gặp bọn họ. Để cho ta đi Đoan Mộc phủ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Đúng vậy, quyền chân nhất dè đặt. Trần Phi không nói, một lát sau, mới gặp hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, tốt lắm, đi thì đi đi. Bữa nay, Thường Khôn, Lam Kình hai người cũng xuất quan sau đó, Trần Phi bọn họ liền hướng Đoan Mộc phủ đi. Đoan Mộc phủ, Thanh Long Câu thanh danh hiển hách, cấm khu, một trong, nếu là không có Đoan Mộc phủ gật đầu đồng ý. Phạm vi này mấy ngàn thước trong phạm vi, sợ rằng cũng không người nào dám tùy tiện đến gần, rất sợ rước họa vào thân. Mà như vậy hành vi, không khác nào là khoanh đất là vương, cực kỳ bá đạo. Chẳng qua là, cái này Đoan Mộc phủ, nhưng đích thực có bá đạo vốn. Bởi vì làm cho này Đoan Mộc phủ chủ nhân, chính là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả. Đoan Mộc lão nhân, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh à, chỉ là mấy chữ này. Cũng đủ để nói rõ hết thảy. Làm Trần Phi đám người đi tới vậy Đoan Mộc phủ thời điểm, trong tầm nhìn, trực tiếp là có một tòa nguy nga lộng lẫy xa hoa, thở mạnh màu vàng đất kiến trúc, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhiều đội người mặc vào thép dòng khôi giáp binh lính, sắc mặt lạnh lùng, khí thế uy mãnh, vây quanh vậy Đoan Mộc phủ trực tiếp là tạo nên một loại xanh nhân vật cận tư thái. Trong không khí tràn ngập lăng liệt mũi nhọn, mà làm Trần Phi cùng người đến gần Đoan Mộc phủ thời điểm. Trực tiếp là có người đem bọn họ ngăn lại, chuẩn bị vặn hỏi. Nhưng sau đó, trong bọn họ có người nhưng thật giống như nhận ra quyền chân nhất, lúc này mới cho đi, bị người mang vào Đoan Mộc trong phủ mặt. Đó là một nơi phong cảnh ưu mỹ cầu nhỏ nước chảy, sân tiểu đình. Ở đó cổ sắc cổ phong tiểu đình chính giữa, một cái diện mạo nhìn như hết sức kiêu căng chừng 40 tuổi người trung niên, lười biếng nằm ở hai vị dáng người uyển chuyển cung trang cô gái trẻ chính giữa. Tay trái tay phải một tay ôm một cái, rất không quy củ. Chỉ gặp hắn thấy Trần Phi đám người xuất hiện, còn người chớp mắt, khẽ nhíu mày, liền hướng vậy mang bọn họ tiến vào người mặc khôi giáp nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói Chu đội trưởng, bọn họ là người nào?
Chúng ta cái này Đoan Mộc phủ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào, cũng có thể tiến vào, người không biết sao. Nghe vậy, Trần Phi con ngươi nhàn nhạt thoáng qua một tia lãnh mang. Mà vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người. Người sau trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, nhìn hờ hững hử lạnh một tiếng. Vậy diện mạo kiêu căng trung niên nam tử mặc dù tốt giống như thực lực không kém, có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, có thể ở hắn Lam Kình trong mắt, lại nhằm nhò gì? Ừ, phảng phất là nghe được vậy Lam Kình nhìn hờ hững hử lạnh một tiếng, vậy sắc mặt kiêu căng nam tử sắc mặt trầm xuống, con ngươi lạnh lẽo, đứng dậy, nhìn Lam Kình, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là có chút không phục. Dám dùng loại thái độ này và ta Trung Chính Minh nói chuyện. Hắn Trung Chính Minh là ai? Đây chính là thứ thiệt luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là cái này Đoan Mộc phủ đại quản gia, là Đoan Mộc lão nhân đại nhân phát ngôn viên. Cho nên, ngày thường ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy nói. Mà bây giờ Lam Kình nhưng lại dám ở trước mặt hắn bày tư thái, hừ lạnh. Hừ, thứ gì? Nghe vậy vậy Lam Kình nhất thời lớn bụi đất màu xanh ra trời hai tròng mắt run lên, có dũng khí tên là giá rét ánh sáng màu, ở trong đó phô tán. Bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Trần Phi và vậy Thương Khôn tròng mắt cũng có chút híp một cái. Quyền chân nhất sắc mặt có chút hốt hoảng. Tuy nói hắn là biết Lam Kình thân phận, là bọn họ đảo Thương Lam nhị đảo chủ, nhưng vấn đề là, cái này cũng không phải bọn họ đảo Thương Lam, mà là Đoan Mộc lão nhân Đoan Mộc phủ à. Nếu là ở nơi này xích mích, ở người khác trên địa bàn, chẳng phải liền nguy rồi. Trung quản gia, mấy vị này là đại nhân trước nói muốn gặp mấy vị kia. Vậy được gọi chi là chu đội trưởng người mặc khôi giáp nam tử vậy vội vàng mở miệng nói. À, Trung Chính Minh con ngươi nhanh tránh, trên mặt hiện ra lau một cái nghiền ngẫm sắc thái, lại lần nữa nhìn về Lam Kình, một lát sau mới hướng vậy quyền chân nhất nhìn, thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi. Chẳng lẽ hắn chính là Đoan Mộc đại nhân muốn gặp một vị kia? Thành tựu Đoan Mộc lão nhân thân tín, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng Đoan Mộc lão nhân nặng bực nào coi chuyện này, huống chi, chuyện này còn dính dấp đến những thứ khác hai vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, cho nên coi như là hắn Trung Chính Minh, vậy không dám khinh thường. Không phải, không phải. Trung quản gia, để ta giới thiệu một chút, cái này hai vị là chúng ta đảo Thương Lam đại đảo chủ, Thương Khôn đảo chủ, Nhị đảo chủ, Lam Kình đảo chủ. Vậy quyền chân nhất nói cũng còn không cắt đứt, liền bị Trung Chính Minh cắt đứt. Các người chính là đảo Thương Lam Thương Khôn và Lam Kình. Vậy Trung Chính Minh nhìn mặt đầy lạnh nhạt Thương Khôn, Lam Kình hai người, có chút giật mình nói. Hiển nhiên, hắn mặc dù không có gặp qua đối phương, có thể nghe vẫn là nói qua đối phương vậy liên tiếp vọt kinh người sự tích, cùng uy danh. Có thể từ một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh trong tay báo hạ tên họ, đổi lại là hắn Trung Chính Minh, có thể tuyệt đối không làm được. Thương Khôn, Lam Kình hai người không để ý tới hắn. Vậy quyền chân nhất lúc này mới lại tìm đến cơ hội nói chuyện, lễ phép chỉ Trần Phi, hướng vậy Trung Chính Minh nói, Trung quản gia, vị này mới là Đoan Mộc đại nhân muốn gặp đại nhân. Trần Phi Trần đại thiếu. Hắn, vậy Trung Chính Minh lại là sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi, trên mặt dần dần hiện ra hoang đường cùng thần sắc giễu cợt. Nếu không phải bây giờ quyền chân nhất nói, hắn còn chỉ lấy là Trần Phi cũng chỉ là cái người hầu. Trần Phi Trần đại sư, kẻ hèn Trung Chính Minh, thêm làm cho này Đoan Mộc phủ đại quản gia. Không biết Trần đại sư ngươi sư thừa kia vị đại sư môn hạ. Vậy Trung Chính Minh nhìn Trần Phi, mở miệng hỏi. Sư thừa kia vị đại sư môn hạ, xin lỗi, ta là tự học thành tài. Trần Phi nghe được đối phương trong lời nói vậy khinh miệt cùng khinh thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn đích xác là tự học thành tài, chẳng qua là so đừng nhiều người một phần truyền thừa trí nhớ mà thôi. Nói sau sư phụ hắn danh hiệu gọi ra, đối phương có thể biết. Tự học thành tài, ngươi là nói đùa, thật là ẩu tả, quả nhiên, vừa nghe đến Trần Phi cái này, tự giới thiệu, vậy Trung Chính Minh trên mặt khinh miệt cùng giễu cợt thì càng thêm nồng nặc. Nhìn Trần Phi, sắc mặt bất thiện khiển trách. Phải biết bọn họ Đoan Mộc đại nhân là thân phận gì. Hắn mong muốn xin nhờ luyện đan sư giải quyết vấn đề vậy vô cùng là đặc thù, thậm chí liền cái này ưng giản hạp rất nhiều thanh danh lan xa luyện đan sư, cũng đối với sự kiện kia không có bất kỳ đầu mối. Bất đắc dĩ, Đoan Mộc đại nhân mới chỉ có thể bệnh cấp loạn đầu y, lựa chọn tin tưởng quyền chân nhất cái này đến cửa tự tiến. Nhưng coi như là như vậy, người để cho hắn tin tưởng Trần Phi tuổi trẻ như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu,
lại chính là quyền chân nhất trong miệng vậy vô cùng lợi hại luyện đan đại sư, điều này sao có thể? Nghĩ đến đây, vậy Trung Chính Minh trên mặt thần sắc cũng thay đổi được hơn nữa không tốt, cùng giễu cợt đứng lên, nhìn quyền chân nhất còn có Trần Phi, thản nhiên nói, đã sớm nên cho Đoan Mộc đại nhân nói, giống như các người loại người này. Ai, thật là xui. Ngươi lời này có ý gì? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, thanh âm có chút hơi lạnh, nói. Có ý gì? Vậy Trung Chính Minh thanh âm dương lên, giống như là chợt thiên hạ lớn kê vậy, khoa trương, khinh thường nhìn Trần Phi, nói, thằng nhóc, ngươi lấy là luyện đan sư là cái gì? Giống như ngươi loại rác rưởi này cũng muốn lừa dối chúng ta Đoan Mộc đại nhân, ngươi là luyện đan sư. Có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Vẫn là khi chúng ta Đoan Mộc phủ người, cũng ngu. Nghe vậy, mọi người tại đây sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Trần Phi trên mặt thần sắc hơn nữa âm trầm một ít. Ngươi kêu Trung Chính Minh đúng không? Nhưng vào lúc này, Thương Khôn chậm rãi lên tiếng. Ừ, vậy Trung Chính Minh con ngươi híp một cái, nhìn Thương Khôn, có chút trang nghiêm nói, ta là gọi là Trung Chính Minh. Thương Khôn đảo chủ, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám làm, chỉ bất quá. Vậy Thương Khôn nói đến đây dừng một chút, nhìn về đối phương, thanh âm lạnh lùng liền chút, chỉ bất quá ta là muốn nhắc nhở ngươi một chút, miệng khô sạch sẽ một chút, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi nói gì? Vậy Trung Chính Minh con ngươi có giúp một cái, nhìn Thương Khôn, ánh mắt có chút lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có thể như vậy nhận là, Thương Khôn nhàn nhạt nói. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Đây chính là Đoan Mộc đại nhân Đoan Mộc phủ. Vậy Trung Chính Minh chỉ dưới chân đất đai. Vậy thì như thế nào? Thương Khôn nhàn nhạt quét hắn một cái, nói, ngươi muốn đời này cũng giúp lại cái này Đoan Mộc trong phủ mặt. Thương Khôn, và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lại dám đối với chủ nhân bất kính, ta nhớ ngươi. Sau này, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, đi nhìn. Lam Kình lại là nhếch mép, để lộ ra lạnh lẽo sát ý, nói. Ngươi, các người. Vậy Trung Chính Minh trực tiếp là bị Lam Kình trong lời nói mặt vậy trần trụi khỏa thân sát ý dọa sợ, sắc mặt âm trầm, vô cùng khó khăn xem, tâm hoảng ý loạn, cho tới liền Lam Kình trong lời nói mặt câu kia chủ nhân, cũng không có phản ứng kịp. T. Vậy quyền chân nhất ngược lại là nghe rõ ràng Lam Kình mà nói, một câu kia chủ nhân, trực tiếp là đem hắn hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Trong lòng rung động khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản. Hắn còn lấy là Trần Phi cùng bọn họ đảo Thương Lam hai vị đảo chủ là bạn, cho nên mới phụng bồi hắn tới đây Đoan Mộc phủ, nhưng bây giờ, cái này. Xanh, Lam Kình đảo chủ đại nhân lại có thể gọi Trần đại sư này chủ nhân. Cái này CMN, chẳng lẽ nói, hai người bọn họ, vẫn là Trần Phi Trần đại thiếu người làm sao? Phải biết coi như là người theo đuổi, vậy chưa đến nỗi, sẽ kêu chủ nhân chứ? Ngươi, các người, tốt. Rất tốt. Vậy Trung Chính Minh đôi mắt phun lửa nhìn Thương Khôn, Lam Kình hai người, nhưng lại vẫn là không có dám tiếp tục cản rỡ, hất tay một cái, chỉ Trần Phi lỗ mũi, hừ lạnh một tiếng, giọng khinh thường nói. Coi như hắn là một vị luyện đan sư, các người cảm thấy, có tuổi trẻ như vậy lợi hại luyện đan đại sư sao? Vậy Trung Chính Minh sắc mặt vô cùng là giễu cợt. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Có thể nhưng vào lúc này... Trần Phi nhưng có chút không nhịn được nói, Trung quản gia đúng không? Ngươi có phải hay không có chút không làm biết mình thân phận? Ngươi thật giống như, liền chỉ là một quản gia chứ? Ngươi, vậy Trung Chính Minh lời nói nghẹn một cái, sắc mặt đỏ lên, cảm giác làm nhục, chỉ Trần Phi lỗ mũi lạnh lùng nói, bây giờ mời các người rời đi chúng ta Đoan Mộc phủ. Chúng ta Đoan Mộc phủ không hoan nghênh các người. Ngươi chắc chắn, Trần Phi khóe miệng khinh thường cười một tiếng. Nói, ngươi chắc chắn ngươi có thể thay thế Đoan Mộc lão nhân làm quyết định. Nếu có thể chắc chắn, ta bây giờ lập tức xoay người rời đi, không nói nhiều một câu nói nhảm. Có vài người à, thật đúng là không hiểu được từ mình thân phận. Lấy là mình rất trâu chứ. Trần Phi lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Ngươi. Vậy Trung Chính Minh trực tiếp là bị Trần Phi những lời này cho làm nhục đến đôi mắt phun lửa, sắc mặt dữ tợn, trong lòng tim giống như là sắp nổ vậy. Hắn Trung Chính Minh thân phận gì địa vị gì? Đây chính là cái này Đoan Mộc phủ dưới một người trên vạn người đại quản gia, đường đường luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi nhưng lại dám như vậy làm nhục hắn, nói hắn không hiểu được từ mình thân phận. Thật là lẽ nào lại như vậy?
Trung quản gia, vậy Chu đội trưởng cũng không nhịn được chen vào một câu miệng. Liên quan tới Trần Phi bọn họ chuyện này, hắn rất rõ ràng, Đoan Mộc đại nhân là nặng bực nào coi. Muốn thật bị Trung Chính Minh làm hỏng, có thể gặp phiền toái. Im miệng. Vậy Trung Chính Minh bị Chu đội trưởng vừa nói như vậy, càng cảm giác hơn trong lòng nổi giận. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ vậy Trần Phi sắc mặt nhăn nhó quát to, thằng nhóc, ta nói ngươi nghe không hiểu. Đoan Mộc đại nhân bây giờ không có không chung, các người ngày khác tới. Được, đây là ngươi nói nha. Trần Phi cười một tiếng, không chút do dự, xoay người rời đi. Đi thôi, nghe được Trần Phi mà nói, Thương Khôn và vậy Lam Kình vậy đi theo xoay người. Lần này hỏng bét, thấy tình cảnh này vậy Chu đội trưởng mặt liền biến sắc, trong lòng có chút khóc cười lên. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thẳng như vậy tiếp, nói đi là đi. Ta, ngươi, các người, nhanh lên cút đi, thấy tình cảnh này vậy Trung Chính Minh trong lòng thật ra thì cũng có chút luống cuống. Trên thực tế, chuyện này hắn lại làm sao có thể chân chính có tư cách làm chủ. Nhưng bây giờ cung bắn mũi tên không quay đầu lại, nếu là hắn cúi đầu nhận túng, há chẳng phải là liền quá thật mất mặt. Đợi một chút, tiểu hữu xin dừng bước, nhưng mà ngay tại lúc này một đạo cười ha hả thanh âm nhưng từ vậy sân bên kia nhập môn chỗ truyền tới. Sát theo, một vị tóc bạc mặt hồng hào cụ già liền đi vào. Môi hắn khoan hậu, hai tấn bên bờ có một cái mái tóc dài màu trắng rủ xuống tới, cả người hiện lên ánh sáng nhàn nhạt thải, cho người cảm giác vô cùng là nhìn chăm chú. Đoan Mộc đại nhân, thấy vậy ông già xuất hiện, trong sân Trung Chính Minh, Chu đội trưởng cùng với quyền chân nhất đều không khỏi sắc mặt kinh biến cung kính nói. Không sai, vậy lên tiếng người tóc bạc mặt hồng hào ông già không phải người khác, chính là cái này Đoan Mộc phủ chủ nhân, Đoan Mộc lão nhân. Lỗ Siêu đại nhân, Nghiêm Chu đại nhân, ở hướng vậy Đoan Mộc lão nhân thi lễ sau đó, Trung Chính Minh, Chu đội trưởng, quyền chân nhất bọn họ ba người. Lại hướng trước sau tiến vào ngoài ra hai vị cung kính thi lễ đứng lên. Bởi vì là vậy hai vị chính là hai người khác quyền chân nhất kéo tới cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Một vị đầu chọc liếc mắt ông già, tóc thưa thớt, liền răng cũng thiếu không thiếu. Tên là Lỗ Siêu. Một vị khác thời là một nhìn giống như là 40-50 tuổi người trung niên. Nước chữ mặt to, ánh mắt như dao, vai rộng thể tráng, uy vũ thô bạo. Tên là Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Đoan Mộc lão nhân nhưng sắc mặt là đổi một cái. Bởi vì là vậy Trần Phi lại căn bản là thật giống như không thấy được bọn họ xuất hiện như nhau, hoặc cái này phải nói là nhìn thấy, vậy không có để ý. Cũng không quay đầu lại, tiếp tục đem vậy sân bên ngoài đi. Tiểu hữu xin dừng bước, tiểu hữu xin dừng bước. Vậy Lỗ Siêu thấy vậy cũng là con ngươi nhanh tránh, thân hình một cướp. Lại trực tiếp xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, đem bọn họ muốn rời khỏi đường đi cản. Tránh ra, Trần Phi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, mặt không cảm giác nói. Vậy Lỗ Siêu sắc mặt đổi một cái, nhưng vẫn là kềm chế ở trong lòng lửa giận. Nhìn Trần Phi, chỉ gặp hắn miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tiểu hữu, nếu không chúng ta đến bên trong đi nói đi. Bên trong đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn cùng tiệc rượu. Ta để cho ngươi tránh ra, có phải hay không nghe không hiểu. Nhưng mà Trần Phi nhưng liền một chút xíu mặt mũi cũng không có cho hắn, thanh âm lộ vẻ được càng lạnh hơn mấy phần. Ngươi, tiểu hữu, ngươi lời này có phải hay không có chút thật là quá đáng. Vậy Lỗ Siêu sắc mặt biến, cuối cùng là không nhịn được trong lòng hỏa khí, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Quá đáng. Trần Phi khóe miệng lạnh lùng khinh thường cười một tiếng, nhìn đối phương, nói các người ba cái mới vừa ở phía sau nhìn như thế thoải mái, bây giờ nói ta quá đáng. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Đoan Mộc lão nhân, Lỗ Siêu, Nghiêm Chu ba trên mặt người thần sắc tất cả đổi một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể phát hiện bọn họ. Nhất thời, coi như là vậy trong lòng có lửa Lỗ Siêu lúc này cũng có chút không nói ra lời. Không biết nên nói cái gì, sắc mặt âm trầm khó khăn xem. Xin lỗi, tiểu hữu, chuyện này đúng là chúng ta ba cái không đúng. Bất quá, cũng đã qua, cũng không cần phải hơn nữa đi. Chúng ta đi vào trong chứ. Vậy Đoan Mộc lão nhân vẻ mặt ôn hòa đi lên, cười nói. Trần Phi liếc hắn một cái, căn bản cũng không để ý tới, lại lần nữa nhìn về vậy Lỗ Siêu thản nhiên nói, tránh ra, lời này ta cuối cùng nói lại lần nữa. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả.
T. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều không khỏi sắc mặt kinh biến. Trong lòng ngược lại hút khí lạnh. Không nghĩ tới đối mặt một vị trúc cơ chân nhân cảnh đại nhân, thằng nhóc này, lại cũng còn dám như vậy vô cùng gan dạ, dùng như vậy giọng nói chuyện. À, vậy Lỗ Siêu rốt cuộc trên mặt thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn Trần Phi, ánh mắt lạnh lùng nói thật, ta đây thật muốn xem, ngươi có thể để cho ta như thế nào tự gánh lấy hậu quả. Xem ra ngươi thật giống như quên mất một chuyện, Trần Phi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngày hôm nay, không phải ta đi cầu các người, mà là, các người đi cầu ta. Nói đến đây, vậy Lỗ Siêu trên mặt màu đậm chợt biến đổi. Một bên, vậy Đoan Mộc lão nhân cùng với Nghiêm Chu, cũng có chút thần sắc biến hóa. Bất quá lúc này, Trần Phi lại tiếp tục nói nữa nói. Sắc mặt lộ vẻ rất là bình tĩnh, dĩ nhiên, nếu là các người không muốn cầu ta, vậy không quan hệ, ta không có vấn đề. Ngươi nói gì? Vậy Lỗ Siêu sắc mặt lộ vẻ được vô cùng làm khó xem, giọng hết sức âm lãnh. Trần Phi lời này, rõ ràng chính là đang uy hiếp hắn. Ta nói gì ngươi nghe không hiểu, ngươi là ngu đần, vẫn là người điếc. Trần Phi nhìn về vậy Lỗ Siêu, lạnh lùng nói. T. Lời vừa nói ra, quyền chân nhất, chủ đội trưởng các người lại là một hồi ngược lại hút khí lạnh. Còn người co giúp lại. Cái này Trần Phi thật sự là quá cái kia. Dám làm trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mặt mà, mắng hắn là ngu đần, là người điếc. Ngươi tin không tin ta bây giờ liền một trưởng bổ ngươi. Vậy Lỗ Siêu đục ngầu lão mâu chính giữa ném ra xâm nhiên chùm ánh sáng. Nhìn Trần Phi, nâng lên tay, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là ở phía trên đọng lại. Lực lượng kia kinh người tới cực điểm, cực kỳ kinh khủng. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo trung khí 10 phần thanh âm nhưng đột nhiên vang lên. Nhưng là vậy một mực không lên tiếng, Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu, cuối cùng mở miệng. Chỉ gặp hắn uống dừng lại Lỗ Siêu cử động, rồi sau đó, uy nghiêm ngang ngược con ngươi quét về phía một bên sắc mặt hốt hoảng Trung Chính Minh, lạnh lùng nói, ngươi, cho Trần Đại Sư nói xin lỗi. Ta. Vậy Trung Chính Minh trên mặt thần sắc ngay tức thì đỏ lên, cảm giác được vô cùng làm nhục. Liền lúc trước, hắn còn khí thế uy vũ đuổi người đi, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, hắn nhưng muốn trước mặt nhiều người như vậy mà, hướng vậy nhóc xác rưởi nói xin lỗi. Đây không phải là làm nhục là cái gì, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Nhưng mà, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ tự mình mở miệng, hắn dám cự tuyệt sao? Đúng, thật xin lỗi. Đi theo liền gặp hắn mặt đầy khuất nhục, hướng Trần Phi cúi người xuống, nói xin lỗi. Nhưng vấn đề là Trần Phi nhưng lại còn là liền xem đều không xem hắn bên này một cái. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn Lỗ Siêu, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, nói, người có phải hay không còn chưa tránh ra. Nói xin lỗi, nếu là nói xin lỗi có ích lợi gì mà nói, còn muốn quả đấm làm gì. Nói cho cùng, không phải là đối phương mấy tên này, cảm giác tuổi hắn nhỏ, liền theo bản năng từ trong lòng khinh thị hắn. Mà nếu là quyền chân nhất dẫn cái già 70 đến 80, dâu kéo mảnh vụn tóc bạc hoa dâm lão đầu tới, bọn họ mấy cái sẽ dám như vậy khinh thị sao? Còn nói xin lỗi. Vậy cũng là xem thường, mới nói áy náy. Để mắt, bọn họ dám để mặc cho Trung Chính Minh phách lối như vậy sao? Có ít thứ, không cần phải nói nhiều lắm thấu triệt, cũng đã rất rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy đã như vậy. Cần gì phải mặt nóng đi sát người ta mông lạnh, làm phải trả hình như là hắn Trần Phi đi cầu người như nhau. Nói thật, lấy hắn hiện nay thực lực, trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, loại trình độ này, thật lòng đã là có cũng được không có cũng được. Có câu nói thật tốt, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mà. Trước, là hắn cần gấp một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ tới chấn tràng. Mà bây giờ, hắn căn bản hoàn toàn cũng không cần. Đã như vậy. Nói không khép, vậy thì đừng nói thôi, làm thật tốt giống như ta rất sợ như nhau. Tiểu Hữu, vậy Nghiêm Chu sắc mặt hơi có chút không tốt xem. Đều đã như vậy, hắn để cho vậy Trung Chính Minh nói xin lỗi, Trần Phi còn không chấp nhận, có phải hay không có chút quá mức. Tiểu Hữu, người như vậy có phải hay không có chút thật là quá đáng. Đều đã nói xin lỗi, còn muốn như thế nào nữa. Vậy Đoan Mộc lão nhân cũng là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Xem hắn xem ra, Trần Phi điều này thật sự là có chút quá không tán thưởng,
Nói xin lỗi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hiếm hắn nói xin lỗi? Trần Phi quét hắn một cái, nhàn nhạt nói, Thương Khôn, Lam Kình, đưa cái này trận cửa, cho ta đánh vỡ. Nghe vậy, Thương Khôn, Lam Kình trong lòng rét một cái, cắn răng, nhưng vẫn là lúc này không chút do dự lấy ra lính của mình khí. Mích Quang Trúc, còn có vậy thượng phẩm pháp khí cấp bậc lưỡi diều. Cùng lúc đó yêu khí cường đại trực tiếp là từ bên trong cơ thể của bọn họ hiện lên. Yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp, còn có hai kiện thượng phẩm pháp khí. Ba vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh con ngươi cũng không nhịn được hơi rụt một cái. Rồi sau đó chân mày theo bản năng nhíu lại. Bởi vì lúc này Thương Khôn còn có Lam Kình, hai người bọn họ bộc phát ra lực lượng, đã có chút làm bọn họ cảm giác được áp lực. Nhất là vậy Lỗ Siêu, đứng mũi chịu sào, cảm giác nhất là trực tiếp. Đây nếu là thật đánh, có lẽ, hai tên này là thật có thể cùng hắn Lỗ Siêu đấu một trận. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hối hận đứng lên. Hối hận chính hắn mới vừa rồi tại sao phải ở phía sau kia mang xem. Nếu là hắn không làm như vậy nói, có lẽ, cũng chưa có như bây giờ cục diện. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, vậy Đoan Mộc lão nhân lại đột nhiên cười lên, giọng hết sức khinh thường, nói, Lỗ huynh, đã như vậy, sẽ để cho hắn đi thôi. Lời vừa nói ra, vậy Lỗ Siêu cùng Nghiêm Chu trên mặt thần sắc cũng hơi đổi một cái. Đoan Mộc huynh, ngươi lời này, là ý gì? Vậy Nghiêm Chu lạnh lùng nhìn Đoan Mộc lão nhân, nói. Bọn họ là tới cầu người làm việc, nhưng bây giờ, Đoan Mộc lão nhân nhưng muốn thả mặc cho đối phương rời đi. Đây coi là cái gì? Ha ha, vậy Đoan Mộc lão nhân lại cười nữa cười, nhàn nhạt mở miệng nói, Nghiêm huynh, Lỗ huynh, các người thật cảm thấy, cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu có như vậy lợi hại, có thể trợ giúp cho chúng ta. Chẳng lẽ nói, các người chân tướng tin, thằng nhóc này, có thể so sánh chúng ta trước cầu đến những cái kia thanh danh lan xa luyện đan sư, lợi hại hơn. Các người tin sao, dù sao nói thật, ta là không tin. Cho nên đã như vậy mà nói, để cho bọn họ đi, làm sao như. Dù sao cũng chính là một tên nhóc lường gạt mà thôi. Trì hoãn thời gian. Nghe được cái này Trần Phi con ngươi híp một cái, lóe lên nhàn nhạt hàn mang. Hắn là, tên nhóc lường gạt. Mà vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, cùng với Lỗ Siêu, cũng là lập tức sắc mặt có chút biến hóa. Thay đổi mấy lần, trần chờ không chừng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới phản ứng được. Trần Phi diện mạo này, bực nào trẻ tuổi. Nhưng vô luận là tiên đạo tu luyện, hoặc giả là kỳ môn trăm nghệ, mặc dù tất cả được tất cả nói, tất cả lên cửu lưu hạ cửu lưu chưa bao giờ thiếu yêu nghiệt, thiên tài, nhưng vấn đề là bây giờ Trần Phi đây không khỏi có chút trẻ tuổi thật là quá đáng. Xem hắn dạng như bây giờ, hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi. Cho nên, coi như là hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu điều nghiên đan đạo, lại có thể có nhiều ít trải qua, nhiều ít kinh nghiệm, nhiều ít thực lực. Những thứ này đều là dùng đầu óc hơi suy nghĩ một chút, liền hoàn toàn có thể, liếc qua thấy ngay, nhưng bây giờ. Vị kia đan đạo đại sư không phải thông qua nhiều luyện đan, nhiều thời gian tích lũy, cuối cùng mới xác lập địa vị mình. Không biết tiểu hữu ngươi là vị nào đan đạo đại sư môn hạ đệ tử, hoặc là đan đạo thế gia truyền nhân. Sau một hồi trầm mặc, vậy Nghiêm Chu nhìn Trần Phi có chút con mắt lóe lên hỏi. Bởi vì là em trai hắn sự việc. Hắn những năm gần đây có thể coi như là lần tìm luyện đan sư không được, mặc dù như vậy, có thể cái này thành U Lang bên trong khu vực nổi danh luyện đan đại sư, đan đạo thế gia, hắn bây giờ cũng đã là rõ ràng, sáng tỏ vô tâm. Cho nên hắn mới có như vậy vấn đề. Tự học thành tài, không môn không phái, nghe vậy, Trần Phi thản nhiên nói, liên quan tới loại vấn đề này, hắn vậy lười được tranh cãi cái gì? Tự học thành tài, không môn không phái. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu chân mày nhíu sâu hơn, nói như vậy, như thế nào có thể đủ làm hắn tin tưởng hắn sức thuyết phục. Hắn mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng hắn cũng biết à. Đan đạo trọng yếu nhất chính là nội tình, tích lũy, truyền thừa. Không có những thứ này, làm sao có thể đủ trưởng thành. Nghiêm huynh, người bây giờ nghe, nhưng vào lúc này vậy Đoan Mộc lão nhân loãng mở miệng cười, giọng có chút giễu cợt. Ánh mắt kia nhìn về Trần Phi. Cũng có chút không tốt. Như Trần Phi thật là một vị lợi hại luyện đan đại sư, trước phát sinh vậy hết thảy, ngược lại cũng không việc gì, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ một cái dám đều không phải là diễn viên, tên nhóc lường gạt, lại dám tới hắn Đoan Mộc phủ ngang ngược,
đây không phải là lẽ nào lại như vậy là cái gì? Làm nửa ngày, các người đây là đang chọc cười chúng ta chơi. Vậy Lỗ Siêu bây giờ cũng có chút không tin Trần Phi năng lực luyện đan. Ánh mắt âm lãnh quét qua Quyền Chân Nhất cùng với Trần Phi trên mặt, có chút giọng khí lạnh đằng đằng nói. Hắn thật xa từ những khu vực khác chạy tới, cũng không phải là liền vì bị người đùa bỡn tới đùa bỡn đi. Không, Nghiêm đại nhân, Lỗ đại nhân, Đoan Mộc đại nhân, các người cũng hiểu lầm. Ta có thể bảo đảm, Trần đại sư tuyệt đối là một vị lợi hại hết sức luyện đan sư. Trước ta cho các người nhìn viên kia sáu văn vân mạch đan, chính là ta chính mắt thấy, xuất từ Trần đại sư tay. Gặp hướng gió có chút không đúng, vậy Quyền Chân Nhất lập tức đứng ra sắc mặt vội vàng nói. Được, nhưng sau đó Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, bây giờ đã không cần phải nói những thứ này. Chúng ta đi thôi. Nguyên lai ngay tại Thương Khôn, Lam Kình triển lộ ra lực lượng một khắc kia, vậy Lỗ Siêu, cũng đã theo bản năng từ trận chỗ cửa nhường ra. Đứng lại, có thể ở thấy Trần Phi phải đi, vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này một tiếng lạnh thấu xương quát lạnh, mặt âm trầm, nói, làm sao, bị ta nói chúng trong lòng âm mưu. Chột dạ. Mặc dù miệng hắn phía trên là nói như vậy, cũng không biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng không giải thích được có chút bất an. Chột dạ, nghe vậy Trần Phi dừng bước lại, xoay đầu lại, nhìn mặt đầy âm trầm Đoan Mộc lão nhân, lắc đầu khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi thật cảm thấy ta bây giờ dáng vẻ, giống như là trong lòng hư. Vừa nói, từ hắn khóe miệng còn dần dần buộc vòng quanh vẻ khinh miệt vẻ đùa cợt. Làm vậy Đoan Mộc lão nhân thấy sau đó, mặt đầy thần thái lúc này cũng có chút vặn vẹo, bạo giận lên. Thằng nhóc, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta Đoan Mộc lão nhân trạch tâm nhân hậu, không biết động ngươi ra tay. Vậy Đoan Mộc lão nhân hai ò ọ lạnh lẻo, nhìn Trần Phi lời nói ở giữa tràn đầy dùng mình, lạnh lùng nói. Đoan Mộc huynh, ngươi bây giờ nói những thứ này làm gì? Có thể vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nhưng lập tức sắc mặt có chút khó coi đem quát ở. Sau đó, liền gặp mắt thần hơi có chút phức tạp nhìn về Trần Phi, do dự hồi lâu, mới lên tiếng, tiểu hữu, ngươi nếu có thể chứng minh ngươi thật sự có như vậy thực lực, ta liền có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Phi một tiếng nhàn nhạt cười nhạt cắt đứt. Ha ha, Trần Phi nhàn nhạt cười lạnh cười, nhìn đối phương, nói ta nghĩ, ngươi có phải hay không có chút không làm rõ ràng tình trạng. Ừ, vậy Nghiêm Chu nghe vậy chân mày chợt nhíu một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại dám, lại sẽ nói như vậy. Nhưng vào lúc này Trần Phi cũng đã lên tiếng lần nữa đứng lên. Bây giờ muốn yêu cầu người làm việc là các người, không phải ta. Bất quá, các người đây cũng là cầu người làm việc thái độ. Bất giác được có chút quá buồn cười sao? Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt có chút đùa cợt nói. Nói trắng ra, nếu các người không tin, vậy thì dù sao cũng chớ tin thôi, và ta có quan hệ thế nào? Còn để cho ta chứng minh, ta dựa vào cái gì cấp cho các người chứng minh, người có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều quá? Như vậy lời nói đi theo không chút khách khí lại từ Trần Phi trong miệng khạc ra, vậy Nghiêm Chu, vậy Lỗ Siêu, vậy Đoan Mộc lão nhân, trên mặt bọn họ thần sắc rốt cục thì có chút thay đổi. Không sai, bây giờ bọn họ mới là cần cầu người một phương, còn muốn để cho Trần Phi cho bọn họ chứng minh cái gì? Đây không phải là đầu óc có vấn đề, nghĩ quá nhiều. Ha ha, ngươi lấy làm cái này nói là có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Phàm là lợi hại luyện đan sư, ở nơi này ưng giản hạp, thậm chí còn toàn bộ thành U Lang khu vực, ai, ta Đoan Mộc lão nhân chưa có nghe nói qua. Nhưng sau đó vậy Đoan Mộc lão nhân lại độ đứng dậy, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Không tin cũng không tin ngươi hả, nói thật giống như ngươi đem ta uy hiếp đến như nhau. Nhưng mà Trần Phi nhưng liền nhiều đi nữa để ý tới hắn ý nghĩa cũng không có, cười lạnh cười, trực tiếp lần nữa quay đầu lại. Đi! Hắn nâng lên bước chân, sải bước hướng đỉnh viện đi ra ngoài. Oanh! Đứng lại, ai bảo ngươi đi? Coi như sau đó một khắc, một cổ uy thế kinh khủng thăng trào dùng. Giống như là quật khởi hung thú vậy, dễ như bớn, vô cùng đáng sợ. Vậy Đoan Mộc lão nhân con mắt lạnh lẻo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng. Ở hắn bên trong thân thể, có một cổ kinh khủng hơi thở tràn ngập. Bất ngờ là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên mạnh mẽ uy thế. Chỉ là như vậy thả ra ngoài, tự giản thẳng dọa người. Làm sao, hồn hền liền muốn trở mặt, cảm nhận được cổ khí thế kia, Trần Phi, Lam Kình,
Thương Khôn đám người sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. Sau đó liền gặp Trần Phi lạnh lùng xoay đầu lại, mặt không cảm giác, thật sâu hỏi. Trần Phi thanh âm truyền đẩy ra tới, nhưng là làm được vậy quyền chân nhất, chủ đội trưởng các người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng tràn đầy khó tin. Nói thật, bọn họ là thật có chút không nghĩ tới, Trần Phi lá gan lại có thể to lớn như vậy. Ngược lại là vậy Trung Chính Minh mặt đầy mừng như điên và âm hiểm vẻ. Hắn nguyên bản lấy là mình cái này làm nhục chỉ có thể đánh rụng răng đi trong bụng nuốt, lại không nghĩ rằng, Trần Phi lại có thể như vậy não can, dám can đảm như vậy cùng Đoan Mộc Đại Nhân nói chuyện. Như vậy thứ nhất mà nói, chỉ cần Đoan Mộc Đại Nhân chân chính tức giận. Tiểu tạp chủng này, còn có vậy Thương Khôn, Lam Kình hai cái lão già kia, nhất định sẽ hài cốt không còn, tan thành mây khói. Phải biết coi như là cùng là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Bọn họ Đoan Mộc Đại Nhân, và vậy Vân Long Sơn ma bệnh so với, thật là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Không phải là một cấp bậc. Ngươi, rất tốt. Vậy Đoan Mộc lão nhân nghe được Trần Phi mà nói, cũng là thốt nhiên giận dữ, xâm nhiên con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi có biết dám can đảm cùng ta Đoan Mộc lão nhân làm khó dễ, chỉ bằng ngươi loại tiểu nhân vật này, sẽ là cái gì kết quả? À, kết quả gì? Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, vào lúc này đột nhiên bộc phát ra sắc bén vẻ. Hắn chăm chú nhìn Đoan Mộc lão nhân, khóe miệng móc một cái, lại đồng dạng cũng là con mắt uy nghiêm, nói thật, ta còn thật không biết sẽ là cái gì kết quả, bất quá, ta bây giờ ngược lại là thật tò mò. Nếu không, ngươi để cho ta xem. Vậy Lỗ Siêu, Nghiêm Chu con ngươi đồng loạt rụt một cái. Đến lúc này, trong lòng bọn họ mặt là thật có chút bất an, bởi vì là, cuối cùng, bọn họ là thật không có từ Trần Phi nơi đó cảm nhận được một chút xíu sợ. Mà đối phương loại này càn rỡ thái độ, hoặc là, chính là người ngu, là một ngu đần, hoặc là, chính là có không cần sợ dựa vào. Chẳng lẽ nói, thằng nhóc này, hắn thật. Được, rất tốt. Ha ha ha, ta Đoan Mộc lão nhân bước vào trúc cơ chân nhân cảnh nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên, thấy ngươi như vậy gan lớn bằng trời người. Vậy Đoan Mộc lão nhân giận dữ ngược lại cười, con mắt cùng khí thế chặt chẽ phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay ngươi không phải gặp được. Trần Phi không thể đưa hay không, thản nhiên nói. Đoan Mộc lão nhân con ngươi co rúm một cái, bộc phát ra lau một cái lăng liệt vẻ giận. Oanh! Rồi sau đó bất đồng Trần Phi nói chuyện, vậy Đoan Mộc lão nhân lại trực tiếp là ra tay. Chỉ gặp hắn đưa ra một cái tay, cuồn cuộn cường hãn linh khí tựa như là dũng tuyền vậy, cáo kỉnh dòng nước chảy ra, tạo thành một cái đường kính 2-3 mét màu xanh bàn tay. Trực tiếp là đối với cái này Trần Phi các người chỗ ở khu vực bao phủ xuống. Nếu ngươi muốn biết gan dám đắc tội ta Đoan Mộc lão nhân, sẽ là cái gì kết quả, tốt lắm, vậy ta sẽ để cho ngươi xem. Coi được, vậy Đoan Mộc lão nhân làm ăn lộ vẻ được vô cùng là âm nặng và lạnh lẽo. Màu xanh bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, liền vậy không khí chung quanh đều tựa như là phải bị đè nổ. Phát ra kịch liệt, xì xì thanh, chấn động màng nhĩ. Thấy tình cảnh này vậy Nghiêm Chu cùng với Lỗ Siêu cũng theo bản năng muốn ngăn cản một chút, nhưng sau đó, bọn họ nhưng phát hiện đã hơi trễ. Cái này Đoan Mộc lão nhân trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên thực lực, quả thật không phải là đùa. Nhóc xác rưởi, lần này ta xem ngươi phải thế nào phách lối. Ha ha, ha ha ha. Vậy Trung Chính Minh thấy tình cảnh này lúc này cũng là trong mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sảng khoái vẻ. Đoan Mộc đại nhân tự mình ra tay. Hắn có thể không tin Trần Phi cái này nhóc rác rưởi vẫn có thể có cái việc gì đường. Oanh, oanh! Chủ nhân, cẩn thận! Vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người lúc này cũng là mặt đầy thần thái căng thẳng, hung hăng cắn răng, thả ra nhất khí thế cường đại cùng lực lượng, muốn ngăn cản đối phương cái này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ công kích. Nhưng mà, bọn họ mặc dù đang luyện khí cảnh cơ hồ vô địch, nhưng muốn cho bọn họ đối mặt Đoan Mộc lão nhân như vậy mạnh mẽ nhân vật, vẫn là non chút, không ngăn được. Sắc 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 ken két. Vậy màu xanh bàn tay đấu đá ở Thương Khôn, Lam Kình hai người yêu khí phía trên, người sau căn bản là không có biện pháp chống cự, bị gần như dễ như bỡn cho nghiền ép tới. Phát ra bên tai không dứt chói tai xé thanh. Nhưng khi bọn hắn nhìn về Trần Phi thời điểm, nhưng phát hiện người sau trên mặt lại có thể một chút xíu ngưng nhiên gợn sóng cũng không có.
thậm chí liền một chút xíu hốt hoảng vậy cũng không có. Gặp Thương Khôn, Lam Kình hai người hướng mình lui tới, Trần Phi nhếch mép, lộ ra vẻ mỉm cười. Rồi sau đó, liền từ trong cơ thể hắn có một cổ kinh khủng trùng tiêu khí thế, điên gồm có đi ra. Vèo, 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 bành 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 bịch bịch. Chỉ gặp Trần Phi bàn tay lộn một cái, ước chừng 36 đạo hàm chứa khủng bố tiểu viên mãn kiếm ý tam dương chân hỏa kiếm khí liền xuất hiện. Từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo lớn vô cùng ngọn lửa cự kiếm. Cái gì, thấy tình cảnh này, cảm nhận được ngọn lửa kia cự kiếm phía trên nơi tràn đầy lực lượng cường hãn, vậy Nghiêm Chu, vậy Lỗ Siêu, thậm chí vậy Đoan Mộc lão nhân, lúc này cũng lập tức biến sắc. Chỉ là như vậy thì muốn cho ta xem đắc tội ngươi kết quả, ngươi có phải là nằm mơ hay không còn chưa tỉnh ngủ. Trần Phi cười lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa lật một cái. Oanh! Khổng lồ kia ngọn lửa cự kiếm nghịch không trung lên, hung hăng đụng vào vậy màu xanh trên bàn tay mặt, lúc này ngay tức thì có một cổ kinh khủng sóng trùng kích sát chói tai tiếng nổ, kích động cực kỳ cuộn sạch mở ra. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ cả người lại không nhịn được run lên. Vậy giữa không trung, ngọn lửa cự kiếm cùng màu xanh bàn tay giống vậy tan rã cùng hủy diệt cảnh tượng, thật sâu ấn khắc ở bọn họ trong lòng. Ngươi, ngươi, ngươi. Vậy Đoan Mộc lão nhân con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, không nói ra lời. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi hắn lại có thể có được chút cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu. Hắn thủ đoạn như vậy, coi như là Thương Khôn, Lam Kình như vậy luyện khí cảnh vô địch đụng phải, vậy ít nhất tuyệt đối sẽ bị thương. Nếu không phải mới có thể có cùng hắn một tầng thứ sức chiến đấu, làm sao có thể chống đỡ được. Vậy quyền chân nhất, Chu đội trưởng, thậm chí Trung Chính Minh lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Thậm chí vậy người sau, lúc này cũng cảm giác mình sau lưng tràn đầy lạnh lẽo. Cả người bận bịu cốt bộ dạng sợ hãi. Vậy, thằng nhóc kia hắn lại có thể ngăn được Đoan Mộc đại nhân công kích. Hoa mỹ ngọn lửa lượn lờ dâng lên, dần dần hủy diệt. Vậy màu xanh bàn tay để lại nhàn nhạt khủng bố linh khí. Vậy không khí ở nơi này lộ vẻ được phá lệ, bắt mắt, phá lệ dọa người. Nhưng vào lúc này, so mới vừa rồi dọa người hơn sự việc còn đi theo xuất hiện. Chỉ gặp Trần Phi vung tay lên, một cái đan dược bình xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn lại có thể trực tiếp từ trong đó lấy ra 3 viên đan dược, mình ném vào miệng một viên, còn sót lại 2 cây cho Thương Khôn và Lam Kình. Đều ăn rồi nó, chuẩn bị đánh ra. Trần Phi mặt không cảm giác, thản nhiên nói. Có thể vậy Nghiêm Chu, Lỗ Siêu, thậm chí là Đoan Mộc lão nhân ánh mắt sự chú ý, lúc này lại toàn bộ đều ở đó 3 viên đan dược phía trên. Thậm chí, ánh mắt kia, cũng lộ vẻ được có như vậy chút kinh hãi muốn chết. Rung động không dứt. 3, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Vậy, Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu con người gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn, Lam Kình hai trong tay người mặt đan dược kia, thở một hơi thật dài, gần từng chữ một. Ở trong lòng của hắn, trực tiếp là lật ra ngất trời sóng lớn. Cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, đó là người bình thường có thể cầm ra được. Coi như là cấp bậc thấp một chút luyện đan sư, cũng đời này đừng nghĩ bắt được loại này cao cấp hiếm thấy, chân quý cực phẩm bảo đan đi. Hơn nữa, cái này còn không là điểm chính là, coi như là bọn họ có thể bắt được, sẽ bỏ được ăn như vậy sao? Vậy Thương Khôn. Lam Kình hai người từ Trần Phi trong tay nhận lấy vậy 2 cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, trực tiếp là một chút chần chờ cũng không có, trực tiếp đi miệng mình bên trong thất lạc. Nhất thời, một cổ càng hơn từ trước lực lượng từ bên trong cơ thể của bọn họ liên tục không ngừng xông ra. Hết sức kinh người, hết sức cường hãn. Chỉ là cái này một viên đan dược, liền ít nhất có thể đủ để cho bọn họ giữ gần nửa canh giờ mạnh nhất sức chiến đấu trạng thái. Đó là cái gì khái niệm? Nếu là bọn họ tự thân cường hãn nhất trạng thái sức chiến đấu, có thể giữ gần nửa canh giờ mà nói, không nói khác, liền nói Vân Long Sơn ma bệnh kia, sợ rằng thấy được bọn họ liền được lập tức chạy. Nếu không, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà ở thấy một màn này, vậy mọi người tại đây lại là có một loại da đầu nổ tung cảm giác. Nhất là vậy, Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu, Lỗ Siêu, lúc này lại là trong lòng hiện ra nồng nặc cực kỳ hối hận vẻ. Mặc dù coi như là đến bây giờ, Trần Phi cũng không có một chút muốn chứng minh chính hắn kỹ thuật luyện đan ý nghĩa.
Nhưng mà, bọn họ trong lòng vậy vốn có chút nghiêng cây cân, bây giờ cũng đã lại xảy ra lần nữa thay đổi. Hướng ngược lại phạm vi lớn hoạt động. Trần Tiểu Hữu có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói. Chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm à. Vậy Lỗ Siêu vội vàng không chút do dự đứng dậy, sắc mặt quấn quýt cùng khó chịu giảng hòa. Muốn Trần Phi thật là hắn người muốn tìm, có năng lực có thể đến giúp hắn, vậy bọn họ trước khi hành vi, có tính hay không từ làm bậy không thể sống. Vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này sắc mặt cũng là trực tiếp thay đổi. Trước không nói Trần Phi luyện đan thực lực cái gì, liền nói uống vậy ba viên cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược sau đó, Trần Phi ba người mạnh xanh khí thế, và thực lực, liền trực tiếp là làm ra đầu hắn tê dại, tràn đầy áp lực. Nếu như Nghiêm Chu, Lỗ Siêu cái này hai người không giúp hắn xuất thủ, đối phương vậy ba người, hắn căn bản là không cản được, vậy càng không thể nào có thể làm gì được cái gì. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này nội tâm tràn đầy lửa giận cùng oán độc, cắn răng nghiến lợi nói. Oanh! Nhưng sau đó, rậm rạp chằng chịt, 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là giống như ngọn lửa mưa sao rơi vậy rớt xuống. Đem vậy đình viện, đem vậy Đoan Mộc phủ cũng trực tiếp càng phá hủy, đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, mấy đạo thân ảnh theo vậy dâng lên khói báo động nghênh ngang mà đi. Quyền chân nhất cũng bị Trần Phi mang rời đi. T. Xảy ra có thể chuyện gì? Là ở bên trong phủ hướng gió. Không phải là có nhân vật lợi hại gì đánh tới cửa chứ? Ai dám ở chúng ta Đoan Mộc phủ gây chuyện? Đoan Mộc đại nhân đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ là... Cuồng im miệng đi, loại chuyện này mà là chúng ta có thể trộn. Mau trở về, phía trên không thông báo, liền dù sao cũng đừng đi ra, để tránh vận khí không tốt, rước họa vào thân. Cái này nổ thật sự là quá rõ ràng, làm cả Đoan Mộc phủ người cũng hoảng sợ. Đuổi ở bọn họ Đoan Mộc phủ như vậy gây chuyện, còn không sợ người, bọn họ coi như là dùng cái mông muốn, vậy khẳng định rõ ràng, ít nhất là muốn cùng bọn họ Đoan Mộc đại nhân một cấp bậc trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, mới có như vậy lá gan, mới có như vậy tư cách à. Có thể cái loại đó tầng thứ, bọn họ loại này tiểu lâu la, dám dính vào sao? Không bị hù chết cũng đã rất khá. Còn dính vào cái giám à? Đoan Mộc phủ bên trong đình viện, khói báo động tản đi sau đó, Trần Phi, Thương Khôn, Lam Kình, Quyền Chân Nhất bốn người bóng dáng đã sớm biến mất không thấy. Đoan Mộc lão nhân, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Lỗ Siêu đám người trên mặt thần sắc toàn bộ âm trầm tới cực điểm, rất khó xem. Trên thực tế, bọn họ mới vừa rồi là có năng lực ngăn Trần Phi, không để cho bọn họ đi. Nhưng vấn đề là, coi như bọn họ mới vừa rồi làm như vậy, lại có ý nghĩa gì? Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Lỗ Siêu căn bản ban đầu liền không muốn động thủ. Không động thủ, chỉ là trên miệng mặt nghi ngờ, đến phía sau vẫn có thể chỗ trống quay về, nhưng nếu là một khi ra tay, vậy coi như cái gì? Cái này không hắn ma là trực tiếp xé rách ra mặt. CMN muốn trực tiếp xé rách ra mặt, còn nếu không phải là liên hệ chúng ta làm gì? Đoan Mộc lão nhân, ngày hôm nay chuyện này, người có phải hay không nên cho ta Nghiêm Mỗ người một câu trả lời hợp lý? Ta trước thật giống như cũng đã nói, để ta sự việc, nếu ai dám phá cho ta xấu xa hy vọng, ta nhưng là sẽ trở mặt không nhận người. Trần Phi Thiết Sư Tử Nghiêm chiều rộng con ngươi lạnh lùng nhìn Đoan Mộc lão nhân. Lời nói ở giữa, cũng cảm giác từ trong cơ thể hắn có cổ rất đáng sợ chập chờn đang dần dần phóng thích ra ngoài. Loại trình độ đó, coi như là Đoan Mộc lão nhân như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Đang cảm thụ đến sau đó, cũng là ngay tức thì liền sắc mặt thay đổi. Nghiêm huynh, chẳng lẽ ngươi vẫn còn ở bị thằng nhóc kia lừa gạt? Đoan Mộc lão nhân nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, có chút hổn hển, nói, liền hắn cái loại đó tuổi tác, ngươi cảm thấy hắn luyện đan thực lực có thể thật lợi hại. Hơn nữa, nói đến đây hắn còn mạnh hơn như vậy một lần, còn ngươi lóe lên nói, hơn nữa, thằng nhóc kia như vậy tuổi tác, lại có thể có được như vậy sức chiến đấu. Ngươi cảm thấy, hắn có nhiều ít thời gian lại đi phân tâm học tập đan đạo. Lời vừa nói ra, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cùng với Lỗ Siêu, lại không nhịn được ngay tức thì ngây ngẩn. Đúng vậy, vậy Lỗ Siêu không kềm hãm được gật đầu một cái, nói, ở hắn như vậy tuổi tác, mới có thể có như vậy cảnh giới cùng sức chiến đấu đã có tư cách được gọi chi là lại yêu nghiệt. Lại để cho hắn phân thân học tập đan đạo, lại còn muốn đạt tới cảnh giới cực cao, vậy cũng có thể sao? Nói đến đây,
Vậy Lỗ Siêu Minh liền lắc đầu một cái, không phải hắn ếch ngồi đáy giếng, mà là thành tích như vậy thật sự là quá phóng đại, muốn cho hắn như thế nào tin tưởng. Vậy hắn trong tay vậy ba viên cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược giải thích thế nào? Thiết sư tử Nghiêm Chu trầm mặc hồi lâu, vẫn là không nhịn được lại lạnh lùng nói. Cái này vậy ba viên cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, bây giờ thật là hắn tư tưởng à? Người bình thường, có thể cầm ra được loại đồ vật này sao? Cái này còn không rõ ràng. Vậy Đoan Mộc lão nhân cười nhạo một tiếng, không chút do dự nói, hắn nhất định là sợ hai ngươi lại theo ra tay, cho nên khí xa bảo suất, cầm ra vậy ba viên đan dược, dùng để mê muội các người. Nhưng mà, thiết sư tử Nghiêm Chu chân mày sâu đậm nhíu, còn có chút không có biện pháp hoàn toàn đồng ý Đoan Mộc lão nhân lời này. Ta cũng cảm thấy Đoan Mộc lão nhân lời này có đạo lý. Hắn nếu là thật có như vậy năng lực, cần gì phải cùng chúng ta đâu nhiều vòng như vậy, liền chứng minh một chút năng lực mình dũng khí, cũng không có chứ. Nhưng vào lúc này vậy Lỗ Siêu vậy gật đầu mở miệng nói. Nhưng mà hắn nhưng không biết, hắn loại ý nghĩ này, nói dễ nghe một chút, gọi là lý trí phán đoán, nói khó nghe một chút, đó chính là sống trong mộng. Trần Phi dựa vào cái gì cấp cho bọn họ chứng minh? Có cần phải vậy không? Nghe được cái này, vậy Đoan Mộc lão nhân trên mặt thần sắc đổi được ngạo nghễ liền mấy phần. Không nhịn được giận dữ nói, cái này nhóc xác rưởi, lại dám đùa bỡn chúng ta, sau này có thể đừng rơi vào ta Đoan Mộc lão nhân trong tay. Nếu không, nói xong lời cuối cùng, hắn vậy trong lời nói chính là tràn đầy sát ý. Xảy ra hôm nay hết thảy, đối với hắn mà nói. Nói sỉ nhục cũng không quá phận. Hơn nữa bây giờ liền hắn Đoan Mộc phủ cũng bị hủy gần nửa bộ phận, truyền đi, hắn Đoan Mộc lão nhân mặt mũi, muốn để nơi nào à? Nghe được cái này, trong chốc lát liền vậy Lỗ Siêu trên mặt cũng có chút vẻ giận dữ. Bởi vì là coi như, hắn cũng không phải là, bị lừa dối người, chính giữa một cái sao. Có thể nhưng vào lúc này, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lại đột nhiên một cái xoay người. Hướng vậy đình viện bên ngoài mặt không cảm giác đi tới. Nghiêm huynh, người đây là... Vậy Đoan Mộc lão nhân thấy tình cảnh này hơi biến sắc mặt, theo bản năng hỏi. Chẳng lẽ ta Nghiêm Chu muốn đi đâu, còn cần hướng người Đoan Mộc lão nhân báo cáo một tiếng sao? Thiết sư tử Nghiêm Chu đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói. Nghe vậy vậy Đoan Mộc lão nhân sắc mặt chợt đổi một cái, ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Nhưng sau đó... Làm hắn nhớ tới thiết sư tử Nghiêm Chu sức chiến đấu, vẫn là gắng gượng đem vậy tức giận cho đè ép trở về. Hô! Thở một hơi thật dài, mới gặp hắn nhìn thiết sư tử Nghiêm Chu rời đi bối cảnh lạnh lùng nói, đó là đương nhiên không cần, bất quá, ta chỉ là không muốn Nghiêm huynh ngươi bị vậy tên nhóc lường gạt lừa. Nói đến đây Đoan Mộc lão nhân hơi dừng lại một chút. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu vậy dừng bước. Chẳng lẽ, Nghiêm huynh ngươi bây giờ còn đang tin tưởng hắn nói sao? Chỉ bằng thằng nhóc kia, thấy tình cảnh này, vậy Đoan Mộc lão nhân lập tức mở miệng, khinh miệt nói. Có tin hay không tạm thời bất luận, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy ngươi tại sao, Lỗ Siêu chen miệng, có chút nhíu mày. Bởi vì tự ta suy nghĩ một chút, nếu là chính ta là một vị lợi hại như vậy luyện đan sư nói, cũng đích xác, không biết ở các người trước mặt chứng minh cái gì. Có cần phải vậy không? Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu thanh âm rất lạnh, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra vậy Lỗ Siêu sắc mặt biến, trong lòng lúc này có chút không cầm được sóng lớn mãnh liệt. Nghiêm huynh, người có phải hay không bị quỷ mê đầu óc? Vậy nhóc xác rưởi, hắn chính là một tên lường gạt. Là tên lường gạt, người hiểu không? Vậy Đoan Mộc lão nhân cũng là sắc mặt biến, có chút hổn hển, hét. Có thể hắn càng như vậy, lại càng là cho người một loại cảm giác, đó chính là chột dạ. Không sai, Đoan Mộc lão nhân hắn, là thật có chút chột dạ. Dù sao ngươi tốt nhất kỳ vọng hắn thật sự là tên lường gạt đi. Nếu không, cùng ta làm rõ ràng chân tướng, nếu như nói là vừa vặn ngược lại, ta Nghiêm mỗ người, sẽ đến cửa lại lãnh giáo. Cáo từ, tràn đầy dùng mình lạnh như băng đánh thẳng vào vậy Đoan Mộc lão nhân tim. Làm hắn sắc mặt biến, cực kỳ tức giận, bất quá ánh mắt nhưng lộ vẻ được có chút bối rối. Lấy thiết sư tử Nghiêm Chu thực lực, nếu là thật đối với hắn nổi lên địch ý, sẽ đối hắn trả thù, vậy cục diện. Hắn có chút không dám nghĩ. Cái này não can đồ có phải điên rồi hay không? Lại có thể sẽ chọn tin tưởng vậy nhóc xác rưởi, mà không phải là tin tưởng ta Đoan Mộc lão nhân.
rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu rời đi hình bóng, tức giận ở trong lòng nổi giận mắng. Gương mặt vặn vẹo, oán độc, giống như là cảm giác mình nhận được làm nhục như nhau. Trong lòng càng như vậy muốn, hắn chính là cảm giác vượt khí. Giống như là có đoàn lửa ở lồng ngực hắn bên trong kịch liệt cháy như nhau. Sau đó, liền gặp hắn cặp kia vặn vẹo, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp là quét về một bên Trung Chính Minh. Bưng, Đoan Mộc đại nhân, bị cặp mắt kia đột nhiên lập tức nhìn chăm chú, vậy Trung Chính Minh nhất thời lập tức ánh mắt run rẩy, sau lưng lạnh cả người, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đồ, lưu ngươi ở đây, có gì dùng? Có thể sát theo, vậy Đoan Mộc lão nhân nhưng trực tiếp là đằng đằng sát khí một trường vỗ xuống. Đem vậy trước mắt hoảng sợ Trung Chính Minh cho đánh thành thịt nát. Hài cốt không còn. Nếu không phải cái này ngu đần, ngày hôm nay sẽ có chuyện như vậy. Bất quá, đây mới thật sự là từ làm bậy không thể sống. Thông tục dễ hiểu một chút mà nói, đó chính là đáng đời. Từ Đoan Mộc phủ đánh sau khi đi ra, Trần Phi các người trở lại Thanh Long Câu vòng ngoài trên đường phố. Tuy trước khi nói Đoan Mộc phủ động tĩnh kia, bên này cũng có chút người có phát hiện. Nhưng vậy giới hạn nơi này mà. Bọn họ cũng không phải là người trong cuộc, dĩ nhiên không thể nào đem Trần Phi bọn họ cho nhận ra. Trần Đại Sư, bọn họ thật là quá đáng. Không tin ngài kỹ thuật luyện đan thì thôi, lại còn muốn động thủ. Thật là lẽ nào lại như vậy, từ bóng tối đường phố đi sau khi đi ra, vậy quyền chân nhất tức giận bất bình nói. Hiển nhiên, ở hắn như vậy luyện đan sư trong mắt. Lợi hại luyện đan sư có thể so cái gì cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, muốn ở trong lòng của hắn địa vị cao hơn. Cũng là chúng ta còn không có đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới, nếu không, há lại cho bọn họ ở mặt chủ nhân trước ngang ngược. Vậy Lam Kình cũng có chút giận dữ nói. Nếu là cùng hắn đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới, chính là, một cái Đoan Mộc lão nhân, ở trước mặt hắn lại coi là cái gì. Lời tuy như vậy, nhưng vấn đề là yêu thú cấp 3 cảnh giới. Há lại là ngoài miệng nói như vậy dễ dàng, là có thể đạt tới. Có thể Thương Khôn nhưng lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Trong lời nói có một ít than thở. Nhắc tới, hai người bọn họ ở nơi này yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới vậy mệt nhọc mấy chục năm, nhưng mà vậy gần trong gang tấc yêu thú cấp 3 cảnh giới, nhưng xa xa trung thân à. Đó cũng không nhất định, có thể nhưng vào lúc này, đi ở phía trước Trần Phi lại đột nhiên con người chớp mắt, thản nhiên nói. Nghe vậy vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình ánh mắt đều là co giúp một cái, hiện ra kích động sắc thái. Thằng nhóc, ngươi làm gì chứ? Có phải hay không không có mắt? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo rất âm hiểm nụ cười, tức giận xông lên, thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Chỉ gặp một vị đang ven đường bầy sạp hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ, đang hướng Trần Phi hét. CMN, gặp tên này lại dám hống Trần Phi. Vậy Lam Kình điều kiện phản xạ nổi giận, ánh mắt run lên, muốn lời nói đánh lại trở về. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên đưa tay đem hắn ngăn cản. Để cho hắn đừng nói trước. Nguyên lai, cái này đích xác là chính hắn vấn đề, trong lòng suy tính một vài vấn đề, không chú ý dưới chân, kết quả, liền vô tình đem đối phương bày vậy mấy món đồ cho đá. Cho nên nói, cái này đích xác là chính hắn vấn đề. Đối phương tức giận. Vậy về tình thì có thể lượng thứ. Bất quá đối phương sạp này vị trưng bày, nhưng có chút quá chiếm chỗ. Bày đến trên đường phố, chỉ cần là một không cẩn thận, liền thật có thể một cước đá đi. Không chú ý tới. Nhưng lúc này Trần Phi trong lòng nhưng còn nghĩ vậy những vấn đề khác, không để ý nhiều như vậy, hướng đối phương nói xin lỗi, là ta trước phân thần, vô tình. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Chỉ là nói xin lỗi có cái thí dụng à, đền tiền, cho ta bồi linh thạch, có thể vậy hung thần ác sát người to con lúc này mới thật sự lộ ra nguyên hình đứng lên, mặt xấu xí bàng mang âm hiểm nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Bồi linh thạch, Trần Phi chân mày hơi một nước, con ngươi nhanh tránh. Hắn bây giờ coi như là lại phân tâm, vậy khẳng định kịp phản ứng à. Đối phương đây hoàn toàn liền là cố ý, bày cái hố ở nơi này để cho người nhảy. Làm sao? Đá hư đồ ta, tiểu tử ngươi còn muốn chống chế. Vậy hung thần ác sát người to con còn lấy là mình nắm chặt phần thắng. Nhìn Trần Phi, âm hiểm, khinh miệt giễu cợt, cười nói. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc lại đến khi một cái tới cửa, dê béo. Đây là ở giữa tới một cái đi một lần,
chờ hắn có thể thật không dễ dàng à. Trong lòng như vậy xấu xí cười, vậy hung thần ác sát người to con đưa tay đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời, từ phía sau thì có hai ba cái giống vậy mặt lộ vẻ cười lạnh người, từng cái khí thế kinh người, khoanh tay với ngực, hướng Trần Phi các người vây lại. Luyện khí tầng 7, đi mau, nguyên bản chung quanh còn có không thiếu xem trò vui, có thể khi bọn hắn thấy tới vây người, lại mỗi một người đều là cao thủ luyện khí tầng 7 sau đó, nhất thời sắc mặt đổi một cái, sợ chọc tới cái gì là không phải. Nhát gan liền cũng trước chạy trốn. Các người, thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nhất thời giận dữ. Bọn họ lúc này dĩ nhiên rõ ràng, nguyên lai cái này hung thần ác sát người to con đánh từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý. Đem vậy gian hàng vị trí bày ra như thế bá đạo, chỉ cần một khi có người vô tình nhắc tới những thứ đó nói, liền nhân cơ hội nhảy ra lường gạt bắt đền. Loại này được là trên trái đất có cái chuyên môn danh từ, đó chính là, người giả bị đụng mà. Mà ngoài ra bốn người đương nhiên là hắn đồng bọn. Bất quá Trần Phi lại lần đưa tay đem vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người ngăn lại. Tỏ ý bọn họ trước im miệng, đừng nói chuyện. Sau đó, liền gặp Trần Phi ánh mắt ở đó trong gian hàng mặt tùy ý quét một vòng, cơ hồ đều là rác dưới, nhưng có một khối nhìn như rất hình thù kỳ lạ quái trạng đá. Được rồi, bồi thường, những thứ này thêm cùng nhau bao nhiêu tiền? Ngươi nói con số mà, ta bồi. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Thật chứ, nghe vậy vậy hung thần ác sát người to con lập tức mặt đầy kích động, vui sướng. Không nghĩ tới Trần Phi tốt như vậy hù dọa. Bọn họ cũng còn chưa bắt đầu, hoạt động, biểu diễn, đâu, cũng đã bị hù ngã không dám cự tuyệt. Thấy tình cảnh này, vậy vây chung quanh gan lớn xem cuộc vui người, đều là một mặt khinh bỉ nhìn Trần Phi. Đây cũng quá nhát gan liền chứ. Nói bồi, liền bồi. Thương Khôn, Lam Kình các người cũng có chút kinh ngạc, bất quá bọn họ lúc này nhưng cũng biết liền Trần Phi hẳn là khác có ý tưởng, hoặc cái gì an bài. Liền đổi được đàng hoàng đứng lên, yên lặng đợi. Không lên tiếng. Nghĩ đến đây, vậy hung thần ác sát người to con lập tức đưa tay ra, so với ba ngón tay đầu, hướng Trần Phi hung tợn nói, số này. Chỉ cần ngươi bồi, ngày hôm nay chuyện này liền có thể coi là. Số này mà, 30 khối hạ phẩm linh thạch, Trần Phi vẫn là sắc mặt bình thản hỏi. 30 khối, 300, 300 khối hạ phẩm linh thạch, nếu không ngày hôm nay xem ta làm sao thu thập ngươi. Vậy hung thần ác sát người to con mắt hổ chừng một cái, nhìn Trần Phi lạnh lẻo lường gạt nói. 300. Cái gì, tên này có phải hay không muốn linh thạch muốn điên rồi? Đây quả thực là đòi hỏi nhiều. Đúng vậy, liền hắn trong gian hàng những cái kia rách dưới, đừng nói là 300 khối hạ phẩm linh thạch, coi như là 3 khối, cũng ngại nhiều à. Cái này CMN thật là quá không biết xấu hổ à. Xuyệt, ta biết bọn họ. Bọn họ hình như là Tư Mã Nhị gia người bên người, đừng để cho bọn họ nghe được. Tư Mã Nhị gia, cái nào Tư Mã Nhị gia? Còn có cái nào Tư Mã Nhị gia? Tư Mã Khôn đại nhân đệ đệ ruột, chính là hắn à? Nguyên lai là hắn. Chung quanh xem cuộc vui người lập tức là nổ tung nồi. 300 khối hạ phẩm linh thạch, cái này hắn mà cùng cướp linh thạch có cái gì khác biệt? Bất quá, có người vạch trần bọn họ thân phận. Nguyên lai những người này là có chỗ ỷ lại, cho nên mới dám lớn gan bao thiên như vậy, ngoài đường phố lừa gạt người. Tư Mã Nhị gia, phải nói vậy Tư Mã Quân là thế hệ trẻ cậu ấm đại thiếu mà nói, vậy Tư Mã Nhị gia, chính là lão một đời cậu ấm đại thiếu. Dựa vào anh ruột mình ca Tư Mã Khôn đại nhân thân phận cùng thực lực, ở nơi này Thanh Long Câu có thể nói là hoành hành phách thế, lỗ mũi hướng lên trời, cái gì không biết xấu hổ sự việc cũng dám làm. Các người hắn CMN có phải hay không cũng muốn tìm cái chết? Ai muốn tìm cái chết, đứng ra, ta tác thành hắn. Thấy tình cảnh này, vậy hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ người lập tức mắt lộ ra hung quang, hung tợn mắng. Vậy ở Trần Phi bọn họ bên người vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 vậy rối rít lộ ra tàn bạo cười nhạt, quát mắng. Hắn CMN có phải hay không cũng không có mắt. Cút ngay, chen ở nơi này nhìn cái gì xem, mau cút. Có người không chút kiêng kỵ phách lối khiển trách, trước mắt hung quang, khí thế dọa người. 300 hạ phẩm linh thạch, người thật thua thiệt các người kêu cho ra cái giá cả này tới. Ngay tại Trần Phi lắc đầu một cái, có chút im lặng cười lên. Những người này, thật đúng là bắt trước một người liền hướng trong lòng cái hố à. 300 khối hạ phẩm linh thạch,
thật đúng là thua thiệt bọn họ có thể kêu cho ra số này mà tới. Hắn liền thật giống như vậy, người ngu nhiều tiền, người tiêu tiền như rác. Tùy ngươi cái hố, ngươi muốn lừa bịp nhiều ít, liền cái hố nhiều ít. Làm sao, tiểu tử ngươi muốn đùa bỡn chúng ta? Trần Phi hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay cái này 300 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi muốn cho vậy được cho, không muốn cho, vậy được cho. Nếu không, đừng trách ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Không xảy ra cái này thanh long câu cửa. Nói xong lời cuối cùng, vậy hung thần ác sát người đàn ông vạm vỡ âm hiểm, âm u mở miệng, tràn đầy uy hiếp. Đây quả thực là khi dễ người. Được rồi, im miệng đi. Nhỏ tiếng một chút, những người này nguyên bổn chính là ở chỗ này làm điều này. Đúng vậy, trước kia cũng có không ít người bị bọn họ lừa gạt qua. Nếu là không cho linh thạch, kết quả đều vô cùng đặc biệt thảm. Dẫu sao những người này phía sau đài nhưng mà Tư Mã Nhị ra cái đó côn đồ. Ai, thằng nhóc này bọn họ lần này là xui xẻo. Vận khí thật gánh. Đúng vậy, đi nhanh đi, đừng rước họa vào thân. Đám người lại là một hồi xôn xao. Mấy tên kia hoàn toàn là không có sợ hãi. Sau lưng mặt có người đứng sau, sợ cái gì? Vậy cũng tốt, 300 hạ phẩm linh thạch, ta cho. Nhưng vào lúc này Trần Phi vậy hình như là nhượng bộ vậy. Cầm ra một túi hạ phẩm linh thạch, đưa cho đối phương. Thật là 300 khối hạ phẩm linh thạch, ha ha, ha ha ha, coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Thấy tình cảnh này, liền vậy hung thần ác sát người to con đều là sững sốt một chút, bất quá, sau đó liền gặp hắn phách lối cực kỳ cười lớn. Đưa tay ở Trần Phi vỗ vỗ lên bả vai, phách lối cười như điên nói, không tệ lắm, thằng nhóc, hiểu được làm người. Rất tốt, ha ha. Ha ha ha. Vậy những thứ này liền cũng đều là của ta chứ? Thấy được đối phương đưa tay ở mình vỗ vỗ lên bả vai, Trần Phi con ngươi híp lại, nhưng lại không có né tránh, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi, ha ha, ngươi muốn toàn bộ cầm đi đều có thể. Vậy hung thần ác sát người to con cười lớn phất phất tay. Những thứ này đều là hắn tùy tiện tìm tới, lừa gạt người tiêu tiền như rác, đáng giá mấy đồng tiền. Căn bản không đáng tiền. Cái này, thấy tình cảnh này, Thương Khôn, Lam Kình, Quyền Chân Nhất các người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Bởi vì là, bọn họ đương nhiên biết rõ Trần Phi nếu là muốn thu thập đối phương, đây tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ, uổng công bị, lừa gạt, liền 300 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là tình huống gì? Ha ha, coi như sau đó một khắc, Trần Phi nhưng tuét miệng khẽ mỉm cười một cái. Đưa tay một cái. Vậy hình thù kỳ lạ quái trạng đá, trực tiếp bị hắn linh khí chộp được trong tay. Đây là cái đồ gì? Trong thức hải, Trận Kinh không có chút hiếu kỳ hỏi. Ở Trần Phi trong thức hải lâu như vậy, hắn cũng coi là rất hiểu Trần Phi. Thằng nhóc này, tuyệt đối là một không lợi lộc không dậy sớm việc. Cho nên, hắn nhất định là coi trọng cái này hình thù kỳ lạ quái trạng đá. Bất quá, ở trong đó rốt cuộc cất giấu có cái gì? Đây có thể là đồ tốt à? Trần Phi híp mắt cười đắc ý, rồi sau đó, từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí hiện lên bàn tay hắn, thả ra khí thế đáng sợ, đem hòn đá kia đánh say. Làm vậy Trần Phi có tam dương chân hỏa kiếm khí vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lập tức liền biến. Bởi vì là, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người, cũng từ phía trên kia cảm nhận được phát ra từ nội tâm run rẩy khí tức kinh khủng. Ngươi! Vậy hung thần ác sát người to con người kịch liệt co rúm lại, mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ Trần Phi, hoàn toàn không dám tin. Ở đó tam dương chân hỏa kiếm khí phía trên, hắn trực tiếp là trần trụi trần cảm thấy có thể đem hắn hoàn toàn nghiền diệt, đấu đá tuyệt vọng khí tức kinh khủng. Nhưng vấn đề là, vậy, kiếm khí kia chủ nhân, bây giờ nhưng mới vừa bị hắn lừa gạt qua. Nghĩ đến đây, vậy hung thần ác sát người to con sau lưng. Cổ ở giữa trực tiếp là ướt. Rồi sau đó tứ chi mềm nhũn, cảm giác mình liền đứng khí lực cũng không có. Không chỉ là hắn, coi như là vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 cũng giống như vậy. Lúc này bọn họ nhìn Trần Phi trên bàn tay vậy tam dương chân hỏa kiếm khí, đều đần độn. Cảm giác một màn này giống như là đang nằm mơ như nhau. Cường đại như vậy kiếm khí người có, tại sao phải cùng một ngu đần tựa như được, bỗng dưng vô cớ bị bọn họ lừa gạt. Trong lòng bọn họ mặt tràn đầy như vậy nghi vấn.
Bất quá sau đó một khắc sau, cái này nghi vấn, Trần Phi nhưng cho bọn họ đáp án xác thực. Ta nếu là không cảm giác sai, lần này, lại đi đại vận à. Trần Phi lúc này biểu tình kia thật là có thể dùng vui vẻ để hình dung. Cười hắc hắc, tỉ mỉ điều khiển tam dương chân hỏa kiếm khí mài vậy hình thù kỳ lạ quái trạng đá vỏ ngoài. Chỉ chốc lát sau, kiếm khí phun trào dưới, từng tầng một bọc ở bên ngoài thạch y bị mài bóng xuống, rối rít rơi xuống đất, đi theo một đạo chói mắt ánh sáng bạc trực tiếp là vọt ra, lóng lánh bay lên không, chiếu sáng tất cả mọi người tầm mắt. Không chỉ có như vậy, một cổ làm người ta đáy lòng đều cảm giác thoải mái mùi thơm, vậy đổi một chút từ vậy trong đá tản ra. Cái này, đây là, trong thức hải, trận kinh không thanh âm đổi được cả lăm, tràn đầy khiếp sợ. Không sai, không phải giật mình, mà là khiếp sợ. Chứng minh hắn lúc này tâm trạng chập chờn muốn xa so cái trước tới mãnh liệt nhiều lắm. Lại xem vậy Trần Phi trong tay hình thù kỳ lạ quái trạng đá, lúc này đã bất ngờ đổi được muôn màu muôn vẻ đứng lên, linh vận như khói hà. Đậm đà hóa không ra. Chỉ gặp ở hòn đá kia bên trong, bất ngờ có một quả lớn chừng ngón cái màu trắng bạc trái cây, nối liền dây leo, lấp lánh rực rỡ, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Làm người ta không chớp mắt. Cái này là sinh mệnh bảo dược. Trong thức hải, trận kinh không ánh mắt khiếp sợ run rẩy nói. Nếu thật sự là như thế, vậy đơn giản quá nghịch thiên. Phải biết loại vật này, nhưng mà liền nguyên đan chân quân cảnh cường giả thấy, cũng được lập tức đi không nhúc nhích đường. Khát vọng vô cùng. Không hoàn toàn đối với. Vật này hẳn là thánh dược, cái gọi là sinh mạng bảo dược, chính là cái này thánh dược trong một loại. Ngoài ra, đây cũng là còn không có trưởng thành thánh dược. Trần Phi híp mắt cười nói, cảm giác trong lòng thoải mái tới cực điểm. Hắn là một người luyện đan sư, dĩ nhiên rõ ràng thánh dược cái này hai chữ, ý vị như thế nào. Thậm chí chỉ là giá trị liên thành đều không đáng dùng để hình dung nó. Thánh dược. Trận kinh không hơi sững sờ, sắc mặt dần dần hơn nữa chấn động. Hắn quả thật có nghe nói qua cái danh từ này. Bởi vì là bàn về chân quý trình độ, thánh dược, cũng không tại sinh mạng bảo dược dưới. Có yêu có liệt. Còn không có lớn lên là ý gì. Đi theo hắn lại không nhịn được hỏi. Chữ mặt ý nghĩa, Trần Phi cười nói. Đó không phải là gặp, còn không có lớn lên, liền bị ngươi lấy ra ngoài. Nghe vậy vậy Trần Kinh không giọng biến đổi nói. Hắn không hiểu thánh dược, tự nhiên lấy là xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên sao, còn không có lớn lên sẽ để cho nó tiếp tục dài. Một ngày nào đó sẽ trưởng thành mà. Trần Phi cười lắc đầu một cái. Từ túi đựng đồ kia trong lấy ra một cái hồ lô nhỏ vậy đồ. T, loại mùi thơm này là. Trần Phi mở ra nắp hồ lô, một cổ đậm đà tới cực điểm, hóa không ra linh khí mùi thơm ép ra ngoài, kích thích tất cả mọi người tại chỗ khứu giác, làm bọn họ không nhịn được thốt nhiên biến sắc đứng lên. Trần Phi nghiêng vậy hồ lô nhỏ, từng giọt màu ngà thấm vào lòng người chất lỏng trong suốt rủ xuống, rơi vào vậy trái cây phía trên, làm vậy người sau tản mát ra ánh sáng bạc sâu hơn. Lóng lánh làm người ta không mở mắt nổi. Ở chung quanh đây vây quanh người xem náo nhiệt, không ít người vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, không thiếu kiến thức. Cho nên khi bọn hắn thấy vậy màu ngà thấm vào lòng người trong suốt chất lỏng sau đó, từng cái thiếu chút nữa người đều đần độn. Trợn mắt hốc mồm, lắp ba lắp bắp, mặt đầy sợ hãi, cảm giác không tưởng tượng nổi. Ngàn, ngàn năm linh nhũ, rốt cuộc có người kinh hô thành tiếng. Ngàn năm linh nhũ. Đây chính là có thể sánh bằng thượng phẩm pháp khí tuyệt đối chân phẩm. Giá thị trường, một giọt là ở 1.500 hạ phẩm linh thạch tới 2.000 hạ phẩm linh thạch bây giờ, có thể, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có đem vậy giá trị kinh người ngàn năm linh nhũ cho lấy ra, còn lại có thể dùng quý trọng như vậy, cứu mạng đồ, tới tưới vậy trái cây. Người mau đưa trái cây này trả cho ta, đây là ta. Vậy hung thần ác sát người to con lập tức ánh mắt đỏ lên kêu to lên. Mặt đầy tham lam cùng vặn vẹo. Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng vậy thạch trong trái cây bất phàm cùng chân quý. Tuyệt không phải cái gì 300 khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua được. Nếu không, Trần Phi còn như dùng trắng loà linh thạch, đi tưới vậy thạch trong trái cây sao? Vậy một giọt ngàn năm linh nhũ, ở hắn trong mắt, nhưng mà từng đống hạ phẩm linh thạch à? Hư ảo lóng lánh hắn đến hoa cả mắt, trong lòng tràn đầy tham lam, mất lý trí. Chủ nhân, nguyên lai ngươi là coi trọng vật này. Ta liền nói, trách không được.
Bất quá vật này cần dùng ngàn năm linh nhũ tới tưới. Vậy quá xa xỉ chứ. Vậy Lam Kình lúc này rốt cuộc cười lớn. Rõ ràng Trần Phi trước sở dĩ sẽ nhận túng, nguyên lai là vì danh chánh ngôn thuận đem đá này trong trái cây bắt vào tay. Có thể vật này, thật đáng dùng ngàn năm linh nhũ tới tưới. Phải biết một giọt này đi xuống, nhưng chính là 1.000 lượng ngàn hạ phẩm linh thạch không có. Đây cũng không phải là ở đốt tiền, mà là ở đốt hoàng kim. Quá xa xỉ, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, hướng Lam Kình nói, người có biết đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền? Nghe vậy Lam Kình lắc đầu một cái, lại nhìn Trần Phi trong tay lúc này đang tản ra ngân quang thạch trong trái cây, tỉ mỉ nhìn rất lâu, cuối cùng mới cắn một cái đầu lưỡi, Trần chờ nói, 10, 100 ngàn. 100 ngàn hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, đã là một thiên văn sổ tự. Hắn đời này cũng không thể kiếm được nhiều như vậy. 100 ngàn, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói, đi lên nữa lật gấp trăm lần. Một, gấp trăm lần. Vậy Lam Kình thiếu chút nữa bị Trần Phi lời này dọa cho được nhảy cỡn lên, cả người đều đần độn. Một triệu, đây chẳng phải là. Một, gấp trăm lần, chủ nhân, cái này, người không phải đang nói đùa chứ. Vậy Thương Khôn lúc này cũng là mặt đầy đờ đẫn. Theo lý thuyết hắn người này hẳn coi như là rất trầm ổn, có thể không có biện pháp, Trần Phi hiện vào lúc này lời này, thật là làm hắn căn bản không biện pháp trầm ổn xuống. 100.000 hạ phẩm linh thạch gấp trăm lần, đó là cái gì dạng một loại khái niệm? Người cảm thấy ta bây giờ có giống hay không là nói đùa? Trần Phi lắc lắc cười một tiếng, nói, loại này thánh dược không phải tùy tùy tiện tiện mấy cái hạ phẩm linh thạch số lượng, là có thể cân nhắc hắn giá trị. Bất quá, ta mới vừa nói đến mà, là nó hoàn toàn trưởng thành sau khi chín, bây giờ còn chưa được, còn chỉ là ở giai đoạn trưởng thành. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại lắc đầu, vui sướng đi đôi với bất đắc dĩ nói, xem ra ta được suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao được lợi linh thạch. Vật này nếu là muốn đem nó hoàn toàn dưỡng thành quen thuộc, tiền điện thoại phỏng đoán không nhỏ. Lời này mặc dù nghe không biết làm sao, có thể trên thực tế vậy trong vậy một phần ngạc nhiên mừng rỡ, vui sướng, nhưng là như thế nào vậy không có biện pháp che giấu ở. Giống như hắn nói lời kia, đến thánh dược bực này có thể gặp không thể cầu cực phẩm kỳ chân giai đoạn, đơn thuần hạ phẩm linh thạch số lượng, đã không có biện pháp cân nhắc hết thảy. Có chút thời điểm, vận khí, duyên phận, mới thật sự là chiếm cứ quyền quyết định đồ. Ngày hôm nay, hắn giọng liền tương đối tốt à. Thằng nhóc, người có phải hay không nghe không hiểu ta nói. Mau đưa vậy thạch trong trái cây trả cho ta. Nhanh lên một chút, Trần Phi đám người trò chuyện là ở trong không khí bầy cấm chỉ, hơi xa một chút người liền không nghe được. Cho nên vậy hung thần ác sát người to con gặp Trần Phi lại có thể không phản ứng hắn, lập tức nổi giận, hướng Trần Phi hung tợn ra mặt run rẩy nói. Trong lòng tràn đầy tham lam. Đá này trong trái cây, nếu có thể bị hắn đạt được, vậy thì thật là phát tài. Siêu cấp phát đại tài. Người có phải hay không nơi này có tật xấu? Trần Phi rốt cuộc phản ứng hắn, quét hắn một cái, chỉ đầu mình, nhàn nhạt nói, đây chính là đồ ta, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Đây là ngươi linh thạch, còn ngươi. Vậy hung thần ác sát người to con lập tức đem mới vừa đạt được, còn không có bưng bít nóng hổi một túi linh thạch lấy ra, vứt xuống đất. Hướng Trần Phi diện mạo dữ tợn, hung tợn nói. Bây giờ, lập tức đem vậy thạch trong trái cây trả cho ta, lập tức. Lập tức, ta không bán, nhanh lên một chút. Hắn hung tợn giọng bất thiện nói. Mất đi bình thường lý trí. Muốn nếu đổi lại là dưới tình huống bình thường, chỉ là vậy tam dương chân hỏa kiếm khí, liền phỏng đoán sẽ làm bọn họ hoàn toàn không dám động tay. Bởi vì là, đó hoàn toàn chính là tự tìm cái chết đường à. Nhưng chỉ tiếc. Bọn họ bây giờ cũng đã bị bảo vật, mê đầu óc. Không sai, ta nói cho ngươi, mấy người chúng ta nhưng mà Tư Mã Nhị gia người, ngươi dám đắc tội Tư Mã Nhị gia. Bây giờ, lập tức, đem vậy bảo vật gọi ra, chúng ta chọc ngươi không chết, nếu không. Vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 cũng là mặt đầy rất lưu luyến cùng tàn bạo vây lại, hướng về phía Trần Phi mắt lộ ra hung quang, nói. Được rồi, mấy cái này ngu đần giao cho hai ngươi. Ta không muốn kéo thấp mình chỉ số thông minh. Trần Phi nghe vậy lắc đầu một cái, tâm tình tốt, vậy lười được tức giận. Chẳng qua là hướng Trần Phi Thương Khôn, Lam Kình hai người cười nói. Liền ta một người là đủ rồi. Vậy Lam Kình lúc này cả người trên dưới đều ở đây chiến, đoán chừng là bị sợ,
đến bây giờ cũng còn không ổn định tâm trạng. Bất quá coi như vậy, vậy mấy cái phế vật, ở trước mặt hắn, lại coi là được cái gì? Chỉ gặp hắn một bước dài về phía trước, vung tay lên, trực tiếp là một cái tát đem vậy hung thần ác sát người to con đánh bay ra ngoài. Trùng trùng đụng vào vậy ven đường trên đá, khảm nạm đi vào, cả người là máu, hôn mê tại chỗ. T, cái này CMN. Nhất thời tại chỗ không ít người cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần sắc lộ vẻ được có chút quỷ dị và kinh hãi. Vậy hung thần ác sát người to con cũng là luyện khí tầng 7, hơn nữa còn là luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị Lam Kình một cái tát trực tiếp cho phiến đến khảm bên trong vách tường đi. Đây coi là cái gì? Nhất định chính là không có ở đây một tầng thứ à? Đây mới thực sự là đá gậy sắt à? Mọi người cái này mới phản ứng được, kính sợ nhìn Trần Phi các người. Nguyên lai, đây mới thật sự là gậy sắt, hơn nữa vẫn có thể đá gãy chân cái loại đó. Vậy bị tham lam che mắt tâm trí người, đánh từ vừa mới bắt đầu, liền chiêu chọc sai người rồi. Các người còn phải tiếp tục, thấy tình cảnh này, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng vậy còn sót lại bốn cao thủ luyện khí tầng 7 nhìn một cái, hỏi. Bốn người kia vội vàng đồng loạt lắc đầu. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bắt đầu bọn họ đích xác là bị tham lam che mắt tâm trí, mà bây giờ, lập tức bị thức tỉnh còn dám cái dám. Tốt lắm, tạm biệt. Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi, dẫn Thương Khôn, Lam Kình các người nghênh ngang mà đi. Nhìn bọn họ rời đi bối cảnh, vậy bốn cao thủ luyện khí tầng 7 mỗi một người đều là cắn răng nghiến lợi, oán hận vô cùng. Nhưng mà những người khác nhưng là vừa là hâm mộ, lại là kính nể. Muốn nếu đổi lại là những người khác, làm sao liền không phát hiện hòn đá kia ở giữa bí mật. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn dùng một loại cười trên sự đau khổ của người khác giễu cợt nhìn cao thủ luyện khí tầng 7-4 người kia. Cái loại đó chói mắt ánh mắt, trực tiếp là làm người sau bốn sắc mặt người đỏ lên, lại là thẹn thùng vừa tức giận. Sau đó liền gặp bọn họ ảo não mang vậy cả người là máu, rơi vào hôn mê hung thần ác sát người to con chảy. Để lại ngay ngắn một cái đường phố tiếng cười nhạo. Một người không dám trêu chọc bọn hắn, không dám cười bọn họ, ngay ngắn một cái đường phố người chẳng lẽ còn không dám sao? Ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, Thanh Long Câu đường phố một bên kia, vậy Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu cũng là từ Đoan Mộc Phủ rời đi. Hơi thở lại có thể biến mất, làm hắn truy tìm đến Trần Phi các người rời đi địa phương, lại có thể phát hiện mấy người kia hơi thở, cũng toàn bộ biến mất. Không khỏi mặt liền biến sắc, chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này phiền toái, hắn chọc không dừng được cười khổ tự lẩm bẩm. Thanh Long Câu lớn như vậy cái địa phương, hắn lại chỉ là một người, nếu là muốn mò kim đáy biển tìm một người, sợ rằng vẫn sẽ có chút khó khăn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị từ nơi đó rời đi, lần nữa đi tìm Trần Phi đám người tung tích thời điểm, nghe qua một bên truyền tới một tiếng thanh âm kinh ngạc, ồ, người không phải, Nghiêm Chu Nghiêm huynh. Nghe vậy, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu hơi sững sờ, không nghĩ tới ở nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài xa lạ khu vực, lại còn có người có thể nhận ra hắn, hơn nữa, vẫn là gọi hắn là Nghiêm huynh. Đi theo liền gặp hắn theo thanh âm nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện ngoài mấy thước trên đường phố, khúc quanh, đang có một vị hơi đầu hói năm sáu chục tuổi ông già đang một mặt bất ngờ, một mặt giật mình nhìn hắn. Quả nhiên là ngươi, Nghiêm huynh, ngươi làm sao đến chúng ta Ưng Giản Hạp tới? Lão kia người gặp thật sự là Nghiêm Chu, thần sắc lộ vẻ được vô cùng ngoài ý muốn nói. Nguyên lai là Viên Thanh Viên đại sư, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu thấy rõ ông già đầu hói mặt mũi, cũng là hơi có chút động dung nói. Nguyên lai, trước Viên Thanh từng bị mời đi bọn họ mảnh khu vực kia, đi bọn họ một vị kia thanh danh hiển hách luyện đan sư phủ đệ tham gia yến hội, tham khảo thuật luyện đan. Lúc ấy hắn Nghiêm Chu cũng đúng lúc là mộ danh cầu tới liền cửa. Cho nên cũng coi là cùng Viên Thanh gặp qua, có chút giao tình. Thậm chí hắn còn mời Viên Thanh là hắn đệ đệ nhìn xem bệnh, đáng tiếc, không thể ra sức. Nghĩ đến đây, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu gồ lên mấy phần tinh thần, hướng Viên Thanh nhiệt tình nói, Viên Đại Sư, thật đúng là đã lâu không gặp. Người gần đây còn tốt. Coi như là lấy hắn thân phận cùng thực lực, đang đối mặt một vị nửa bước luyện đan sư cấp 4 thời điểm, vậy vẫn là không có biện pháp làm được coi thường. Đây cũng là, thành tựu luyện đan sư nghề nghiệp này ma lực. Ta dĩ nhiên cũng không tệ lắm, chính là luyện đan cảnh giới một mực tạp, không có biện pháp tiến thêm. Ai, ngược lại là Nghiêm huynh ngươi,
ngươi làm sao chạy đến chúng ta Ưng Giản Hạp tới? Viên Thanh Viên đại sư nói. Ai, là vì một chút chuyện riêng tới đây. Nghe vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu ánh mắt tối sầm lại, có chút buồn khổ lắc đầu nói. Là bởi vì là đệ đệ ngươi sự kiện kia, đệ đệ ngươi trên mình độc kia, nhưng có chuyện tốt. Viên Thanh Viên đại sư hơi ngẩn ra, giọng ngưng thúc liền mấy phần, nói. Nghiêm Chu, Nghiêm Đăng hai huynh đệ, coi như là ở bọn họ Ưng Giản Hạp, vậy lúc có chút nổi tiếng cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là đức hạnh đàng hoàng, làm việc chính trực, chính là chỉ tiếc, đệ đệ Nghiêm Đăng gặp được sự kiện kia. Ai, vẫn là như cũ, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn một ít. Vừa nghe đến Viên Thanh nhắc tới cái này kiện trong lòng của hắn chuyện thương tâm của, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu thô cuồng gương mặt, hốc mắt cũng là hơi đỏ lên, lắc đầu bỏ rơi vung, buồn khổ nói. Còn càng nghiêm trọng hơn, nghe vậy vậy Viên Thanh hơi ngẩn người, nhưng còn là chuyện đương nhiên gật đầu một cái, than thở một tiếng sao, nói ai, em trai ngươi là bị Thiên Hạc Yêu Vương tộc bổn mạng nọc độc gây thương tích, tầm thường luyện đan sư, căn bản bó tay. Nhưng mà nói đến đây hắn nhưng đột nhiên trước mắt sáng lên, nói, đợi một chút, ta thật giống như có biện pháp. Thật chứ, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu mắt hổ mở một cái, cả người run rẩy, kích động nói. Không đúng, không phải ta có biện pháp, mà là ta biết một người, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Thấy được Nghiêm Chu như thế kích động, vậy Viên Thanh Viên Đại Sư lập tức đem lời nói biết một ít. À, là ai? Viên Đại Sư mời ngươi nói cho ta. Vậy Thiết Sư Tử liền vội vàng nói. Hai tay đặt ở Viên Thanh trên vai. Nghiêm huynh ngươi trước đừng kích động. Vậy Viên Thanh bị Nghiêm Chu cái vỗ này làm được nhe răng tuét miệng. Có chút bị đau nói. Thiết Sư Tử Nghiêm Chu chính là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, có thể hắn Viên Thanh cũng không phải à. Ôm, xin lỗi, thật xin lỗi, là ta quá kích động. Thật xin lỗi, Viên Đại Sư. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu lập tức nói xin lỗi đứng lên. Cùng trước kia đối với Trần Phi thái độ, hoàn toàn là hai dáng vẻ. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu ngươi. Vậy Viên Thanh Viên Đại Sư hoạt động một chút bả vai, rồi sau đó nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Nghiêm huynh, mấy ngày nay chúng ta Thanh Long Câu, tới một vị rất lợi hại rất lợi hại rất lợi hại luyện đan đại sư. Thật, vậy Nghiêm Chu vừa nghe đến Viên Thanh lại có thể liên tục lập tức dùng ba cái rất lợi hại, lập tức trong lòng cuồng nhảy cỡn lên, tràn đầy hy vọng, nói, không biết là kia vị đại sư, tự mình đến tới bên này. Ta không nhận biết hắn. Có thể Viên Thanh Viên Đại Sư nghe vậy nhưng đã nói như vậy. Ngươi không nhận biết hắn. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nghe vậy chợt sững sốt một chút. Viên Thanh thân là nửa bước luyện đan sư cấp 4, khoảng cách cái cảnh giới kia chỉ có nửa bước xa, theo lý thuyết cũng coi là rất có danh tiếng, phòng vậy rất rộng, cơ hồ trải rộng hơn nửa thành U Lang Hạt Hạ khu vực. Có thể, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại còn nói, hắn không nhận biết đối phương. Không sai. Ta không nhận biết hắn, nhưng là hắn nhưng ở ta trước mặt tự mình luyện ra một lò cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Viên Thanh Viên Đại Sư chậm rãi nói. T, cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Nghe vậy, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu sắc mặt ngay tức thì liền biến. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những năm gần đây, vì hắn đệ đệ trên người Thiên Hạc Yêu Vương tộc bổn mạng độc, hắn cũng coi là cùng luyện đan sư đánh tan liền qua lại. Cho nên... hắn dĩ nhiên rõ ràng một vị luyện đan sư, có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, cái này ý vị như thế nào? Vèo! Đi theo liền gặp vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu lập tức kích động bắt được Viên Thanh ống tay áo, thần tình kích động nói, Viên Đại Sư, ngươi nói vị đại sư kia ở đâu? Có thể hay không mang ta đi qua gặp hắn một mặt, kính nhờ. Nghiêm huynh, ngươi trước đừng kích động, vị đại sư kia bây giờ còn đang chúng ta Thanh Long Câu, bất quá. Bởi vì là ngày hôm qua chúng ta bây giờ mới vừa xảy ra chút hiểu lầm, ta bên này cũng có chút không tốt, không dám đường đột qua quấy nhiễu. Vậy Viên Thanh Viên Đại Sư có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Sau đó mới gặp hắn cắn răng, nói, nếu không như vậy đi, đợi thêm 2 ngày. Cùng 3 ngày sau, vị đại sư kia trong lòng vướng mắc mau tiêu mất, ta lại mang ngươi đã qua gặp hắn. Vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi, Viên Đại Sư. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là không có dám cưỡng ép để cho đối phương mang tự đi. Thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng, nói. Không sai, hắn đích xác là không dám. Có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược đại sư,
hắn Nghiêm Chu liền ở trước mặt đối phương đùa bỡn thái độ tư cách cũng không có. Bởi vì là loại trình độ đó, phỏng đoán, ít nhất cũng phải luyện đan sư cấp 4 trở lên, mới có thể luyện chế ra cái loại đó cực phẩm bảo đan đi. Luyện đan sư cấp 4 trở lên, cái này ý vị như thế nào, đã không cần bất kỳ nói nhảm tới trình bày. Đừng xem hắn bây giờ cảnh giới tu vi đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, có thể coi là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, sợ rằng cũng không dám đối với một vị luyện đan sư cấp 4 vô lễ. Bởi vì là cái loại đó tồn tại, bản thân chính là một cái tổ ong vò vẽ, một thọt liền nổ. Không chọc nổi. Nghiêm huynh, đừng lo lắng, chỉ cần vị đại sư kia nguyện ý ra tay, ta nghĩ, coi như là thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng độc, vậy khẳng định không làm khó được hắn. Viên thanh viên đại sư vỗ một cái thiết sư tử Nghiêm Chu bả vai, cười một tiếng, nói, đi thôi, Nghiêm huynh ngươi khó khăn đạt được chúng ta Thanh Long Câu tới một lần, sẽ để cho ta ngồi một chút trang, hết sức một cái chủ chi nghị. Đi ăn một bữa cơm đi. Vậy cũng tốt, viên đại sư, thật là cảm ơn ngươi. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Vốn là, trong lòng của hắn còn nghĩ Trần Phi sự việc, nhưng bây giờ... Vậy không sai biệt lắm quên hết sạch rồi. Có lẽ hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới phải coi trọng Trần Phi chứ. Bất quá là không muốn đổ vào hy vọng mà thôi. Nghiêm huynh ngươi như thế nói cũng có chút quá khách khí. Dẫu sao, ta cũng chỉ có thể phụ trách tiến cử, còn như kết quả cụ thể như thế nào, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính ngươi à. Viên đại sư lắc đầu một cái, sắc mặt hơi nghiêm nói. Nghe vậy vậy thiết sư tử Nghiêm Chu con ngươi đông lại một cái. Viên đại sư, người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Rồi sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, nói. Cùng lúc đó, Trần Phi đám người đi tới Thanh Long Câu lớn nhất nhà hàng. Túy Hoa Lâu. Trần đại sư, đây chính là Thanh Long Câu lớn nhất nhà hàng, Túy Hoa Lâu. Nơi này có một loại rượu, tên là băng thuần dịch, đắt vô cùng, 100 khối hạ phẩm linh thạch một chai nhỏ, nhưng lại cung không đủ cầu, danh tiếng rất lớn. Ở một tòa hùng vĩ, khí phái, náo nhiệt tầng 6 nhà hàng hạ, vậy quyền chân nhất nhìn bên trong tửu lâu náo nhiệt cảnh tượng, có chút kích động nói. 100 khối hạ phẩm linh thạch, mắc như vậy, mặc dù nói Trần Phi không hề thiếu hạ phẩm linh thạch, có thể ở làm hắn nghe gặp vậy quyền chân nhất nói sau đó, vậy vẫn là không nhịn được ngớ ngẩn, mà sau hứng thú. Lộ vẻ được hứng thú bừng bừng. Coi như hắn không thích rượu. Có thể cái này 100 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được một chai nhỏ cung không đủ cầu chi bảo vật, vẫn là đáng hắn thử một chút. Dẫu sao có câu nói tốt, gọi là một phân tiền một phần hàng mà. Vậy, băng thuần dịch, nếu là hữu danh vô thực, cũng không khả năng có thể bị nâng đến địa vị cao như vậy, cùng giá cả. Người cũng không phải là cũng ngu, đúng không? Cái này Túy Hoa Lâu băng thuần dịch đích xác là nhất tuyệt. Trước kia, ta và Thương Khôn hai. Trên căn bản gần nửa năm liền muốn đi qua làm một bình. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta bây giờ đều có chút thèm ăn. Vậy Lam Kình vậy là một bộ hứng thú bừng bừng dáng vẻ, thật giống như rượu hiền tới như nhau. Giống như hắn như vậy yêu thú, thích nhất chính là cái này một bình rượu. Trong ly vật, trong ly đẹp à. Vậy thì vào xem một chút đi. Trần Phi cười một tiếng, bước vào vậy Túy Hoa Lâu. Vậy Túy Hoa Lâu nội bộ cũng là xa hoa không được. Kim quang lập lòe, đại bàng phần bố cáo ngọc thế, muôn màu muôn vẻ, linh khí sung túc, vách tường kia lên còn có hiếm thấy to lớn minh châu. Giá trị không rẻ, chọc người con ngươi. Làm Trần Phi các người đi vào Túy Hoa Lâu sau đó, một vị áo mũ thể diện mặt mỉm cười người trung niên, lập tức tiến lên đón. Tôn kính quý khách ngài khỏe, hoan nghênh đi tới chúng ta Túy Hoa Lâu. Không biết ngài là muốn chơi chơi, hay là muốn yên lặng chút? Vừa nói. Hắn còn hướng phía sau mình một màn kia lau xuân sắc, nháy mắt ra dấu. Tôn kính quý khách, hoan nghênh đi tới chúng ta Túy Hoa Lâu. Chúc ngài ở chúng ta cái này chơi vui vẻ. Oanh oanh yến yến câu người kiều non thanh ngay ngắn có thứ tự vang lên. Hoặc là hấp dẫn, hoặc là ôn nhu, hoặc là điềm đạm nho nhã như mặt nước phẳng lặng. Nguyên lai ở đó áo mũ thể diện người trung niên sau lưng, cũng chính là vậy Túy Hoa Lâu cửa nội bộ lối vào. Lại có chừng một xếp xếp dáng người uyển chuyển cô gái đứng ở nơi đó. Các nàng từng cái ăn mặc nhiều loại áo quần, tơ lụa trơn mềm, như bọn họ vậy da thịt trắng như tuyết, ngọc trâm mạo mỹ, như bọn họ vậy câu người mặt mũi. Nhất là vậy cao gầy dáng vẻ, đứng thẳng tròn trịa,
tràn đầy đường cong mỹ cảm bảo bọc lụa mỏng chân dài, cùng với các nàng trên mặt đồng loạt treo thân thiết nụ cười, lại là làm người ta cảm giác được trong lòng huyết khí dâng trào. Tim ùm ùm nhảy loạn. Đây là, Trần Phi hơi ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp trận này chiến đấu. Chủ nhân, cái này Túy Hoa Lâu trừ là nhà hàng ra, vẫn là cái này Thanh Long Câu lớn nhất tìm vui làm vui nơi. Lam Kình ở hắn bên tai nhỏ giọng nói. À, Trần Phi lúc này mới có chút kịp phản ứng, hoảng hốt ở giữa, nhớ lại trên trái đất vậy say giấy mê kim hội sở. Không khỏi lắc đầu một cái, tuét miệng cười một tiếng. Vật này, quả nhiên đến kia đều có à, vạn vật sinh linh đều là như vậy. Cho chúng ta an bài cái yên lặng chút địa phương đi. Hoàn cảnh tốt một chút, lại một người tới hai bình băng thuần dịch. Trần Phi đi theo lại nói. Một người hai bình băng thuần dịch, nghe vậy, vậy áo mũ thể diện người trung niên nhất thời ngẩn người, kinh dị nhìn Trần Phi. Làm sao, không nhiều như vậy hàng tích chữ, vẫn là sợ chúng ta không mua nổi. Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp đưa tay ném ra hai cái túi. Trong đó mỗi túi cũng trang bị 400 viên hạ phẩm linh thạch. Không, không phải, quý khách ngài hiểu lầm ta ý nghĩa. Người trung niên kia vừa gặp Trần Phi hất tay một cái. Trực tiếp là chính là 800 khối hạ phẩm linh thạch, một chút hàm hồ cũng không có, lúc này tâm thần run lên, rõ ràng chuyện khách hàng lớn tới. Hoảng hốt vội nói. Đó là ý gì? Trần Phi tò mò hỏi. Cái đó, tôn kính quý khách, là như vậy, chúng ta cái này Túy Xuân Lâu băng thuần dịch, nếu là luyện khí tầng 9 cảnh giới trở xuống nói, không thể uống nhiều. Người trung niên kia cung kính nói. Không thể uống nhiều, Trần Phi ngẩn ra. Không sai. Chủ nhân, vậy Thương Khôn cười một tiếng, nói cái này Túy Xuân Lâu băng thuần dịch, nguyên vật liệu là máu yêu thú, quá mãnh liệt, người bình thường một chai nhỏ cũng uống không xong, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá chúng ta ngược lại là không có vấn đề. Như vậy à, Trần Phi lúc này mới chợt hiểu vậy gật đầu một cái, nói, vậy thì tới 7 bình đi. Ta lần đầu tiên tới, uống nhiều một chút, nếm mùi một chút. Hắn cùng Thương Khôn, Lam Kình. Bọn họ ba cái không có vấn đề. Quyền chân nhất ít uống rượu là được. Là mấy vị đại nhân. Mời cùng ta tới. Người trung niên kia nghe vậy cả người giật mình một cái, vội vàng gạt bỏ nhiệt tình nụ cười, nói. Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy rõ ràng Trần Phi các người cũng tối thiểu là cao thủ luyện khí tầng 9. Hơn nữa, còn thứ nhất là ba cái. Hắn không bị hù dọa mới là lạ. Mà những cái kia nhìn như trang điểm lộng lẫy bọn nữ tử. Lúc này cũng đang dùng một đôi lóe sáng mắt đẹp kích động đánh giá Trần Phi các người. Ánh mắt kia bên trong nhưng là có chút đáng tiếc. Trần Phi thoạt nhìn là đối với bọn họ không có hứng thú, nếu không, nếu có thể trên khay như vậy cao chi mà. Ước chừng ba vị cao thủ luyện khí tầng 9, các nàng tương lai cuộc sống sau này, cũng sẽ không giống bây giờ như thế khổ. Sau đó, Trần Phi liền bị người trung niên kia lĩnh đi trên lầu. Không sau một hồi. Vậy Túy Hoa Lâu ngoài cửa lớn nhưng truyền đến một hồi hỗn loạn. Và một đạo vô cùng kích động, thanh âm thở hổn hển. Cũng hắn ma cút cho lão tử mở. Ngăn cản cái gì ngăn cản? Cút cho lão tử đi sang một bên à? Phách lối như vậy ngang ngược thanh âm vang lên, sau đó, một cái giữ lại một miệng tròm râu lão già kia liền bá đạo vô cùng xông vào. Ở hắn bên người, còn cùng cái này trước vậy bốn cái luyện khí tầng 7 người. Thảo, ai hắn ma? Thấy người tới như thế phách lối, có người không ưa. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị bên người người hung hăng một cái tát, trực tiếp đánh ngậm miệng. Sắc mặt người sau hốt hoảng lôi kéo nói. Người có phải hay không mù, không thấy rõ vậy là ai, là Tư Mã Đông cái đó lão già kia, mau im miệng, đi. Hắn vừa nói, trực tiếp đem đồng bạn lôi đi. Không chỉ là bọn họ, những thứ khác không ít người phản ứng cũng giống như nhau. Khi nhìn rõ sở vậy một miệng tròm râu người sau đó, không mấy cái sắc mặt là không đổi. Bởi vì là lão già này không phải người khác, chính là cái này Thanh Long Câu tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trước cậu ấm đại thiếu, Tư Mã Đông, Tư Mã Khôn đại nhân đệ đệ ruột, người ta gọi là Tư Mã Nhị Gia. Nhị Gia, Nhị Gia ngài tới rồi, lớn như vậy hỏa khí làm gì, chúng ta cái này Túy Hoa Lâu nhưng mà để cho ngươi vui vẻ đối phương, tới, ta cho ngài an bài an bài. Rốt cuộc có người nhắm mắt nghênh đón, là một vị Túy Hoa Lâu quản sự. An bài cái rắm, vậy Tư Mã Nhị Gia Tư Mã Đông, trực tiếp là một cái tát ở đó đầu người lên, mặt đầy hung tợn, không chút khách khí,
nói, hắn CMN, nhị gia ta hôm nay là tới làm chuyện đứng đắn. Ta hỏi ngươi, các người cái này mới vừa rồi là không phải có 4 người tiến vào. Dài như vậy, ngươi, tới đây cho ta nói. Vậy Tư Mã nhị gia trong lòng bây giờ mặt toàn nghĩ là giá trị liên thành thạch trong trái cây, kia còn có cái gì tâm tư phí lời gì. Đem bên người một người trong đó nắm tới, để cho hắn miêu tả Trần Phi đám người diện mạo đứng lên. Hắn có tai mắt, nói Trần Phi bọn họ vừa mới tới cái này túy hoa lâu bên trong tới. Người kia nói liền sau đó, có một cô gái rụt rè chỉ trên lầu, rè đặt rung giọng nói, bọn họ vừa mới đi vào, bị vương quản sự lĩnh đến đi trên lầu. Đi trên lầu, rất tốt, đi, vậy Tư Mã nhị gia nghe vậy ánh mắt sáng lên, hiện ra kích động sắc thái, không chút do dự, hướng lầu đó lên sông đi. Vậy túy hoa lâu sắc mặt người biến, có thể căn bản không người dám cản. Ở nơi này Thanh Long Câu, dám cùng Tư Mã nhị gia đối nghịch, thật đúng là không mấy cái. Chuyện gì xảy ra, trên lầu, Trần Phi các người nhận ra được phía dưới động tĩnh, khẽ cau mày. Bất quá đi theo, một đám năm người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp vậy 4 cái luyện khí tầng 7 người vừa thấy được Trần Phi các người, đổi chợt trước mắt sáng lên, kích động nói. Nhị gia, chính là bọn họ, chính là bọn họ. Nghe vậy, vậy Tư Mã Đông trên mặt cuối cùng là âm hiểm, vui sướng cười lên. Chỉ cần người còn không có chạy, vậy thì tốt. T, là Tư Mã Đông cái đó lão già kia, đây là tới tìm người phiền toái, đi mau. Trần Phi bọn họ chỗ tầng lầu những người đó, rất hiển nhiên vậy biết Tư Mã Đông cái này hoành hành bá đạo Thanh Long Câu, câu phách. Một hồi xôn xao sau đó, không ít người đều rời đi chỗ ngồi, trốn xa liền chút. Chủ nhân, nếu không để cho ta đi đem bọn họ xử lý. Thấy tình cảnh này, vậy Lam Kình mặt đầy vẻ giận dữ, trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn, mạnh mẽ vô cùng, giống như là sắp lao ra bên ngoài cơ thể, có chút lệ khí nói. Hiển nhiên đối phương loại này lại tìm tới môn nhi tới cử động, thật sự là để cho trong lòng của hắn có chút nín thở. Cảm thấy phiền não. Không cần, những người này chính là muốn từ từ sửa chữa, mới có ý tứ, và bọn họ tức giận ngươi liền thua. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, tuét miệng cười nói. Mặc dù hắn mấy ngày nay đánh mặt số lần có chút thường xuyên, nhưng người nào kêu hắn thu hoạch một bụi thánh dược trái cây, muốn tức giận, cũng chân thực tức giận không đứng lên. Vậy đã như vậy mà nói, còn không bằng liền theo như đối phương cứ việc chơi chơi. Dù sao vậy chuẩn bị phải rời đi, lại chưa chút mà, khoái trá kỷ niệm, vậy là không sai à. Chính là ngươi, dám động ta Tư Mã nhị gia người. Mà nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Đông đã sải bước, khí thế uy vũ vọt tới, đứng ở Trần Phi trên mình, một chữ một cái, nghĩnh đầu nói. Ngươi nói bọn họ 4 cái phế vật, đó phải là ta đi. Trần Phi nhìn một cái Tư Mã Đông sau lưng vậy 4 cái luyện khí tầng 7 người, lắc đầu một cái, cười nói. Ngươi dám ở ta Tư Mã Đông trước mặt là một thái độ. Nghe vậy, vậy Tư Mã Đông nhất thời nổi giận, không nghĩ tới Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn loại thái độ này. Nói như vậy nói, cái này bức phách lối tư thái. Ngươi có biết hay không ta là ai? Sau đó, liền gặp hắn nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. À, ngươi là ai? Ta không biết, Trần Phi lắc đầu một cái, thành thực nói. Nguyên lai là không biết ta là ai, trách không được dám ở ta Tư Mã Đông trước mặt phách lối như vậy. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi, ta là ai? Vậy Tư Mã Đông lúc này mới trên mặt lộ ra chuyện đương nhiên vẻ, đưa tay một cái, ở ngực mình vỗ một cái, ngẩng đầu, tràn đầy kiêu ngạo cùng, thô bạo, nói cho ngươi, ta kêu Tư Mã Đông. Tư Mã Khôn là ca ca ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. À, nguyên lai các hạ người chính là Tư Mã Đông. Thật là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vậy Trần Phi lập tức bày ra một bộ gặp được nhân vật như bức dáng vẻ. Làm vậy Tư Mã Đông trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Bất quá, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nhàn nhạt hỏi, bất quá, vậy Tư Mã Khôn là ai à? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt thần sắc trực tiếp là cứng lại. Chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới. Hích, thằng nhóc này hắn hỏi Tư Mã Khôn đại nhân là ai? Hắn là cố ý chứ? Đây nhất định là cố ý à? Tư Mã Khôn lớn tên của người. Người nào không biết? Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Tư Mã Khôn đại nhân đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, hắn dám trêu.
cách đó không xa, đám người truyền tới một hồi hỗn loạn. Tư Mã Khôn, Tư Mã đại nhân tên chữ, ở nơi này Thanh Long Câu, có thể nói là mọi người đều biết. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng lại còn nói không biết, đây không phải là đùa bỡn người, là cái gì? Thằng nhóc, người đang đùa ta. Vậy Tư Mã Khôn hiện vào lúc này vậy kịp phản ứng, con ngươi tràn đầy sát khí, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Đùa bỡn ngươi, ta cũng không nhiều như vậy lòng dỗi rãnh. Mau cút đi, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Trần Phi khoát tay một cái, khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ khinh thường. Giống như là đuổi con ruồi như nhau nói. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Vậy Tư Mã Đông thấy tình cảnh này thật là tức bể phổi. Mặt đầy vặn vẹo, mặt đầy dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Lấy hắn thân phận, đường đường cường giả trúc cơ chân nhân cảnh đệ đệ ruột, ai dám trêu chọc hắn? Ai dám không cho hắn mặt mũi? Chớ nói chi là giống như bây giờ đùa bỡn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt mà, dưới con mắt mọi người, trần trụi khỏa thân đùa bỡn hắn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ không giận? Thật là lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc, ta cuối cùng lại cho ngươi thật tốt nói một lần. Ngươi đoạt ta Tư Mã Đông đồ, còn dám như thế phách lối, có phải là thật hay không cảm thấy ở nơi này Thanh Long Câu, không người có thể trị được ngươi? Vậy Tư Mã Đông xâm nhiên mở miệng nói, mắt lộ ra hung mang. Đoạt ngươi Tư Mã Đông đồ, thứ gì, ta làm sao không biết? Trần Phi gãi gãi lỗ tai, có chút im lặng nói. Những người này, chạy tới cướp món đồ còn nếu không phải là trước thời hạn nghĩ xong cái đường đường chính chính tên hạng mục. Có mệt hay không à? Ngươi còn dám giả bộ. Vậy Tư Mã Đông nhất thời nổi giận, hoàn toàn không đề ra vật kia căn bản và hắn dám quan hệ cũng không có, bây giờ hắn lại tới cướp. Nếu là thẳng thừng nói, truyền đi khẳng định không vinh dự. Mặc dù hắn ở Thanh Long Câu tu sĩ trong mắt, chính là một hoành hành phách thế vô lại, lưu manh. Có thể chính hắn nhưng đối với chính hắn nhìn mình rất cao. Viên kia thạch trong trái cây chính là ta. Ngươi bây giờ lập tức, giao ra đây cho ta. Đi theo liền gặp hắn hướng Trần Phi cường ngạnh ra lệnh. À, ngươi nói thế nào viên thạch trong trái cây? Trần Phi đem vậy muôn màu muôn vẻ, toát ra ánh sáng màu bạc, linh vận hóa không ra thạch trong trái cây lấy ra. Ngươi nói vật này là ngươi? Trần Phi híp mắt, hỏi. Không sai, chính là nó. Mau cho ta bây giờ ra lệnh ngươi, mau đưa nó cho ta. Vậy Tư Mã Đông ánh mắt đều đỏ, tràn đầy tham lam, hét lớn. Nếu là ngươi, vậy ngươi nói một chút, đây là cái đồ gì? Trần Phi cười một tiếng, lại đem vậy thạch trái cây thu vào, nói. CMN dám đùa ta. Vậy Tư Mã Đông gặp Trần Phi đem đồ thu vào, hốc mắt đỏ hơn. Tràn đầy tham lam và lệ khí. Hắn nào biết vậy thạch trong trái cây là thứ gì? Hắn chỉ cần, cái này là đồ tốt, là hắn Tư Mã Đông, là đủ rồi. Cho ta đem ta thạch trong trái cây giao ra. Vậy Tư Mã Đông lại có thể trực tiếp ra tay. Mắt lộ ra hung mang, hướng Trần Phi bên hông túi đựng đồ bắt đi. Muốn trực tiếp đem vậy thạch trong trái cây, kể cả túi đựng đồ, cùng chung cướp đi. Những thứ này liền đều là hắn. Ha ha, thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt cười một tiếng. Rồi sau đó... liền gặp hắn chân vừa nhấc, một cổ hùng hồn linh khí trực tiếp là đem vậy Tư Mã Quân cho đứng yên tại chỗ, giống như là lâm vào không cách nào di động bùn trạch vậy. Cái này làm hắn sắc mặt biến, cực kỳ tức giận. Ngươi dám phản kháng, hướng ta Tư Mã Đông động thủ. Vậy Tư Mã Đông mặt đầy xương lạnh, không nghĩ tới Trần Phi lại dám phản kháng. Không biết hắn Tư Mã Đông là thân phận gì. Đúng vậy, ta động thủ bây giờ, ngươi có thể làm gì? Trần Phi xem đều không xem hắn như nhau, trực tiếp là từ trên cao đi xuống, một chân đạp xuống, đem vậy Tư Mã Đông đầu cho đùng đùng đạp phải sàn gỗ bên trong. T. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều thẳng. Ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt rung động, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật dám động thủ, không cho vậy Tư Mã Đông sau lưng Tư Mã Khôn đại nhân một chút mặt mũi. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ Tư Mã Khôn đồ tìm hắn phiền toái sao? Đây chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tồn tại, cái gì khái niệm? Ca ca ta nhưng mà Tư Mã Khôn, trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả, ngươi dám động ta. Mau buông ra, buông ta ra. Vậy Tư Mã Đông lúc này cũng là điên rồi, bị Trần Phi hung hăng dẫm ở dưới chân, điên cuồng vùng vẫy,
mặt mũi dữ tợn hét. Bất quá ở trong lòng của hắn nhưng có chút run sợ. Bởi vì là trước kia dám can đảm động hắn Tư Mã Đông, thật giống như, đều là căn bản cũng không sợ anh hắn Tư Mã Khôn. Mà bây giờ, không thể nào, thằng nhóc này là thứ gì, làm sao có thể không sợ anh hắn Tư Mã Khôn. Phịch, coi như sau đó một khắc, Trần Phi chân nâng lên, lại không chút lưu tình đạp xuống. À, ca ca ngươi là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Thật là lợi hại à, thế nhưng và ta có dám quan hệ, lại là phịch một tiếng. Trần Phi một cước này không đạp thoải mái, lại hơn nữa một cước, khinh thường nói. Ngươi, ngươi tin không tin ta để cho ca ca ta giết ngươi. Vậy Tư Mã Đông thật là giận điên lên, bị giày để đạp ở phía dưới, bò cũng không bò dậy nổi, khuất nhục cực kỳ. Mặt đầy vặn vẹo, phịch, lại là một cước. Thanh âm kia nghe được mọi người tại đây lòng cũng đi theo run lên một cái. Mặt đầy cứng ngắc, trợn mắt hốc mồm. À, để cho ca ca ngươi giết ta, thật là lợi hại à, đó cùng ta có dám quan hệ, lại là phịch một tiếng. Trần Phi lần trước chân mặc dù đạp thư thái, nhưng lại vẫn là rất thân thiết, bổ vào liền một cước. Càng nhiều càng tốt mà. Ngươi, ngươi, ngươi. Vậy Tư Mã Đông mặt đầy máu, trong miệng răng đều cảm giác khảm không yên, cuối cùng kinh hồn bạt vía đứng lên, nhìn Trần Phi, sắc lệ nội cha. Nói, ta nói cho ngươi, ngươi hoặc là bây giờ mau thả ta, nếu không. Phịch, lần này hắn cả khuôn mặt đều bị đạp phải mộc đầu sàn nhà bên trong, miệng đầy mặt gỗ. Xem được trong lòng mọi người vậy kêu là một cái xe qua núi. Đừng đạp, van cầu ngươi đừng đạp, ta biết lỗi rồi. À, đừng đạp, lần này vậy Tư Mã Đông rốt cuộc rõ ràng cái gì là thực tế. Phàn nàn gương mặt, miệng đầy mặt gỗ, thảm hề hề cầu xin tha thứ. Có thể hắn trong mắt vậy oán độc và lạnh lẽo, nhưng ai cũng xem được gặp. Xem ra ngươi vẫn là cảm thấy không phục à. Trần Phi khóe miệng nhếch lên, giơ chân lên. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có chút quen tai thanh âm, nhưng vào lúc này từ cửa thang lầu kia có chút âm trầm truyền đến. Chỉ gặp đầu có chút chọc viên thanh viên đại sư cau mày đi lên. Ở sau lưng hắn là thiết sư tử Nghiêm Chu, còn có hắn những cái kia người đi theo, tùy tùng. Hắn muốn mời thiết sư tử Nghiêm Chu ăn cơm, dĩ nhiên là tới đây Thanh Long Câu rượu tốt nhất lầu. Túy Xuân Lâu. Ngoài ra, đây cũng là bọn họ Nguyễn Thanh Long đại nhân thủ hạ sản nghiệp. Cùng hắn hơi có chút quan hệ. Cho nên ở thấy có người lại dám ở nơi này gây chuyện, hắn dĩ nhiên cũng có chút mất hứng. T, là viên thanh viên đại sư, chúng ta Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư. Nguyễn Thanh Long Nguyễn đại nhân thủ hạ trọng yếu nhất chỗ thượng khách. Gặp qua viên đại sư. Gặp qua viên đại sư. Có người nhận ra viên thanh viên đại sư thân phận, đưa tới một hồi xôn xao. Rồi sau đó, tất cả mọi người đều cùng kêu lên cung kính kêu lên tới. Luyện đan sư tôn quý thân phận, hơn nữa còn là viên thanh viên đại sư cái loại đó lợi hại luyện đan sư thân phận tôn quý, bọn họ sao dám coi thường. Viên đại sư, cái nào viên đại sư, là viên thanh viên đại sư, ha ha. Viên đại sư, mau mau cứu ta là Tư Mã Đông, ca ca ta là Tư Mã Khôn. Viên đại sư mời ngươi mau cứu ta. Vậy Tư Mã Đông vậy hình như là gặp được cứu tinh đến, kích động nói. Tư Mã Đông, viên thanh viên đại sư nhíu mày một cái. Tư Mã Đông hắn dĩ nhiên biết, Tư Mã Khôn đệ đệ. Đệ đệ không được, có thể vậy anh, nhưng Thủy Chung là một trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ à. Cho nên dưới tình huống này. Hắn rất khó làm được coi mà không gặp. Không biết là vị bằng hữu kia ở nơi này. Lão phu viên thanh, lễ độ. Trần Phi liền gặp hắn hướng Trần Phi các người, xa xa giơ tay lên nói. Giọng không phải rất tốt. Bởi vì là góc độ quan hệ, Trần Phi là đưa lưng về phía hắn, cũng không có thả ra hơi thở. Cho nên hắn cũng không có thời gian đầu tiên nhận ra Trần Phi. Hắn trước kia cũng không có gặp qua Thương Khôn các người. Có thể vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nhưng là thời gian đầu tiên nhận ra Thương Khôn, Lam Kình, quyền chân nhất các người. Con người hơi có giúp một cái, khó hiểu cảm giác trong lòng có chút lột bột đứng lên. Là bọn họ. Đợi một chút, chẳng lẽ, tê, sẽ ở đó thiết sư tử Nghiêm Chu cuối cùng là kịp phản ứng, sự việc có chút không đúng lắm, có chút không ổn thời điểm. Một đạo bình thản thanh âm, đột nhiên vang lên. Nguyên lai là viên thanh viên đại sư à? Làm sao? Lúc này mới một ngày thời gian, liền không nhận biết ta. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng,
xoay người lại. Trần đại sư, là ngài. Nghe được Trần Phi thanh âm, thấy Trần Phi mặt mũi, vậy Viên Thanh Viên đại sư chợt mặt liền biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới. Mặt đầy giật mình nói. Lời vừa nói ra, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu con ngươi trực tiếp là co rúm lại. Ngài, Viên Thanh Viên đại sư, lại có thể gọi Trần Phi là ngài. Không chỉ là hắn phát giác, tại chỗ những người khác vậy phát giác. Nhất thời, tĩnh mịch một mảnh. Bọn họ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư, gọi những người khác là ngài, đây là khái niệm gì? Dùng cái mong muốn, bọn họ sợ rằng đều biết đây là chuyện gì xảy ra đi. Nhưng sau đó lại có kinh người hơn xảy ra chuyện. Chỉ gặp vậy Viên Thanh lúc này cuối cùng có chút kịp phản ứng. Chạy chậm đến Trần Phi trước mặt, không chút do dự, thật xa liền rất cung kính hướng Trần Phi khom người, nói, nguyên lai là Trần Đại Sư ngài ở nơi này, xin lỗi, ta bắt đầu không thấy rõ là ngài. Thật xin lỗi. Đối với giống như là Trần Phi lợi hại như vậy luyện đan sư, so hắn lợi hại hơn, hắn dùng như vậy thái độ, căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Có thể hắn không cảm thấy không ổn, những người khác đâu. T, cái này CMN. Vậy thật là Viên Thanh Viên đại sư. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Phốc. Bây giờ tình cảnh trực tiếp là có chút nổ tung. Tất cả mọi người cơ hồ là sắc mặt cứng ngắc, đờ đẫn tới cực điểm. Khó tin. Viên Thanh Viên đại sư là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư, cấp 3 thượng phẩm, thân phận bực nào cao quý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể ở một người khác, hơn nữa còn là ở khác một người thanh niên trước mặt người thái độ như vậy hèn mọn. Như vậy cảnh tượng thật sự là quá quỷ dị, làm bọn họ không cách nào tưởng tượng. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lúc này vậy là cả người thật ngu. Trái tim dâng tới cổ họng, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì là, hắn thật sự là thật không nghĩ tới, Viên Thanh Viên đại sư trong miệng đại sư, lại là và hắn trước gặp qua, trước nghi ngờ, trước trong lòng xem thường Trần Phi, là cùng một người. Thật là cùng một người. Nghiêm Chu chỉ cảm thấy mình đầu óc hoàn toàn nổ, không có biện pháp suy tính bây giờ hết thảy các thứ này. Trong lòng vậy bắt đầu hoảng loạn lên. Viên đại sư ngươi đây là. Vậy Tư Mã Đông lúc này cũng là há to miệng, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Mặt đầy trắng bệch, mặt đầy sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở hắn trong mắt liền thấy anh hắn Tư Mã Khôn cũng không cần cúi đầu Viên Thanh Viên đại sư, lại có thể sẽ ở Trần Phi trước mặt như vậy thái độ nhún nhường. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ở Viên Thanh trong mắt, tiểu tử này lai lịch, còn muốn so anh hắn Tư Mã Khôn lợi hại hơn? Nghĩ đến đây, vậy Tư Mã Đông trực tiếp là người đều đần độn. Cả người cũng đang phát run, mất đi khí lực. Làm sao, Viên đại sư, cái này còn là bạn ngươi? Ngươi biết, nhưng vào lúc này, Trần Phi cau mày quên Viên Thanh một cái, có chút mặt không chút thay đổi nói. Không đúng, chẳng qua là cùng anh nàng có đối mặt. Làm sao, Trần đại sư, cái này không có mắt chó má đắc tội ngươi. Vậy Viên Thanh lập tức không chút do dự phủi sạch liền liên quan, cung kính hỏi. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây khó khăn nuốt nước miếng thanh âm rõ ràng hơn. Trên mặt tất cả mọi người đều là cương, trợn mắt hốc mồm, khó tin. Từ vậy mấy cái phế vật trong tay đào đến một kiện bảo bối, gặp qua trở mặt không nhận chướng, nói không bán, còn nói muốn để cho anh hắn tới giết ta. Trần Phi thản nhiên nói. Cái gì, hắn dám như thế nói. Vậy Viên Thanh Viên đại sư trên mặt thần sắc lập tức liền biến, ánh mắt lạnh xuống, nhấc chân chính là một cước hung hăng đem vậy Tư Mã Đông đạp ngã xuống đất. Hơn nữa còn không phải một cước này liền xong chuyện, tiếp theo trực tiếp là hành hung một trận. CMN có biết hay không ngươi là thứ gì, để cho ca ngươi tới giết Trần đại sư. Ngươi để cho hắn đi thử một chút, ta Viên Thanh ngày hôm nay nói trực tiếp lược ở nơi này, hắn Tư Mã Khôn nếu là thật dám đến, ta lập tức cùng hắn thế bất lưỡng lập. Viên Thanh một bên hành hung, một bên băng lạnh lùng nói. Hắn cái này bây giờ mặc dù có làm dáng thành phần ở đây, có thể, vậy vẫn là đơn rõ ràng hắn thái độ. Hắn CMN, người Tư Mã Khôn rất trâu, dám động Trần đại sư, ngươi thử một chút. Nhìn Viên Thanh Viên đại sư như vậy không để ý thân phận tự mình động thủ, còn có những cái kia đơn thái độ lời độc ác, cơ hồ tất cả mọi người đều là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này CMN,
người trẻ tuổi kia lai lịch thật có lớn như vậy. Đáng Viên Thanh Viên đại sư như thế nói, trực tiếp cùng Tư Mã Khôn đại nhân nói trở mặt liền trở mặt. Mà vậy thân là người trong cuộc Tư Mã Đông, lại là hoàn toàn mộng điệu. Ông gãi đầu, trong lòng hốt hoảng tới cực điểm, rung giọng nói, Viên đại sư, không phải, Viên đại sư ngươi đừng nói như vậy à. Ta, ngươi đây là đang làm gì à? Hiển nhiên, hắn bây giờ cũng là ủy khuất. Rõ ràng bị đánh là hắn, nhưng bây giờ Viên Thanh Viên đại sư nhưng lại còn phải nói cùng anh nàng trở mặt. Đây coi là cái gì à? Bất quá thật nếu là trở mặt, anh nàng không giết chết hắn mới là lạ. Cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, loại người này mạch, ai nguyện ý không giải thích được, tùy tùy tiện tiện liền vứt bỏ. Được rồi, Viên đại sư, loại người này ngươi đánh hắn vậy vẫn là dơ bẩn tay mình. Để cho hắn cút đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Đều như vậy, lại, khi dễ, đi xuống vậy cảm giác thật giống như không nhiều lắm ý. Trần đại sư, vậy Viên Thanh lập tức dừng tay. Bất quá sau đó lại gặp hắn lạnh lùng hướng vậy một mặt mơ hồ Tư Mã Đông, nói còn không nhanh lên cút. Là, ta cút. Vậy Tư Mã Đông lập tức không chút do dự lăn, áo não. Thấy tình cảnh này, tầng lầu ở giữa mọi người nhìn lẫn nhau, đều là mặt đầy đờ đẫn, mặt đầy cứng ngắc, mặt đầy ngạc nhiên. Cảm giác mình chính mắt thấy, nằm mơ cũng cảm thấy hoang đường không nhìn sự việc. Cái này CMN, thật là. Viên Thanh Viên đại sư là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư, cấp 3 thượng phẩm, coi như là khoảng cách vậy luyện đan sư cấp 4 cảnh giới, cũng chỉ có nửa bước xa. Bàn về thân phận địa vị, bàn về tầng thứ cao độ, trừ bọn họ Thanh Long Câu câu chủ, Nguyễn Thanh Long đại nhân, những thứ khác ai có thể cùng chi như nhau. Ở nơi này Thanh Long Câu, thậm chí cũng hoàn toàn có thể nói như vậy. Viên Thanh Viên đại sư, chỉ là danh tự này, cái này năm chữ xưng vị, liền tuyệt đối có tư cách gọi là không người nào có thể dung chuyển sức ảnh hưởng. Các phe đại lão, thậm chí mấy vị kia trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại thấy hắn, ai không được khách khí, gọi một câu, đại sư. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ chính là Viên Thanh Viên đại sư như vậy một vị thân phận tôn kính luyện đan sư, nhưng lại có thể bởi vì là Tư Mã Đông cùng một vị trẻ tuổi mâu thuẫn, mà bị tức tự mình động thủ. Thậm chí còn thản nói muốn cùng vậy Tư Mã Đông ca ca, Tư Mã Khôn đại nhân thế bất lưỡng lập. Cái này ý vị như thế nào? Yên tĩnh, tầng lầu bên trong cơ hồ ngay tức thì lại yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt đều tràn đầy chấn động, cùng khó tin. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Hắn, rốt cuộc có dạng gì lai lịch, đáng Viên Thanh Viên đại sư làm như vậy? Cũng nhìn đủ rồi chưa? Xem đủ rồi liền giải tán đi, được không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm vang lên. Hắn cũng không muốn mình giống như con khỉ bị người vây quanh xem. Là, Trần Phi lời vừa nói ra, đám người một hồi xôn xao, tuy cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng những người đó vậy vẫn là rất nghe lời đi. Không có biện pháp, Trần Phi liền Tư Mã Đông cái này, lão bá vương cũng dám đánh. Bọn họ những người này lại nhằm nhò gì à? Trần đại sư ngài khỏe, đến khi những người đó cũng rời đi sau đó, vậy Viên Thanh Viên đại sư chỉnh sửa một chút áo mũ, nghi dung, đi tới Trần Phi trước mặt, cung kính cúi người, cười nói. Luyện đan sư thế giới, có chút thời điểm nhưng thật ra là rất thuần túy. Người so hắn lợi hại hơn, liền làm nổi hắn ngưỡng mộ và tôn kính. Hơn nữa, người khác không biết Trần Phi năng lực, hắn Viên Thanh nhưng là rõ ràng. Trước mắt vị trẻ tuổi này đây chính là tự mình ở trước mặt hắn, luyện chế được cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược chủ nhân. Đây là khái niệm gì à? Mặc dù hắn Viên Thanh chưa đạt tới luyện đan sư cấp 4 cái loại đó tầng thứ, nhưng mà, hắn lại có thể như đinh chém sắt nói, coi như là cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, cũng không khả năng như vậy tùy tiện liền luyện chế ra hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Đổi câu mà nói, cũng chính là Trần Phi luyện đan sư cảnh giới. Sợ rằng tối thiểu là đang luyện đan sư cấp 4 trung phẩm trên. Đây chính là luyện đan sư cấp 4 trung phẩm à? Cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cường giả, cũng hết sức vui vẻ thành là lợi hại như vậy luyện đan sư người theo đuổi, thân mật đồng bạn hợp tác. Mà nếu là có một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cường giả nói, không nói khác, chỉ là bọn họ Thanh Long Câu,
sợ rằng đối phương nhắm mắt lại cũng có thể đem bọn họ tiêu diệt mấy chục lần, mấy trăm lần. Không người có thể ngăn. Mà đây, cũng là thân là một vị lợi hại luyện đan sư, chân chính đáng sợ địa phương. Chính hắn chính là cái này kiểu người, cho nên vô cùng rõ ràng. Cái này, ai, vốn là ở thấy Viên Thanh có thể sử dụng như vậy thái độ, đứng ở Trần Phi bên này, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cũng đã là một hồi sững sờ, trong lòng cực kỳ phức tạp. Mà bây giờ, coi như là sự việc đều đã kết thúc, vậy Tư Mã Đông tè ra quần, áo não rời đi, Viên Thanh Viên Đại Sư đối với Trần Phi thái độ vậy như cũ không có thay đổi. Ngược lại, thậm chí còn đổi được hơn nữa tôn kính một ít. Cái này làm Nghiêm Chu trong lòng lại là không biết là cái tư vị gì. Hối hận, nhưng vấn đề là bây giờ hối hận còn hữu dụng sao? Mà nhưng vào lúc này, vậy Viên Thanh Viên Đại Sư hình như là vang lên Nghiêm Chu, vội vàng một mặt hòa ái nụ cười nói, Nghiêm Chu huynh, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau chạy tới đây. Trần Đại Sư, tới, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là đến từ Thu Phong Lĩnh Nghiêm Chu Nghiêm huynh, người ta gọi là Thiết Sư Tử, chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, nghe vậy vậy Thương Khôn, Lam Kình đều có chút sợ hết hồn. Bọn họ trước mặc dù đều biết Nghiêm Chu lợi hại, có thể lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả à. Như vậy trình độ, nếu là đối phương trước theo vậy Đoan Mộc lão nhân động thủ, sợ rằng, bọn họ cũng không nhất định có thể phá chạy thoát. Trần Đại Sư ngươi tốt, ta là Nghiêm Huynh. Nghe vậy thấy vậy. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu lập tức trên mặt thần sắc nhanh chóng xanh lơ một hồi trắng một hồi. Cuối cùng bước nhanh đi lên, muốn cùng Trần Phi bắt tay. Nhưng mà, Trần Phi nhưng cười mỉa quên hắn một cái, căn bản cũng không có phản ứng ý nghĩa. Chớ đừng nói gì đưa tay ra, và đối phương cầm nắm chặt. Không cần giới thiệu, vị này ta trước gặp qua. Trần Phi nhìn vậy Viên Thanh Viên Đại Sư nhàn nhạt cười nói. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đưa tay đi ra ngoài. Trực tiếp là treo ở giữa không trung. Thu hồi đi cũng không phải, lại đưa ra đi cũng không phải, cũng chỉ có thể trên mặt thần sắc lập tức thì trở nên được ngượng ngùng đứng lên. Có chút đỏ lên, có chút không biết làm sao, càng nhiều hơn chính là hối hận. Không biết nên nói cái gì. Hắn những năm gần đây duy nhất mong muốn, đó là có thể đem hắn đệ đệ trên người Thiên Hạc Yêu Vương tộc bổn mạng độc chữa khỏi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hết thảy các thứ này rõ ràng đều đã có hy vọng, nhưng bởi vì là hắn tầm nhìn hạn hẹp, nhưng bởi vì là hắn ánh mắt không người, nhưng bởi vì là hắn tự cho là đúng, mà tống táng hết thảy. Cái này chẳng lẽ không phải là từ làm bậy không thể sống sao? À, đã thấy qua. Vậy các ngươi đây là Nghiêm Chu huynh, vậy Viên Thanh dĩ nhiên không ngốc, vừa gặp trận này chiến đấu, lập tức rõ ràng Trần Phi cùng vậy Nghiêm Chu bây giờ lại có thể đã thấy qua, còn có mâu thuẫn. Cái này làm cho trong lòng của hắn lập tức đổi được hết sức hối hận tại sao phải chủ động giới thiệu Nghiêm Chu cho Trần Đại Sư biết. Trần Đại Sư trong lòng có thể hay không mất hứng. Phải biết, coi như là vậy Nghiêm Chu chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, nhưng đối với hắn Viên Thanh như vậy luyện đan sư mà nói, nhưng cũng cứ như vậy. Có thể kết giao liền kết giao, không thể kết giao cũng được đi. Càng không phải là trọng yếu đến không có biện pháp thay thế. Có thể Trần Phi Trần Đại Sư bên này sao? Đây chính là nghi là luyện đan sư cấp 4 trung phẩm chủ nhân. Giống như hắn Viên Thanh loại đẳng cấp này luyện đan sư, không biết có nhiều ít, đều muốn nịnh hót đối phương. Đạt được đối phương chỉ điểm. Hắn Viên Thanh, dĩ nhiên cũng giống như vậy. Cho nên nói, ở hắn trong suy nghĩ, Nghiêm Chu cùng vậy Trần Phi Trần Đại Sư tầm quan trọng, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Cho nên hắn bây giờ là thật rất hối hận. Đây quả thực là tự tìm phiền toái à. Trần Đại Sư thật xin lỗi, ta không biết hắn trước và ngài có mâu thuẫn. Thật xin lỗi, sau đó liền gặp hắn lập tức lựa chọn cho Trần Phi nói xin lỗi. Thấy tình cảnh này, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu trên mặt thần sắc lại là biến. Phức tạp, hối hận tới cực điểm. Hắn lại không ngốc, làm sao biết nghe không ra, Viên Thanh cái này bây giờ hoàn toàn chính là tại và hắn bỏ qua một bên liên quan à. Cái này, ai? Trong lòng một tiếng hối hận cực kỳ than thở, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu vội vàng hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu khom người ngã xuống đất, thành khẩn cực kỳ nói xin lỗi, Trần Đại Sư, thật xin lỗi, trước là ta Nghiêm Chu mù mắt, có mắt không biết Thái Sơn,
mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thật xin lỗi. Thấy tình cảnh này, Vậy Quyền Chân Nhất, Lam Kình, thậm chí Thương Khôn, lúc này đều có một loại sâu đậm khó tin hoang đường cảm. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều tràn đầy ngửa mặt trông lên, và kính nể. Bởi vì lúc này trong lòng bọn họ mặt cái loại đó rung động, và phức tạp kia tâm trạng, thật sự là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Không có biện pháp, Nghiêm Chu là ai? Đây chính là đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nói khó nghe một chút, nhân vật như vậy, coi như là và bọn họ Thanh Long Câu Câu chủ Nguyễn Thanh Long so sánh, cũng đều có lẽ không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, như vậy một vị thiên đại nhân vật lợi hại, nhưng lại có thể ở Trần Phi trước mặt cúi người chào thật sâu khom người ngã xuống đất, cái này cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là Nguyễn Thanh Long Nguyễn đại nhân đích thân tới, cũng biết thần sắc đờ đẫn cười khanh khách đi. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong à. Mà ở thấy đối phương cái này khom người một cái, Trần Phi trong lòng trước vậy khí, thật ra thì đều đã tiêu mất hơn phân nửa. Một là bởi vì trước kia, coi như là xích mích, có thể cái này Nghiêm Chu nhưng cũng không có nói, phải đem hắn như thế nào. Ngày đầu cũng chính là đối với hắn ôm có một ít hoài nghi mà thôi. Hắn mặc dù có chút khí, nhưng vậy thói quen, cái này đích xác là thật bình thường. Thứ hai là bởi vì là, giết người bất quá đầu gật. Người nguyện ý cúi đầu, vậy thì này bỏ qua đi thật ra thì vậy không việc gì. Dẫu sao hắn vốn chính là cái người thích mềm không thích cứng. Mọi người hòa hòa khí khí, không ngừng tốt. Nghĩ đến đây, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, trong lòng vướng mắc vậy tan thành mây khói. Ngồi đi, đứng ở nơi này giống như cái gì? Trần Phi phất phất tay, gọi Viên Thanh, Nghiêm Chu các người ngồi xuống. Đa tạ Trần Đại Sư, đa tạ. Nghe vậy vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nhất thời có chút kích động, không nghĩ tới Trần Phi như vậy nới lỏng hàng loạt, hắn một đạo áy náy, liền trực tiếp đem chuyện lúc trước yết đi qua. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền không nhịn được hơn nữa xấu hổ đứng lên. Xấu hổ hắn trước khi trong mắt không người, xấu hổ hắn trước khi có mắt không biết Thái Sơn, xấu hổ hắn mù mắt. Trần Đại Sư ngài thật là nới lỏng hàng loạt à, vậy Viên Thanh vậy đi theo thổi nâng liền một câu. Được rồi, Viên Đại Sư ngươi liền đừng thổi nâng ta, cái gì khoan hồng độ lượng. Thôi, uống rượu đi, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, cầm lên một chai, băng thuần dịch, liền hướng trong miệng đến một cái. Ngươi thật đúng là đừng nói, một phân tiền một phần hàng, rượu này, danh tiếng lớn như vậy, còn mắc như vậy, quả thật không tệ. Không sai không sai. Không nói những thứ này không chuyện cao hứng. Trần Đại Sư, ta kính ngươi một ly. Vậy Viên Thanh vẫy tay lại để cho người bưng lên mấy chai băng thuần dịch, vẻ mặt tươi cười bưng lên ly rượu, rót vào trong đó, đứng lên hướng Trần Phi mời rượu. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu thấy vậy con mắt lóe lên, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn là không có vội vã đem trong lòng việc gấp nói ra. Mà là vậy đứng lên, bưng lên ly rượu, giống như Trần Phi mời rượu. Trần Đại Sư, ta cũng mời ngài một ly. Mời, Thiết Sư Tử vừa nói, uống một hơi cạn sạch. Đồng ý, Trần Phi cười một tiếng, liên tục cầm chai rượu lên uống hai hớp to. Cảm giác dạ dày bên trong đều có chút nhỏ nhẹ rát. Uống xong cái này hai hớp to rượu sau đó, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười nói, Quyền Chân Nhất, vị này Nghiêm Chu Nghiêm đạo hữu, là ngươi mời tới chứ. Vậy Quyền Chân Nhất nghe vậy ngẩn người. Không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên hỏi hắn, nhưng hắn vẫn là rất mau trở về thần tới đây, nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy, Trần Đại Sư. Nghiêm đại nhân là ta vị thứ nhất đến cửa cầu thấy đối tượng. Vậy ngươi có thể nói cho hắn biết, ta để cho ngươi đi đến cửa tìm bọn họ mục đích. Trần Phi uống một hớp rượu, lại cười nữa nói. Nói, ta nói Trần Đại Sư ngươi có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn vân mạch đan, vô cùng lợi hại. Nếu là Nghiêm đại nhân có chuyện gì, cần cầu đến lợi hại như vậy luyện đan sư nói, không ngại cùng ta tới một chuyến. Ta trước có nghe nói qua Nghiêm đại nhân đệ đệ sự việc. Vậy Quyền Chân Nhất rõ ràng nói rõ ràng đi ra. Cấp 2 thượng phẩm 6 văn vân mạch đan, nghe vậy vậy Viên Thanh lại là cả kinh, con ngươi rụt một cái. 5 văn 6 văn, đừng gặp cái này liền chỉ là một chữ chênh lệch, nhưng trên thực tế vậy quả thật ngàn kém vạn cái khác. Bất quá. Vậy chẳng qua là, cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan mà nói, đổ không phải là không có khả năng.
Dẫu sao Trần Phi cái này đã có cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược tiền lệ. À, Nghiêm đạo hữu đệ đệ sự việc, Trần Phi hơi ngẩn ra. Ta lại nói đi, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu đứng dậy, cảm giác bên trong thân thể mình tim chưa bao giờ giống như bây giờ khẩn trương qua. Trán đều đầy mồ hôi. Rồi sau đó liền gặp hắn nắm quả đấm một cái, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, 7 năm trước, thiên hạc yêu tộc hướng chúng ta thành U Lang phạm vi nhỏ tuyên chiến, mâu thuẫn nhọn, chiến dịch lớn nhỏ không ngừng, chết không ít người, vì vậy chúng ta những thứ này tán tu khi đó cũng bị tạm thời chiêu mộ đi. Nói đến đây, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói, sẽ ở đó trận chiến dịch chính giữa, ta và đệ đệ ta vận khí không tốt, gặp phải một vị cường địch. Yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên hạc yêu vương tộc. Thiên hạc yêu vương tộc, nghe được cái này vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình chợt ngẩn người. Liền liền Trần Phi trên mặt thần sắc cũng có chút quỷ dị. Không sai, thiên hạc yêu vương tộc, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu còn lấy là Trần Phi các người là bị thiên hạc yêu vương tộc, loại này lai lịch dọa sợ, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn là chịu nhịn tính tình tiếp tục đem chuyện này cho nói xong. Khi đó, đệ đệ ta vì cứu ta, bị đáng chết kia xúc sinh đánh thành trọng thương. Sau đó chúng ta thành công chạy khỏi, mặc dù hắn vết thương trên người bị chữa hết, nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn có vậy thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc, không có biện pháp trừ tận gốc. Vậy Nghiêm Chu nói xong lời cuối cùng diễn cảm có chút ảm đạm. Thành tựu mấy trăm năm đối thủ cũ, thành U Lang hạt hạ khu vực một thành viên, hắn dĩ nhiên biết, thiên hạc yêu tộc đám kia xúc sinh, bọn họ bổn mạng nọc độc là có đáng sợ dường nào. Coi như là rất nhiều luyện đan sư cấp 4 cũng đáp lời bó tay. Trừ phi là luyện đan sư cấp 4 chính giữa cấp 4 thượng phẩm. Nhưng vấn đề là cái loại đó tầng thứ nhân vật lớn, coi như là hắn Nghiêm Chu, vậy cầu không được à. Tầng thứ, thân phận chênh lệch được quá xa. Ai, thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc, đích xác là quá khó giải quyết. Ta biết không thiếu luyện đan sư cấp 4, cũng đối với độc này không có biện pháp, bó tay. Vậy viên thanh viên đại sư lắc đầu một cái, cảm thán nói. Bất quá nói như vậy thời điểm, hắn vẫn còn ở dùng ánh mắt len lén đánh giá Trần Phi diễn cảm phản ứng. Dẫu sao Trần Phi thật nếu là liền thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc, cũng có thể giải quyết, vậy đối phương lợi hại trình độ, chỉ sợ cũng so hắn trước phỏng đoán, sẽ càng kỳ quái hơn. Lợi hại hơn. Bọn họ không có biện pháp, cũng không đại biểu chủ nhân vậy không có biện pháp, ta biết trên người ta cái này. Nhưng vào lúc này vậy Lam Kình lại đột nhiên lầm bầm. Im miệng. Nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Thương Khôn lập tức cau mày giống lên hắn một tiếng. Loại thời điểm này, Trần Phi cũng không lên tiếng, hắn nói bậy bạ gì đó. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy Lam Kình lúc này vậy rốt cuộc bừng tỉnh, rõ ràng mình nói sai, hốt hoảng xua tay một cái nói. Có thể vậy thiết sư tử Nghiêm Chu cũng không phải là ngu si, vừa gặp cảnh tượng này, kia vẫn có thể không đoán được chút gì. Trần Đại Sư. Chẳng lẽ ngài thật có biện pháp giải quyết vậy thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng độc? Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lập tức vô cùng kích động đứng lên, hốc mắt đỏ lên, nhìn Trần Phi, cả người đều ở đây chiến. Vậy viên thanh cũng là một mặt kinh dị quét Lam Kình một cái, lại nhìn hướng Trần Phi, gương mặt run rẩy kịch liệt, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Cái khác trước không nói, nếu là Trần Phi Trần Đại Sư thật có thể giải quyết vậy thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc nói, liền cái này hạng nhất bản lãnh. Liền tuyệt đối đủ để làm ở thành U Lang, đều được là đại nhân vật. Và vậy thiên hạc yêu tộc nhiều năm như vậy đánh xuống, nhà nào thế lực lớn không mấy cái người chúng thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng độc nhân vật lớn. Mặc dù cũng có những người khác có thể giải độc, nhưng cũng phải xem bọn họ có nguyện ý hay không à. Loại này có thể giúp bọn họ cứu mạng người, chẳng lẽ còn sẽ ngại nhiều không? Ta có không có cách nào, cái này à? Ngươi hỏi một chút hắn đi. Hắn hẳn có quyền lên tiếng nhất. Ngươi nói là đi, Lam Kình. Trần Phi trầm mặc một chút, rốt cuộc vẫn là cười lên, nhìn về Lam Kình, trêu ghẹo nói. Nghe được cái này, vậy Lam Kình dĩ nhiên vậy rõ ràng Trần Phi là có ý gì. Cười lên, nhìn thiết sư tử Nghiêm Chu nói, ha ha, Nghiêm Chu đại nhân, không dối gạt ngươi nói, trước kia thật ra thì ta cũng người chúng liền cái này thiên hạc yêu vương tộc độc. Thật, vậy ngươi bây giờ... Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nghe vậy chợt con ngươi co giúp một cái, đưa tay một cái, trực tiếp là đem Lam Kình kéo tới đây, linh khí tràn vào đối phương trong cơ thể. Dò xét. Một lát sau,
liền gặp hắn thần sắc kích động tự lẩm bẩm đứng lên, nói thật là thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc dấu vết, hơn nữa, bây giờ đã phần lớn đều biến mất. Cái này. Hắn không khỏi cả người run rẩy. Không sai, vậy Lam Kình như đinh chém sắt gật đầu một cái, hướng thiết sư tử Nghiêm Chu, nói, nếu không phải bởi vì là chủ nhân cứu ta, ta Lam Kình, không sống tới bây giờ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ trầm mặc. Rung động tới cực điểm. Bởi vì là, có thể đem Lam Kình trong cơ thể thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc cũng giải quyết hết, cái này ý vị như thế nào? Còn dùng nói rõ sao? Trần Đại Sư, không biết có thể hay không mời ngài xuất thủ cứu đệ đệ ta một mạng. Vô luận thành công hay không, ta Nghiêm Chu không răng không quên này đại ân. Rồi sau đó liền gặp vậy thiết sư tử Nghiêm Chu tâm trạng kích động nhìn về Trần Phi, ánh mắt lộ vẻ được run run, nói. Nghe vậy Trần Phi đưa lên một chút con ngươi, cầm lên rượu trên bàn uống uống, không nói gì. Thấy tình cảnh này, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu hơi biến sắc mặt, ánh mắt run run. Nhưng sau đó, lại gặp hắn trùng trùng cắn răng, nói như đinh chém sắt, Trần Đại Sư, nếu là ngài có thể cứu đệ đệ ta một mạng, thành tựu trao đổi, ta Nghiêm Chu cái mạng này, từ bây giờ về sau, chính là của ngài. Nói xong, hắn quỳ một chân trên đất. Sàn nhà phát ra nặng nề tiếng vang. Mọi người tại đây sắc mặt cũng theo bản năng thay đổi lời như vậy, nhưng mà xuất từ một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong miệng à. Người cái mạng này ta cũng không cần. Nhưng sau đó, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, thản nhiên nói, 2 năm. Thành tựu ta chữa khỏi đệ đệ ngươi thù lao, ngươi ở ta thủ hạ xuất lực 2 năm. 2 năm sau đó, còn ngươi thân người tự do, như thế nào? Nghe được cái này mọi người lại là sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy. Tạm biệt cả đời thành tâm ra sức không nhận hạ, nhưng chỉ cần 2 năm đâu. Cái này là ý gì? Cái này, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu sững sốt hồi lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, không chút do dự liền gật đầu. Đối với bọn họ loại này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mà nói, 2 năm coi là cái gì? Bất quá là trong nháy mắt bây giờ, rất nhanh, lấy được thiết sư tử Nghiêm Chu vị này trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ thành tâm ra sức, mặc dù cũng chỉ có 2 năm thời gian, nhưng Trần Phi vậy vẫn cảm giác mình chuyến này mà đến mục đích coi như là đã hoàn thành. Chợt liền gặp hắn dâng lên mấy phần rời đi tâm tư. Tốt lắm, nếu ta chuyến này tới Thanh Long Câu mục đích đã đạt tới, vậy cũng cần phải trở về. Nghiêm Chu, ngươi trở về đem đệ đệ ngươi nhận lấy đi. Ta bây giờ là Minh Thần Động động chủ, ngươi trực tiếp mang đệ đệ ngươi đến chúng ta Minh Thần Động tới, là được rồi. Trần Phi đem tay kia ở giữa một miếng cuối cùng băng thuần dịch uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Động chủ đại nhân. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu ánh mắt run lên, kích động nói. Đến bây giờ, em trai hắn sự việc, cuối cùng là có hy vọng à. Trần Đại Sư ngài phải đi, nếu không đợi thêm một ngày. Ngài có biết Cự Không Giáo cùng với Tư Mã Khôn ngày mai vậy trận mộ phần vỗ? Nghe nói, vậy đấu giá vật trong có một bụi 700 niên đại tuyên âm thảo. Gặp Trần Phi phải đi, vậy Viên Thanh Viên Đại Sư hơi ngẩn ra, vội vàng giữ lại nói. 700 niên đại tuyên âm thảo, coi như là Trần Phi nghe vậy vậy lúc này lập tức liền ngây ngẩn, trong con người đi theo hiện ra kinh ngạc thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới. T. Tuyên âm thảo, Viên Đại Sư, dám hỏi. Nhưng mà vậy âm tuyệt đan chủ tài liệu, tuyên âm thảo. Vậy quyền chân nhất cũng có chút bị khiếp sợ đến. Nghe vậy theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là vậy tuyên âm thảo, có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra, có thể cái này âm tuyệt đan, nhưng là đặc biệt nổi danh. Viên thuốc này chính là cấp 4 hạ phẩm bảo đan, có thể làm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ có 30% tỷ lệ, đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Dù sao loại đan dược này muốn là thật có thể luyện chế được, tất nhiên sẽ đưa tới một phen động đất. Bởi vì là rất nhiều thế lực cũng nguyện ý vì đào tạo được một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, mà không tiếc bất cứ giá nào. Chính phải, vậy Viên Thanh Viên Đại Sư không chút do dự gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, ngài xem. Nếu là vậy tuyên âm thảo có thể thuận lợi, lấy năng lực của ngài, luyện chế ra âm tuyệt đan khẳng định không cần phí mảy may sức lực chứ. Không. Vật này cũng không thể dùng để luyện chế cái gì âm tuyệt đan. Đây hoàn toàn chính là lãng phí.
Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, híp mắt lẩm bẩm nói. Lãng phí, nghe vậy vậy Viên Thanh lập tức ngây ngẩn, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy. Đây chính là có thể làm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ, có 30% tỷ lệ đột phá thành là trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ bảo đan à. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại còn nói dùng để luyện chế loại này bảo đan, là lãng phí. Viên Thanh chỉ cảm thấy mình đầu óc có chút kẹt, có chút hồ dán. Đúng vậy, lãng phí. Bất quá xem ra chúng ta nhiều lắm lưu một ngày, vậy Tuyên Âm Thảo, nhưng mà đồ tốt. Trần Phi híp mắt cười lên, quyết định lưu lại nữa một ngày. Bất quá những lời này sau khi nói xong, lại gặp hắn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như được, vỗ đầu một cái, hướng Quyền Chân Nhất cười một tiếng. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, trước ta đã đáp ứng ngươi, chuyện này làm tốt lắm, sẽ có thù lao. Trần Phi nhìn vậy Quyền Chân Nhất cười nói. Trần Đại Sư, ta, nghe vậy, vậy Quyền Chân Nhất con ngươi có giúp một cái. Tâm trạng ngay tức thì kích động. Hắn dĩ nhiên không quên Trần Phi trước hướng hắn hứa hẹn qua cái gì. Có thể để cho hắn thành là, luyện đan sư cấp 3. Như vậy đi, ta dạy ngươi một loại luyện đan thủ pháp, như thế nào? Loại thủ pháp này có thể hơi tăng lên một ít đan dược phẩm chất. Sau đó lại gặp Trần Phi chậm rãi cười nói. Cái gì, có thể tăng lên phẩm chất thuốc thủ pháp luyện đan? Nghe vậy vậy Quyền Chân Nhất cũng còn chưa kịp phản ứng, một bên vậy Viên Thanh Viên Đại Sư cũng đã là tâm trạng kích động kinh hô thành tiếng. Bởi vì là, bọn họ luyện đan sư trong vòng, mọi người đều biết, bất kỳ một loại có tăng phúc hiệu quả thủ pháp luyện đan, đều là giá trị liên thành đồ. Phàm là có loại thủ pháp này luyện đan sư cũng biết coi hắn là trông nhà bảo, so vận mệnh cũng còn trọng yếu. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại còn nói muốn dạy Quyền Chân Nhất một loại thủ pháp luyện đan, hơn nữa vẫn có thể tăng lên thành phẩm chất thủ pháp luyện đan. Cái này há có thể làm hắn Viên Thanh không kinh hãi. Bởi vì phải biết, coi như là hắn Viên Thanh mình, hiện nay loại độ cao này và tầng thứ, cũng là không có như nhau dáng dấp giống như thủ pháp luyện đan. Có thể, nhưng bây giờ. Phốc thông. Luyện, thủ pháp luyện đan. Cảm ơn Trần Đại Sư, cảm ơn Trần Đại Sư, cảm ơn Trần Đại Sư. Nghe vậy thử ra hồi lâu sau, vậy Quyền Chân Nhất cuối cùng là bừng tỉnh. Lập tức. Liền gặp hắn trực tiếp là quỳ xuống. Mặt đầy kích động, run rẩy vô cùng cảm kích nói. Bởi vì là thân là một người luyện đan sư, hắn rất rõ ràng, một loại thủ pháp luyện đan giá trị, là có kinh người dường nào. Mà đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là có thể thay đổi hắn cả đời này. Cho nên, hắn làm sao có thể không kích động. Đứng lên đi, nhóc, không cần phải như vậy. Viên đại sư, nếu không ngươi vậy cùng đi xem một chút đi. Vừa vặn nhìn một chút ta loại thủ pháp này có cái gì không cần phải cải tiến. Mọi người cùng nhau trao đổi một chút. Trần Phi lắc đầu một cái, để cho hắn đứng lên. Sau đó lại gặp hắn nhìn về Viên Thanh phát ra cùng nhau mời. Loại thủ pháp này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là bình thường, lơ là bình thường, cho nên hắn cũng vui vẻ được làm một thuận nước dong thuyền. Ta cũng có thể cùng nhau. Hô! Nghe vậy! May là vậy Viên Thanh Viên Đại Sư lúc này đều là không nhịn được thật sâu thở một hơi. Trong lòng đã là bắt đầu gợn sóng phập phồng, kích động không thôi. Bất quá kích động sau đó, lại gặp hắn trên mặt thần sắc rõ ràng trần chờ một chút, cuối cùng, vẫn là cắn răng, nói, Trần Đại Thiếu, không biết ta có thể hay không lại đi kêu những người này, để cho bọn họ cùng nhau tới đây học hỏi. Tốt như vậy cơ hội, dĩ nhiên muốn càng nhiều hơn luyện đan sư cùng đi học hỏi. Cùng đi tăng lên. Cái này mới là tốt nhất kết quả. Bất quá, hắn nhưng có chút bận tâm Trần Phi không muốn. Dẫu sao, Trần Phi có thể làm cho hắn Viên Thanh cùng nhau, liền đã coi như là cho mặt mũi, bây giờ còn muốn được voi đòi tiên, cũng có chút không nói được. Nghĩ đến đây, vậy Viên Thanh lại có chút hối hận, tại sao mình muốn tự tìm phiền toái. Tâm tư hết sức mâu thuẫn. Được rồi, bất quá luyện đan sư cấp 3 trở xuống cũng được đi, tới cũng không dùng. Rất khó lĩnh ngộ, ta cũng không thời gian từng cái và bọn họ nhỏ nói. Trần Phi ngược lại cảm thấy được không có vấn đề, cười nói. Loại thủ pháp này hắn trong tay thực ra quá nhiều, nhiều đến tùy tiện tiết lộ, cũng không quan trọng. Trần Đại Sư lòng trong lòng rộng lớn, nghe vậy Viên Thanh lập tức có chút xấu hổ đứng lên. Nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Có thể bỏ được đem chân quý như vậy thủ pháp luyện đan đều lấy ra truyền bá.
chỉ là phần này bụng dạ uyên bác, liền thật là làm người kính nể à. Vậy ngược lại không đến nổi. Đi thôi, tìm một có thể chỗ luyện đan. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy. Trần Đại Sư, chư vị, mời cùng ta tới. Vậy Viên Thanh Viên Đại Sư lập tức đương nhân không để cho, đứng dậy, ở trước mặt dẫn đường, dẫn Trần Phi các người hướng hắn chuyên dụng cao cấp luyện đan sư đi. Cùng lúc đó, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cùng với Viên Thanh Viên Đại Sư cùng Trần Phi đi tới một đường tin tức, vậy thông qua tai mắt, truyền đến Đoan Mộc Phủ Đoan Mộc Lão Nhân nơi đó. Đoan Mộc Phủ, Đoan Mộc Lão Nhân trong thư phòng. Có một người đang quỳ xuống đất hồi báo trước Túy Hoa Lâu phát sinh hết thảy. Vừa nói, người nọ trước mặt, bàn đọc sách ngồi phía sau Đoan Mộc Lão Nhân, cùng với một bên kia vậy Lỗ Siêu, thì đã là sắc mặt vô cùng là khó xem. Ngươi cho ta nói rõ hơn một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi nói Viên Thanh Viên Đại Sư, vì thằng nhóc kia, nói muốn cùng Tư Mã Khôn trở mặt. Bàn đọc sách phía sau, Đoan Mộc Lão Nhân ra mặt kịch liệt co rúm, sắc mặt vô cùng làm khó xem, lạnh lùng chất vấn. Mọi người đều là Thanh Long Câu người, hắn dĩ nhiên biết Viên Thanh Viên Đại Sư đó là nhân vật nào. Đây chính là bọn họ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư, cấp 3 thượng phẩm, coi như là khoảng cách luyện đan sư cấp 4 cảnh giới, vậy sợ rằng ước chừng chỉ có nửa bước xa chứ. Nhưng bây giờ, cái này. Đại nhân, là như vậy, theo chúng ta tai mắt hồi báo, hình như là vậy họ Trần Tiểu Tử, cùng Tư Mã Đông thủ hạ ở trên đường chính chuyện gì xảy ra mâu thuẫn. Bị đuổi chạy, sau đó Tư Mã Đông tự mình đuổi tới Túy Hoa Lâu đi. Người kia nói cái này hơi dừng lại một chút, lại vội vàng tiếp tục nói, sau đó thằng nhóc kia cùng Tư Mã Đông ở Túy Hoa Lâu náo loạn lên, Tư Mã Đông bị sửa chữa rất thảm, tức giận dưới, tuyên bố nói muốn để cho anh hắn tự mình ra mặt, giết vậy họ Trần Tiểu Tử. Kết quả lúc này Viên Thanh Viên Đại Sư, còn có Nghiêm Chu Đại Nhân vậy đến Túy Hoa Lâu. Nghe nói như vậy, Viên Thanh Viên Đại Sư trực tiếp là tự mình động thủ đem Tư Mã Đông đánh cho một trận, thậm chí còn tuyên bố, Tư Mã Khôn Đại Nhân còn muốn truy cứu mà nói, liền thả thế bất lưỡng lập. Người nọ đem đúng sự kiện đầu đuôi nói một lần. Cái gì, người nói liền bởi vì là một câu nói, vậy Viên Thanh còn đích thân đem Tư Mã Đông cho đánh một trận. Nghe được lời này, vậy Đoan Mộc Lão Nhân trực tiếp là cả người tâm thần đều bị rung một chút. Bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên. Viên Thanh thân phận gì? Lại có thể sẽ bởi vì là một câu nói, mà không nhìn thân phận tự mình ở đó lớn đỉnh Quảng Chi Hạ, giống như một lưu manh tựa như được động thủ đánh người. Đây coi là cái gì? Đoan Mộc Lão Nhân trong lòng ngay tức thì rối bời, sắc mặt hơn nữa khó xem. Đoan Mộc Huynh, cái này Viên Thanh là ai? Nhưng vào lúc này, vậy Lỗ Siêu sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Hắn không biết Viên Thanh là ai, nhưng là hắn lại biết Nghiêm Chu thì đã và thằng nhóc kia lại lần nữa đi tới một khối mà. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ Nghiêm Chu đã từ thằng nhóc kia nơi đó, lấy được khẳng định. Gặp được hy vọng. Không thể nào thằng nhóc kia thật là một vị lợi hại như vậy luyện đan sư chứ. Muốn thật là như thế, bọn họ trước khi nghi ngờ, lại coi là cái gì? Cái này, Viên Thanh hắn. Bị Lỗ Siêu đột nhiên lập tức hỏi như vậy nói, vậy Đoan Mộc Lão Nhân có chút không nói ra lời. Viên Thanh là ai không trọng yếu, trọng điểm là, lấy Viên Thanh cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư thân phận tôn quý, lại có thể sẽ vì một người trẻ tuổi, mà tâm trạng như vậy kích động. Cái này ý vị như thế nào? Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, dùng cái mông vậy nhất định là có thể đoán được à? Có thể để cho một vị cao ngạo luyện đan sư như vậy chịu phục, trừ so hắn lợi hại hơn luyện đan sư ra, còn có thể là ai? Đoan Mộc Huynh, ta hỏi ngươi nói đâu? Vậy Viên Thanh, là ai? Gặp Đoan Mộc Lão Nhân không nói lời nào, vậy Lỗ Siêu nhất thời trong mắt trầm xuống, lạnh lẽo nói. Hắn bây giờ đã đối với Đoan Mộc Lão Nhân trong lòng tràn đầy ý kiến. Nếu không phải bởi vì là hắn bây giờ, có lẽ thì không phải là bộ dáng này. Hắn lớn như vậy thật xa chạy tới Ưng Giản Hạp, chạy tới Thanh Long Câu, là vì cái gì? Là vì đi cầu người hỗ trợ à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu là Trần Phi thật là có thể đến giúp người hắn, lại bị chính hắn cho anh đi, vậy đây là cái gì? Hắn Lỗ Siêu cùng một không có mắt ngu đần có cái gì khác biệt? Ta, Lỗ Huynh người trước đừng tức giận. Gặp Lỗ Siêu tức giận, Đoan Mộc Lão Nhân cũng không dám lại trang người câm. Nhỏ giọng mở miệng nói, cái này Viên Thanh,
là chúng ta Thanh Long Câu một vị rất nổi danh luyện đan sư. Hắn là đẳng cấp gì? Gặp Đoan Mộc lão nhân lại tránh nặng tìm nhẹ, vậy Lỗ Siêu trên mặt thần sắc càng khó coi, lớn tiếng nói. Hắn là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Đoan Mộc lão nhân rốt cuộc nói ra, mặt đầy quấn quýt, dẫu sao loại chuyện này mà hắn coi như là muốn lừa gạt, vậy không gạt được à? Ngươi nói gì, cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư? Nghe vậy, Lỗ Siêu trực tiếp là tâm trạng đột nhiên kích động, bàn tay trùng trùng vỗ vào cái ghế trên tay vịn, phịch một tiếng vang thật lớn, tay vịn hóa là bột. Đoan Mộc lão nhân, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Rồi sau đó liền gặp hắn bỗng nhiên đứng lên, cả người khí thế phun trào, hết sức cáu kỉnh, con người tức giận, lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mộc lão nhân, giọng nói vô cùng là bất thiện nói, liền bởi vì là một câu nói, vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư lại có thể sẽ không để ý thân phận tự mình ra tay đánh người. Đoan Mộc, người đừng nói cho ta, đây chính là người cái gọi là, thằng nhóc kia căn bản cũng không biết luyện đan. Hắn CMN, nếu là thằng nhóc kia thật không biết luyện đan, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này là vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư dã loại? Vậy Lỗ Siêu là thật nổi giận, đây coi là cái gì? Mình sống sờ sờ đem đưa tới cửa lợi hại luyện đan sư oanh đi. Có thể để cho một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư cũng kích động như vậy. Như vậy thất thố, không để ý thân phận, tự mình động thủ đánh người. Sợ rằng, cái này tối thiểu cũng phải luyện đan sư cấp 4 trở lên, mới có như vậy năng lượng và uy vọng chứ. Mà bây giờ, bọn họ làm cái gì? Bọn họ lại còn nói một vị luyện đan sư cấp 4 trở lên, không biết luyện đan. Cái này hắn ma nhất định chính là đầu óc có bệnh à. Đắc tội một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư, cái này còn có. Nói nghiêm trọng chút, đây chính là chọc phá trời việc lớn à. Lỗ huynh người trước đừng tức giận, ta cái này cũng không biết đạo sao. Thằng nhóc kia như thế trẻ tuổi, chính ngươi nói. Ngươi tin tưởng hắn là như thế lợi hại luyện đan sư sao? Gặp Lỗ Siêu thật nổi giận, vậy Đoan Mộc lão nhân cũng là hơi sờ một cái mình mồ hôi trên trán, trong con ngươi lóe lên oán độc, và dữ tợn nói. Tiểu tạp chủng kia nếu là sớm chứng minh bản thân có như vậy năng lực, hắn lại làm sao có thể sẽ không tin? CMN, tiểu tạp chủng kia tuyệt đối là cố ý. Liền là muốn đùa bỡn bọn họ. Đoan Mộc lão nhân trong lòng lúc này tràn đầy như vậy ý tưởng. Cho nên đến cuối cùng, hắn tiếng nói tức cũng không được tốt như vậy đứng lên. Ta, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Vậy Lỗ Siêu nghe được Đoan Mộc lão nhân cuối cùng giọng điệu này, mặc dù có chút hơi biến sắc mặt, nhưng trước hay là đem trong lòng hỏa khí thu liễm. Chịu nhịn tính tình hỏi. Hắn bây giờ vốn là có rất cấp bách sự việc, cần phải tìm được một vị lợi hại luyện đan sư, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng bây giờ thì sao? Người đều bị bọn họ tức giận bỏ đi, nên làm cái gì? Thật ra thì ta cảm thấy, chuyện này hẳn không chúng ta tưởng tượng như vậy gay gâu. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Đoan Mộc lão nhân nhưng như vậy chậm rãi mở miệng nói. À, nói thế nào? Lỗ Siêu con ngươi nhanh tránh, chịu nhịn tính tình tiếp tục đi xuống nghe. Người muốn, lần này chuyện này, vốn chính là chính hắn tìm người khắp nơi mời chúng ta tới, cái này chứng minh liền cái gì? Vậy Đoan Mộc lão nhân phe phẩy đầu, giống như là có dũng khí chí châu nắm cảm giác. Chứng minh cái gì? Lỗ Siêu cau mày nói. Chứng minh hắn hiện ở bên người, hẳn là rất thiếu người. Vậy Đoan Mộc lão nhân gật gù đắc ý, giọng khẳng định cười lạnh nói. Hắn hiện ở bên người rất thiếu người. Lỗ Siêu nghe vậy ngẩn người, rơi vào trầm tư. Không sai, vậy Đoan Mộc lão nhân gật đầu một cái, lần nữa phân tích phán đoán đứng lên, ta đoán. Thằng nhóc kia hẳn là vừa mới thành là luyện đan sư cấp 4 không lâu, bên người không người, cho nên muốn thông qua loại phương thức này thu thập một ít người theo đuổi ở bên người. Như vậy, vậy có thể giải thích được không, một người luyện đan sư cấp 3 tại sao phải đối với hắn như vậy tôn kính? Hoặc giả là như vậy không sai, nhưng mà, vậy Lỗ Siêu theo bản năng gật đầu một cái, nhưng sau đó hắn vẫn là có chút sắc mặt khó coi nói, nhưng bây giờ người khác đều bị chúng ta tức giận bỏ đi. Chẳng lẽ còn có cái gì chỗ trống quay về? Là có gì không? Vậy Đoan Mộc lão nhân thản nhiên nói, trên mặt hiện ra ngạo nghễ thần sắc, chuyện này chúng ta mặc dù có sai, nhưng là, vậy thì thế nào? Ta không tin hắn vẫn có thể cự tuyệt hai người chúng ta, hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Chẳng qua đến thời điểm, cho hắn chút mặt mũi,
đưa chút nói xin lỗi lễ ra mắt, chuyện này không cứ như vậy qua. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn còn biết níu không buông, đây đối với hắn mà nói, có ích lợi gì? Ở hắn xem ra, hai người bọn họ nhưng mà hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, chẳng qua thấp một lần đầu, lại nói lời xin lỗi, cái này không vậy thì xong rồi. Còn có thể thế nào? Hắn không tin thằng nhóc kia sẽ vì như thế chút chuyện nhỏ, liền níu không buông. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, và những cái kia luyện khí cảnh rác dưới, phân lượng là không giống nhau. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, liền chắc chắn biết, nên như thế nào chính xác xử lý và phán đoán chứ. Đối với lần này, vậy Đoan Mộc lão nhân tựa hồ rất tự tin, rất có lòng tin. Ừ, nghe Đoan Mộc lão nhân vừa nói như vậy, vậy Lỗ Siêu Thân là trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tự tin, cũng giống như là có chút trở về. Cảm giác đúng là như vậy. Bọn họ nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, đối phương coi như là sống lại khí, cũng không khả năng và bọn họ níu không buông chứ. Vậy liền chạy nhanh đi, quá khứ cùng tiểu tử kia nói lời xin lỗi. Sau đó liền gặp hắn chậm rãi mở miệng, khôi phục trấn định. Đi theo liền gặp bọn họ rời đi Đoan Mộc phủ, đi tìm Trần Phi đi. Bất quá nói thế nào, bọn họ lại có tự tin, trước hay là đi cho giao phó rồi hãy nói. Cùng lúc đó, Thương hội Thanh Long nội bộ, Viên Thanh chuyên dụng luyện đan sư bên trong. Trừ Trần Phi các người ra, Viên Thanh còn dẫn có 3-4 cái tuổi tác khác nhau người đi vào. Những người đó chính giữa, nhìn như nhất lớn tuổi sợ rằng so Viên Thanh mình tuổi tác cũng lớn, mà trẻ tuổi cũng có 40-50. Bất quá những người này đều có thống nhất đặc điểm, đó chính là bọn họ, đều là Thương hội Thanh Long chỗ thượng khách, tất cả đều là cấp 3 trở lên luyện đan sư. Một người trong đó sau khi đi vào thấy quyền chân nhất, lập tức ngẩn người, kinh ngạc nói quyền chân nhất. Ngươi làm sao cũng ở đây? Hiển nhiên, hắn hình như là biết quyền chân nhất. Lưu đại sư, vậy quyền chân nhất thấy người đến, vậy lập tức cung kính đáp lễ nói. Lưu Kỳ im miệng, đừng nói trước, bất quá nhưng vào lúc này, Viên Thanh nhưng cau mày mở miệng dày người nọ một câu. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn một mực cung kính chỉ Trần Phi, nói cũng tới đây. Đây chính là ta cho các người nói Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chờ một hồi các người cũng muốn giỏi hơn tốt học hỏi, Trần Đại Sư là như thế nào luyện đan. Cái gì, hắn? Nghe được Viên Thanh vừa nói như vậy, vậy 3-4 người sắc mặt cũng cổ quái. Bọn họ là ai? Bọn họ cũng đều là cấp 3 trở lên luyện đan sư à, thậm chí trong bọn họ lợi hại nhất, cũng đã là đạt tới cấp 3 trung phẩm, địa vị cao quý. Thậm chí nói đến luyện đan. Gần đây đều là bọn họ làm đạo sư, chỉ điểm người khác. Dĩ nhiên, nếu là Viên Thanh tự mình ra tay, nguyện ý luyện đan chỉ điểm bọn họ, vậy còn không sai biệt lắm. Viên Thanh Viên Đại Sư đương nhiên là có như vậy tư cách. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Viên Thanh lại còn nói, muốn cho Trần Phi như vậy một cái tuổi quá trẻ người tuổi trẻ, tới chỉ điểm bọn họ luyện đan, đây coi là cái gì? Vậy làm sao có thể đủ làm bọn họ tiếp nhận? Viên Thanh đại nhân, người đây không phải là đang nói đùa chứ? Có người không nhịn được mở miệng nói. Nghe vậy, Viên Thanh trên mặt thần sắc ngẩn ra, chợt lại là giận lại là lòng hoảng lên. Hắn mới vừa rồi vội vội vàng vàng chỉ lo đem người cũng gọi tới, nhưng quên và bọn họ nói rõ ràng. Trần Phi Trần đại sư lợi hại như vậy luyện đan sư, há lại là bọn họ có thể chất vấn. Lão Dương ngươi im miệng, có thể nhưng vào lúc này... Vậy lên tiếng trước gọi quyền chân nhất cụ già, lại đột nhiên đứng ra, hướng người này nháy mắt quát một tiếng. Lão Lưu ngươi, người nọ lập tức ngây ngẩn. Quyền chân nhất, vị này chẳng lẽ chính là ngươi trước nói vị kia Trần Phi, Trần Đại Sư. Bất quá vậy được gọi là, Lão Lưu, người, lại không lại cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, hướng quyền chân nhất hỏi. Không sai, Lưu Đại Sư. Vị này chính là ta trước cho ngươi nhắc tới Trần Phi Trần Đại Sư. Nghe vậy, vậy quyền chân nhất đương nhiên là không chút do dự nói. T. Nghe vậy, vậy họ Lưu ông già trực tiếp là con ngươi rụt một cái, lại hít một hơi khí lạnh, đi theo biểu tình thì trở nên được vô cùng là kích động. Chỉ gặp hắn hướng Trần Phi vô cùng cung kính khom người đi xuống, kích động nói, Trần Đại Sư ngài khỏe, ta là Lưu Kỳ, thật cao hứng có thể ở nơi này thấy ngài. Thấy tình cảnh này. Đi theo hắn cùng đi mấy người, cũng không sai biệt lắm lập tức xem ngu. Mặt đầy thần sắc đờ đẫn. Bởi vì là, bọn họ và cái này Lưu Kỳ nhưng mà lão giao tình,
rõ ràng đối phương là có bao nhiêu kiêu ngạo, vậy rõ ràng đối phương năng lực, mà bây giờ, một người trẻ tuổi lại có thể làm cho hắn biểu hiện thành như vậy. Bọn họ coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định cũng đọc hiểu một ít chuyện. Lão Lưu, ngươi chẳng lẽ nhận làm cho này vị? Vậy trước không biệt chủ miệng ông già họ Dương, lúc này trực tiếp là có chút lắp bắp nói. Nói nhảm, còn không nhanh lên cho Trần Đại Sư nói xin lỗi. Vậy Lưu Kỳ gật đầu một cái, cho lão kia người họ Dương nháy mắt, nói Trần Đại Sư có thể chỉ điểm chúng ta luyện đan, đó là chúng ta thiên đại phúc phận. Lời vừa nói ra, còn sót lại mấy vị kia ông già cũng không nhịn được nhíu lông mày một cái. Bởi vì là Lưu Kỳ lời như vậy, thật sự là có chút nói quá nặng. Lưu Kỳ, đúng rồi, người là đảo Thương Lam Lưu gia vị kia. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Trần Phi cười một tiếng, cười nói. Đảo Thương Lam Lưu gia không phải có vị luyện đan sư cấp 3 cấp bậc lão tổ sao? Tựa hồ chính là danh tự này, Lưu Kỳ. Là ta chính là đảo Thương Lam cái đó Lưu Kỳ. Vậy Lưu Kỳ không nghĩ tới Trần Phi cũng biết mình, lập tức tâm tình hơn nữa kích động. Không sai, Dương Lâm, mau cho Trần Đại Sư nói xin lỗi đi. Nhưng vào lúc này, vậy Viên Thanh vậy lên tiếng, giọng trầm trầm nói, ngươi cảm thấy Trần Đại Sư không tư cách chỉ điểm các người luyện đan sư. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi, hai ngày trước, Trần Đại Sư ngay trước mặt của ta mà, luyện thành một lò cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan. Cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược? Viên Thanh lời vừa nói ra, trong phòng luyện đan bầu không khí trực tiếp là nổ. Vậy mấy tên luyện đan sư không dám tin kinh hô thành tiếng, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy rung động, và ngửa mặt trông lên. Cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, đó là cái gì khái niệm? Bọn họ thành tựu luyện đan sư, chẳng lẽ không hiểu? Không chỉ có như vậy, Trần Đại Sư trước vẫn còn ở chúng ta đảo Thương Lam, luyện chế được một lò cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn vân mạch đan. Hơn nữa, vẫn là một lò 6 viên thành phẩm đan. Vậy Lưu Kỳ vậy chen vào một câu, thêm liền một câu mãnh liệu. 6 văn ngân văn vân mạch đan, một lò 6 đan. Lưu Kỳ lời vừa nói ra, vậy mọi người tại đây lại là trên mặt thần sắc ngu. Cả người run rẩy cái không ngừng. Trần Đại Sư, đúng, thật xin lỗi, trước là ta Dương Lâm có mắt không biết Thái Sơn, đúng, thật xin lỗi, ta ở nơi này hướng ngài trịnh trọng nói áy náy. Sau đó liền gặp lão kia người họ Dương cả người giật mình một cái, chạy đến Trần Phi trước mặt, run rẩy nói xin lỗi đứng lên. Thanh âm đều ở đây chiến. Làm trò đùa, cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn đan dược, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, đây là khái niệm gì? Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, hắn bây giờ ngươi liền hận không được cho mình vô số bạt tai. Hắn CMN, lợi hại như vậy luyện đan sư nói muốn chỉ điểm bọn họ luyện đan. Hắn lại còn dám mù mắt, lên tiếng nghi ngờ, đơn giản là đầu óc có vấn đề à? Đây là có ngu xuẩn dường nào à? Không có chuyện gì, Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, hướng vậy Viên Thanh hỏi, Viên Đại Sư, luyện đan vật liệu ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, dựa theo ngài yêu cầu, ta để cho người chuẩn bị 2 bức cấp 3 hạ phẩm Xuân Tuyết Đan nguyên vật liệu. Cái này Xuân Tuyết Đan là cấp 3 hạ phẩm đan dược trong thường nhất gặp. Cũng là tương đối dễ dàng luyện chế một loại đan dược. Vậy Viên Thanh nói như vậy, vẫy tay đem 2 bức đã sớm chuẩn bị xong Xuân Tuyết Đan nguyên vật liệu lấy ra. Vậy liền bắt đầu đi. Trần Phi gật đầu một cái, nhìn quyền chân nhất nói, luyện đan vật liệu cầm lên, đi qua đi. Qua, đã qua, ta sao? Vậy quyền chân nhất ngây ngẩn, lắp bắp nói. Dĩ nhiên, không phải ngươi chẳng lẽ là ta? Trần Phi gật đầu nói. Nghe vậy vậy quyền chân nhất trên mặt lập tức đỏ lên, mặt đầy khẩn trương, mặt đầy lúng túng, nói có thể Trần Đại Sư, ta bây giờ cũng chỉ là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, không luyện được cái này Xuân Tuyết Đan. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cũng có chút hồ nghi, không hiểu đây tột cùng là tình huống gì. Bất quá bọn họ lúc này ngược lại là yên lặng, không người lắm mồm, không người nói nhảm. Vậy ngươi có điều nghiên qua cái này Xuân Tuyết Đan sao? Trần Phi hỏi. Có, nghe được Trần Phi cái này hỏi, vậy quyền chân nhất lập tức không chút do dự gật đầu một cái, nói cái này Xuân Tuyết Đan đan phương, ta nghiên cứu rất lâu. Trong lòng của hắn còn có đôi lời chưa nói, đó chính là, hắn nhưng thật ra là muốn dùng cái này Xuân Tuyết Đan, tới thành là luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm. Đáng tiếc,
hắn vẫn luôn không có thành công. Vậy là được rồi, lên đi, có ta ở đây, đừng sợ. Trần Phi lại còn như vậy mở miệng, nói. Ta, vậy cũng tốt, vậy Quyền Chân Nhất cắn răng, vẫn là nhắm mắt lại. Đến vậy luyện đan thất trung ương luyện đan khu vực sau đó, Quyền Chân Nhất lại hỏi, Trần Đại Sư, ta bây giờ nên làm như thế nào? Luyện đan, đem cái này Xuân Tuyết đan luyện một lần, để cho ta xem ngươi căn cơ như thế nào. Trần Phi cười nói, là, Trần Đại Sư, các vị đại sư, vậy ta liền bêu xấu. Vậy Quyền Chân Nhất nghe vậy con ngươi luống cuống hoảng, nhưng còn là theo chân cắn răng một cái, nhắm mắt lại, thử luyện chế Xuân Tuyết đan. Bất quá mới chẳng qua là ban đầu nguyên vật liệu tinh luyện giai đoạn, mọi người nhìn có chút nhíu mày. Ai, không được, người này nguyên vật liệu tinh luyện năng lực, hay yếu liền điểm. Quang là như vậy nói, có thể không đạt tới luyện chế Xuân Tuyết đan yêu cầu. Không sai, bất quá hắn không phải nói hắn là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư sao. Nếu là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, liền vậy không kỳ quái. Hay, hắn thật giống như không ra chứ. Kinh nghiệm vẫn là có chút thiếu sót à. Sau đó thời gian trôi qua, ví dụ như loại này lời nói, ở đó 3-4 vị luyện đan sư cấp 3 trong xì xào bàn tán truyền ra. Quyền Chân Nhất quả thật không nói láo, lấy hắn bây giờ thực lực, cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư có thừa, có thể tưởng tượng muốn luyện chế ra cấp 2 hạ phẩm đan dược, vẫn còn là kém một chút. Vô luận là kinh nghiệm lên vẫn có thể lực lên, cũng còn có chút thiếu sót. Lại một lát sau, chỉ nghe được một tiếng nặng nề vang động, vậy lò luyện đan kịch liệt lay động, ánh lửa ảm đạm xuống. Thất bại, Quyền Chân Nhất đầu đầy mồ hôi, còn người lóe lên nhìn một màn này, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không có biện pháp, hắn vẫn bị thất bại, vậy bên trong lò luyện đan bây giờ cũng chỉ có một đống luyện đan tài liệu cặn bã. Nói xin lỗi, Trần Đại Sư, các vị đại sư, để cho các người chê cười. Sau đó liền gặp hắn cúi đầu, thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt xoay người lại, hướng Trần Phi đám người nói. Viên Thanh, Lưu Kỳ các người không lên tiếng, ánh mắt cơ hồ đều là phong tỏa ở Trần Phi trên người. Bởi vì lúc này Trần Phi trên mặt, là có chút mặt không cảm giác. Mọi người cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Nói thật, người bây giờ tình huống này, so với trước đó dự đoán còn tốt hơn một ít. Bất quá nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên cười lên, nói. Thật, vậy Quyền Chân Nhất nghe được Trần Phi mà nói, ngẩng đầu lên. Đương nhiên là thật, bất quá người bây giờ đối với luyện đan tài liệu tinh luyện, vẫn là có chút vấn đề. Trần Phi gật đầu một cái, chỉ điểm. Không sai, vậy Quyền Chân Nhất có chút ngượng ngùng, gật đầu nói, đúng vậy, cái này đích xác là ta yếu hạng. Tới đây, Trần Phi vẫy vẫy tay. Quyền Chân Nhất hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đi lên. Trần Phi ghé vào lỗ tai hắn bên cạnh xì xào bàn tán nhỏ giọng nói một hồi. Trần Đại Sư, đây là... Vậy Quyền Chân Nhất vừa nghe trước, một bên trực tiếp là con ngươi teo lại tới, tâm trạng ngay tức thì đổi được vô cùng kích động, vô cùng mừng như điên. Dựa theo ta nói với ngươi thử lại lần nữa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trần Phi đưa tay ở hắn vai vỗ lên một cái. Vậy Quyền Chân Nhất không chút do dự, tâm trạng kích động, cầm cuối cùng một phần Xuân Tuyết đan nguyên vật liệu, liền lại đi về phía lò luyện đan. Oanh! Hừng hực ánh lửa từ vậy lò luyện đan chính giữa kích động đi ra. Quyền Chân Nhất đầu đầy mồ hôi, nhưng lại khó nén hắn trong con mắt vậy kích động cực kỳ tâm trạng. Thở một hơi thật dài, vung tay lên, liền gặp hắn lại lần nữa bắt đầu tinh luyện luyện đan vật liệu đứng lên. Mà lần này, mọi người tại đây trực tiếp là thất kinh. T, đây là, tại sao ta cảm giác hắn tinh luyện luyện đan tài liệu phương pháp, cùng trước kia không giống nhau. Cái này, đây chẳng lẽ là một loại, thủ pháp luyện đan. Làm sao có thể, thủ pháp luyện đan. Không thể nào vậy hắn bây giờ đây là cái gì. Ngươi có gặp qua như thế trong thời gian ngắn, biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao. Những cái kia nguyên tài liệu tinh luyện độ dày, đã đạt tiêu chuẩn. T, thật đã, cái này chẳng lẽ vẫn là một loại có thể nâng cao phẩm chất thuốc thủ pháp luyện đan. Tất cả câm miệng, còn ồn ào cái gì, nghiêm túc xem. Giống nhau địa điểm, giống nhau một người, giống nhau luyện đan sư cảnh giới, không giống nhau ước chừng chẳng qua là trước sau tương không kém nửa nén hương thời gian, mà bây giờ, Quyền Chân Nhất luyện chế Xuân Tuyết đan quá trình,
nhưng trực tiếp là làm người ta trợn mắt hốc mồm đứng lên. Làm vậy từng bội luyện đan vật liệu bị quyền chân nhất vận dụng Trần Phi nơi dạy hắn thủ pháp, tinh luyện sau khi đi ra, toàn bộ trong phòng luyện đan trực tiếp là tràn đầy đậm đà mùi thơm lạ lùng, hoàn toàn hóa không ra. Thấy tình cảnh này, vậy Lưu Kỳ, Dương Lâm các người đơn giản là trợn to hai mắt, cảm giác bên trong lòng mình chưa bao giờ có như vậy rung động. Cái này, chính là trong truyền thuyết bị luyện đan sư cao cấp vậy coi là đè đáy dương bảo bối thủ pháp luyện đan sao. Cẩn thận xem hắn động tác, nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, tất cả luyện đan sư cũng nín thở ngưng thần, còn người gắt gao nhìn chằm chằm quyền chân nhất động tác trên tay, một cái chớp mắt không chớp mắt, rất sợ bỏ sót liền bất kỳ một người nào sắp phát sinh trọng yếu chi tiết. Mà vậy Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình ba người, lúc này thì cũng là ngừng thở, lặng lặng nhìn như. Ngay cả hô hấp hơi nặng một chút động tác, cũng tận lực khắc chế mình, không có. Vèo. Cùng lúc đó, vậy quyền chân nhất sốt cuộc vô cùng là không thạo bắt đầu thi triển ra nào đó thủ pháp đứng lên. Từ hắn lòng bàn tay bây giờ tràn ngập muôn màu muôn vẻ, theo đầu ngón tay, tựa như là sợi tơ vậy, linh khí tỏa sáng lấp lánh, phụ ở viên kia viên luyện đan trong tài liệu mặt. Đây là, vậy Lưu Kỳ, Dương Lâm các người, thậm chí là Viên Thanh, lúc này ở gặp được quyền chân nhất động tác sau đó, đều không khỏi con ngươi teo lại tới. Trong ánh mắt hiện ra nồng nặc suy tư vẻ, có chút kích động. Hiển nhiên, lấy bọn họ luyện đan sư cảnh giới, coi như Trần Phi không có cặn kẽ nói cho bọn họ, hiện vào lúc này, cũng là lĩnh ngộ được một ít đầu mối. Mình lĩnh ngộ được, so với người khác trực tiếp nói cho ngươi, ấn tượng dĩ nhiên sẽ sâu rất nhiều. Bọn họ cũng xem hiểu. Thấy tình cảnh này, coi như là trong thức hải trận kinh không cũng cảm thấy được có chút tươi, tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, ta loại thủ pháp này rất đơn giản, giống vậy luyện đan sư cấp 3, cũng có thể học được. Trần Phi quét Viên Thanh các người một cái, cười nói. Hắn dạy cho quyền chân nhất cái này bộ thủ pháp luyện đan tên là, mây trôi ấn, hơn phân nửa là sáng tạo nó người tùy tiện lấy ra tên chữ, bất quá, loại thủ pháp này nhưng cực kỳ thích hợp cấp bậc thấp. Tỉ như luyện đan sư cấp 3 người của tầng thứ này sử dụng. Tựa như cùng bây giờ, trực tiếp nhất biểu hiện chính là, quyền chân nhất vậy nguyên bản sần sùi luyện đan vật liệu tinh luyện kỹ thuật, bây giờ ít nhất hiệu quả tốt 30% trở lên. Đừng xem đây chẳng qua là 30%, có thể loại con số này đối với bất kỳ một người luyện đan sư mà nói, đều là tương đương kinh khủng. Nếu không, thủ pháp luyện đan, đang luyện đan sư trong vòng không biết địa vị như vậy cao. Ngưng khí ngưng thần, ta lại nói cho các người chút cái này bộ thủ pháp cần phải chú ý vấn đề nhỏ. Trần Phi thoải mái mở miệng, giảng giải dạy cái này, mây trôi ấn, cần phải chú ý tiểu phương mặt, vấn đề nhỏ. Vậy quyền chân nhất, Lưu Kỳ, Dương Lâm các người, bao gồm Viên Thanh, hiện vào lúc này cũng giống như là ở tư thục bên trong đi học mới vào học một ít tử vậy, sắc mặt thần sắc vô cùng là thành phác, nghiêm túc lắng nghe, rất sợ đổ vào, sai hết bất kỳ một người nào chi tiết. Mà loại tràng diện này nếu như bị bên ngoài Thanh Long Câu tu sĩ thấy, sợ rằng sẽ cảm giác đầu mình không tỉnh táo, đang nằm mơ. Toàn bộ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư, phần lớn đều ở đây, có thể bọn họ nhưng ở nghe một cái tuổi quá trẻ, đứa nhỏ, giảng giải luyện đan. Loại này cảnh tượng, nếu như dùng tưởng tượng, nhất định sẽ cảm thấy tức cười buồn cười, nhưng nếu là nhận thật suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ thì biết làm người ta cảm thấy rung động, cảm thấy sợ chưa? Học không già trẻ, nhưng chỉ có người lợi hại, mới có thể khi lão sư à. Oanh! Chỉ chốc lát sau, vậy lò luyện đan truyền tới một hồi nhỏ nhẹ chiến vang. Một màn này mặc dù cùng trước kia có chút loại hình, nhưng là, không giống nhau kết quả lại là lần này, vậy trong lò luyện đan không phải đã luyện phế cặn bã, mà là chừng 3 viên tròn trịa, đầy đặn viên thuốc. Tỏa sáng lấp lánh, tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Hai văn xuân tuyết đan. Vậy Lưu Kỳ đột nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan, ánh mắt chấn động, khó tin lẩm bẩm nói. Sau đó một đống người nghe được cái này líu díu thanh, trực tiếp là sắc mặt biến kinh hô lên. Hai văn, lão kia người họ Dương Dương Lâm cả lâm kêu lên, sau đó thân hình chớp mắt, xuất hiện ở vậy lò luyện đan trước mặt, ánh mắt rung động hướng bên trong lò luyện đan bộ nhìn lại. Thật là hai văn xuân tuyết đan. Rồi sau đó liền gặp hắn tâm trạng kích động kinh hô lên, trên mặt tràn đầy rung động. Từ một cái luyện chế xuân tuyết đan cũng biết thất bại người,
đến bây giờ cái này luyện chế thành công ra 3 viên 2 văn xuân tuyết đan, dùng thời gian bao lâu? Nửa nén hương không tới. Đây quả thực so nằm mơ cũng càng làm cho người ta cảm giác được hoang đường. Quá kinh khủng, khó tin. Ta thành công. Mà nghe được lão kia người họ Dương Dương Lâm kích động rung động thanh, quyền chân nhất cả người run một cái, bàn tay kia, chính là không nhịn được kịch liệt rung rung. Cấp 3 hạ phẩm đan dược xuân tuyết đan, hắn vì thế không biết phấn đấu bao lâu, cũng không biết thất bại bao lâu. Nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cuộc, cuối cùng thành công à. Đi theo liền gặp hắn một chút trực tiếp cho Trần Phi quỳ xuống. Vùi đầu, nước mắt theo hốc mắt liền hướng trên đất rơi, tí tách rơi trên mặt đất, có chút thấm ướt. Ánh mắt nhưng là vô cùng kích động, cảm kích nói, Trần Đại Sư, xin nhận ta quỳ một cái. Hắn bây giờ vậy phức tạp và vô cùng kích động lòng thanh, thật là không có biện pháp cầm ngôn ngữ để hình dung. Chỉ có vô cùng kích động nước mắt, mới có thể nói rõ hết thảy. Được rồi, đứng lên đi. Đáp ứng người đồ, ta Trần Phi từ trước đến giờ nói được là làm được. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, vung tay lên, một cổ không cách nào kháng cự lực lượng liền đem vậy quyền chân nhất từ dưới đất kéo lên. Mới vừa rồi đồ, thừa dịp bây giờ gọi nóng rèn sắt, các người đều nhiều hơn tiêu hóa một chút. Có thể đừng bỏ lỡ cái này hiếm có bảo đắt thời gian. Một bên nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là nhấc chân hướng luyện đan thất đi ra bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Trần Phi hướng Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình ba người nói. Ừ, vậy ba người nhìn nhau một cái, lập tức đi theo lên. Hô, rốt cuộc bận bịu xong chuyện, từ vậy luyện đan thất rời đi sau đó, Trần Phi duỗi người, tự lẩm bẩm. Vẫn là chủ nhân ngươi lợi hại, liền liền viên đại sư đều bị ngài chiết phục thiếp thiếp. Loại trang diện này, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Vậy Lam Kình một bên nịnh hót, một bên cảm thán nói. Ở thành là Trần Phi người làm trước, loại trang diện này hắn có thể gặp đạt được sao? Chỉ sợ cũng coi như là tưởng tượng, cũng biết cảm thấy quá ngoại hạng, căn bản cũng không có thể chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Đây thật là một màn liền đặt ở bọn họ trước mắt. Chính mắt thấy à? Đó còn cần phải nói. Chủ nhân kỹ thuật luyện đan, chỉ sợ là ta đời này gặp qua, lợi hại nhất một cái. Vậy Thương Khôn khóe miệng cười chúm chím nhìn một cái bên người. Sắc mặt có chút lúng túng và ửng đỏ Nghiêm Chu, cười nói. Vừa nghe nói như vậy, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu trên mặt vẻ lúng túng liền hơn nữa nồng nặc. Động chủ đại nhân, ta. Rồi sau đó liền gặp hắn không nhịn được mở miệng. Được, Trần Phi khoát tay một cái, nói chuyện đã qua lại nữa để ra, nói sau này thì được rồi. Nói sau ta cũng không hẹp hòi như vậy, đúng không? Trần Phi nhìn lướt qua Lam Kình, cười mỉa. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên, chủ nhân ngài nhưng mà đại độ nhất một cái. Vậy Lam Kình lúc này nét mặt già nua ửng đỏ, vội vàng nịnh hót, nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, gần đây đoạn này thời gian, hắn cái này nịnh hót công phu, thật đúng là càng ngày càng muốn gì được nấy. Ừ, nhưng vào lúc này, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu đột nhiên nhíu mày một cái, ánh mắt hướng cách đó không xa Thương Hội Thanh Long lối ra nhìn lại. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt cũng có chút hơi trầm xuống. Giống như là thần thức phát hiện được liền cái gì. Là bọn họ, sau đó, vậy Thương Khôn và Lam Kình vậy phát hiện không đúng, ánh mắt hướng Thương Hội Thanh Long lối ra nhìn lại, đi theo sắc mặt liền trở nên có chút không nhìn khá hơn. Bởi vì là cái hướng kia, bọn họ lại có thể gặp được Đoan Mộc lão nhân còn có vậy Lỗ Siêu bóng người, đang đi theo phía sau một nhóm người, bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Này, mau xem, đó không phải là Đoan Mộc lão nhân đại nhân sao? Lão nhân ra ông ta cái này bước chiến trận, là muốn làm gì? Không biết, bất quá, các người xem, lão đầu nhi kia lại dám đi ở Đoan Mộc lão nhân trước mặt, lá gan không nhỏ à? Cái gì lá gan không nhỏ? Đây chính là Lỗ Siêu Lục đại nhân, cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Cái gì, đó cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Vậy thì không trách, bất quá tại sao ta xem trên mặt bọn họ đều có chút tâm trạng khẩn trương? Đợi một chút, vậy, đó là, vậy làm sao? T. Cách đó không xa truyền tới tiếng bàn luận xôn xao. Hiển nhiên, bọn họ đều là biết Đoan Mộc lão nhân, còn có người nhận ra Lỗ Siêu lai lịch và thân phận. Nhưng mà ngay tại bọn họ tò mò Đoan Mộc lão nhân cùng Lỗ Siêu, hai vị trúc cơ chân nhân cảnh đại nhân dắt tay nhau tới, chuyến này mục đích là cái gì thời điểm,
làm người ta kinh hãi muốn chết một màn, nhưng trực tiếp là làm bọn họ ứng phó không kịp, không đề phòng chút nào xảy ra. Chỉ gặp vậy Lỗ Siêu đi tuốt ở đằng trước, trong tay còn bưng một cái sâu màu nâu cái dương bề ngoài lóe lên nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, hình vẽ, văn tràn đầy lịch sử tang thương cảm. Vừa thấy cũng biết là một giá trị kinh người bảo vật. Chỉ gặp hắn đi thẳng tới Trần Phi trên mình, hơi khom người, nói tiểu huynh đệ, đối với hiểu lầm lúc trước, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, đây là một chút quà nhỏ, cũng là ta Lỗ Siêu nho nhỏ thành ý, mời tiểu huynh đệ ngươi thu cất đi. Vừa nói, hắn liền trực tiếp đem trong tay vậy đang bưng cái dương đưa tới Trần Phi trước mặt. Mà một màn này, vậy cũng chỉ là làm mọi người tại đây đều sợ ngây người. Ta CMN, ta cái này, đây không phải là đang nằm mơ chứ. Cách đó không xa những người đó mỗi một người đều ngu. Trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, bọn họ ai vậy không nghĩ tới, Lỗ Siêu là ai. Đây chính là cùng Đoan Mộc đại nhân vậy trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Nhân vật lợi hại như vậy tôn quý thân phận, bây giờ nhưng lại có thể cầm thứ này chạy tới hướng về phía một cái tuổi quá trẻ người tuổi trẻ, giống như là ở nói xin lỗi. Một màn này trực tiếp là làm bọn họ từng cái một cũng bị hù dọa con người thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đây quả thực quá làm người ta cảm giác không tưởng tượng nổi, không phải sao. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng lại là nổ. Kinh bạo bọn họ trong mắt. Không cần. Quý trọng như vậy đồ ta cũng đảm đương không nổi. Tránh ra, chớ cản đường được không? Trần Phi xem đều không xem sâu màu nâu cái dương một cái, thản nhiên nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy Lỗ Siêu nhất thời hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật, dám không cho hắn mặt mũi. Tiểu Hữu, hiểu lầm lúc trước là chúng ta không đúng, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đây tuyệt đối là mang thành ý tới hòa giải. Vậy Đoan Mộc lão nhân đi tới trước. Ngón tay móc một cái, một món linh khí trực tiếp là từ vậy sâu màu nâu trên cái dương mặt vọt đã qua. Ngài xem đây là cái gì? Vậy Đoan Mộc lão nhân mặt lộ vẻ chấn định, gì như vậy mỉm cười, cười nói. Cùng lúc đó, vậy sâu màu nâu mở dương ra. Một cổ mùi thơm đậm đà tràn ra, thấm vào lòng người, tầm mắt mọi người ngay tức thì đều bị vậy cái dương bên trong cảnh tượng, hấp dẫn. Chỉ gặp vậy sâu màu nâu cái dương bên trong. Lại là có một đoạn cánh tay trẻ nít lớn bằng màu vàng lợt cục gỗ. Vậy mộc đầu bề ngoài bị một tầng hoàng quang nhàn nhạt bao trùm trước, sáng trong suốt, mùi thơm lạ lùng lại là đậm đà vô cùng, hóa không mở cũng. T, cái này, đây là xà hoàng mộc, sau đó thì có sắc mặt người kinh biến kinh hô thành tiếng. Mặt đầy giật mình. Xà hoàng mộc, thật là xà hoàng mộc. Vậy tiếng kinh hô vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt rung động liền sâu hơn. Bởi vì là bọn họ cũng đều là biết xà hoàng mộc đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói, tu luyện thành công lão xà yêu tộc ở Phụt Gia Phụt Vô Nhật Nguyệt Tinh Hoa thời điểm, động rắn chung quanh linh vận ẩn sâu, vậy thực vật không có biện pháp chịu đựng, nhưng lại có một loại thần kỳ cây cối có thể vô căn cứ lớn lên. Không có làm, là vô căn cứ lớn lên. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất thần kỳ sự việc, nhưng loại hiện tượng này, nhưng thật rất khó gặp phải, 10.000 quy định trong. Có lẽ mới có như vậy một quy định chứ. Làm cái này vô căn cứ trưởng thành cây cối đi đôi với lão xà yêu tộc còn sống sót sau đó, đi qua dài đến trăm năm sau đó, cây kia mộc, liền sẽ bắt đầu thoái hóa. Đây cũng là xà hoàng mộc lai lịch, chỉ là nghe liền nhất định có thể rõ ràng, đây tuyệt đối không phải bình thường vật. Mà trên thực tế, cũng đích xác là như vậy. Người tu chân có chung khắc tinh, đó chính là tâm ma. Mà đây xà hoàng mộc nhưng có cực kỳ kinh người tính tâm dưỡng khí công hiệu, có thể trầm ổn bản tâm, cực lớn trong trình độ tránh tâm ma nảy sinh. Hơn nữa điểm chính là, bảo này công hiệu, coi như là đối với trúc cơ chân nhân cảnh mà tam trọng thiên cao thủ mà nói, đều là có hiệu quả. Như vậy chiều rộng hiện lên trình độ, dĩ nhiên là không phụ lòng kỳ bảo hai chữ. Giá trị liên thành. Cái này Lỗ Siêu, Đoan Mộc lão nhân có thể bỏ được đem loại này kỳ bảo lấy ra. Vậy quả thật chứng minh, bọn họ là muốn cùng hiểu. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ không ít người lại là chợt sắc mặt không nhìn được cứng. Cực độ rung động, bọn họ người người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, có hâm mộ, có kính sợ. Hiển nhiên, bọn họ lại không ngốc, làm sao không biết, đáng hai vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tự mình ra mặt, cầm ra loại này giá phải trả tới nói xin lỗi, đối phương thân phận có thể không lợi hại, có thể không ngạo mạn mới là lạ. Bất quá đây chính là xà hoàng mộc à, chân chính thứ tốt.
coi như là thiết sư tử Nghiêm Chu, cũng không nghĩ tới Đoan Mộc lão nhân cùng Lỗ Siêu lại có thể như thế bỏ được, cầm cùng giá trị liên thành kỳ bảo tới bồi tội. Mà ở thấy chung quanh các loại các dạng rung động, ánh mắt hâm mộ, vậy Đoan Mộc lão nhân trong lòng lại là đau lòng, lại là cảm thấy có mặt mũi, giống như là Trần Phi lần này chắc chắn sẽ không nói gì nữa chứ. Đây chính là xà hoàng mộc à. Rồi sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu, cười nhìn về Trần Phi nói, tiểu hữu, thành ý này ngươi cảm thấy thế nào? Giọng nói kia, nghe cũng cảm giác hắn thật giống như đã trong lòng có dự tính như nhau. Cảm thấy Trần Phi nhất định sẽ thủ hạ cái này, thành ý, bỏ qua hiểu lầm lúc trước, lại nữa để ra. Nhưng mà, sự thật chứng minh hắn nhưng thật suy nghĩ nhiều. Như thế nào, ta cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Trần Phi xem đều không xem vậy chặn rất nhiều người đỏ con mắt hoặc là hâm mộ xà hoàng mộc, thản nhiên nói các người chẳng lẽ không có nghe gặp ta nói. Tránh ra, cảm ơn. Không sai, từ tại chỗ tuyệt đại đa số người góc độ lên đường, cái này Đoan Mộc lão nhân cùng với Lỗ Siêu, thành ý, đúng là đủ thành ý. Xà hoàng mộc, loại này kỳ bảo, giá trị cực lớn, coi như là trúc cơ chân nhân cảnh mà tam trọng thiên cao thủ cũng biết cảm thấy hứng thú. Có thể coi là như vậy, thì thế nào? Đừng nói Trần Phi bây giờ căn bản cũng không thiếu linh thạch, sợ không mua được loại vật này. Coi như hắn bây giờ thiếu, vậy khẳng định vẫn sẽ không nhận lấy loại này cái gọi là thành ý. Bởi vì là đồ chơi này tay bẩn, hắn không muốn. Chỉ đơn giản như vậy, thật chính là hắn không muốn. Ngươi! Vậy Đoan Mộc lão nhân nguyên bản trên mặt ngạo mạn, vẻ đắc ý, hiện vào lúc này trực tiếp là cương ở trên mặt. Bây giờ hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn và Lỗ Siêu, hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, dương mắt chạy tới nói xin lỗi, còn hợp với xà hoàng mộc như vậy giá trị liên thành kỳ bảo, có thể Trần Phi nhưng lại dám không thu. Coi thường, không chỉ là hắn, coi như là vậy Lỗ Siêu lúc này bưng sâu màu nâu cái dương tay, lúc này đều là cương ở giữa không trung. Trong lòng là vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là, thằng nhóc này bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng lại dám nghiu xoa đến loại trình độ này, cho mặt không biết xấu hổ. Không coi trọng như vậy giá trị liên thành kỳ bảo. Giận là, hắn Lỗ Siêu giàu gì cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, thân phận bực nào. Nhưng bây giờ, hắn và Đoan Mộc lão nhân hai người, hai cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, như vậy hạ mình hàng hu, đối phương lại như cũ không theo không cào. Một chút mặt mũi cũng không cho. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn khó khăn xem vẻ liền không nhịn được sâu hơn. Lộ vẻ được vô cùng quấn quýt và âm trầm. Vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này cũng là như vậy, trên mặt thần sắc giống vậy vừa giận vừa sợ giống như là bị vũ nhục liền vậy, vô cùng không tốt xem. Chẳng bao lâu sau, bọn họ hai cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, đổi được như vậy không đáng giá. Lại dám ngay cả một như vậy không tán thưởng tiểu tử cũng dám đem bọn họ không coi vào đâu. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, quá lấn hiếp người quá đáng chứ. Có lẽ ở hắn thế giới quan chính giữa, cũng chỉ có Trần Phi đàng hoàng, ngoan ngoãn nhận lấy thành ý của bọn họ, bỏ qua, hiểu lầm, lại nữa để ra, đây mới gọi là thức nâng đỡ chứ. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Phi cũng không phải là cha hắn mẹ hắn, tại sao phải như thế nuông chiều bọn họ. Hai người có phải hay không người điếc, không nghe được ta nói. Gặp Đoan Mộc lão nhân và vậy Lỗ Siêu còn xử ở đó không đi, trên mặt thần sắc âm tình biến hóa, hết sức khó khăn xem, Trần Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, càng không khách khí mở miệng cười lạnh nói. Đối phương loại người này, hắn căn bản cũng không cần cho mặt mũi. Vậy căn bản cũng không biết cho. Bởi vì là đây hoàn toàn là hai người bọn họ tự tìm, ra lười được phục vụ. Ngươi! Trần Phi lời này vừa nói ra miệng, vậy Đoan Mộc lão nhân còn có Lỗ Siêu cuối cùng là sắc mặt thốt nhiên biến sắc. Trong ánh mắt kia, lại là còn có tức giận tới cực điểm thành phần, tiết lộ ra. Sắc mặt dữ tợn, có từng luồng sát ý xuất hiện. Như thế, còn muốn động thủ, cảm nhận được sát ý kia, Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt ngoắc ngoắc, còn người chớp mắt nói. Vèo, vừa nghe nói như vậy. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lúc này không chút do dự ngăn ở Trần Phi trước mặt, đối mặt Đoan Mộc lão nhân, Lỗ Siêu hai người, trong cơ thể khí thế kinh khủng tựa như là hung thủ vậy kinh người thả. Cái loại đó uy thế thật là làm người ta kinh hãi muốn chết. Cút, thiết sư tử Nghiêm Chu giống như là không nhận biết hai người bọn họ liền như nhau, quát lạnh một tiếng, tràn đầy lời lạnh như băng âm, nói. Ngươi, ngươi, vậy Đoan Mộc lão nhân vừa giận vừa sợ nhìn thiết sư tử Nghiêm Chu.
lại hất tay chỉ hướng Trần Phi, khuôn mặt vặn vẹo uy hiếp nói, thằng nhóc, ngươi chắc chắn thật muốn như thế không tán thưởng. Ngươi cũng đừng hối hận. Có cái gì chiêu mà cứ tới, ta Trần Phi hậu, cùng ngươi chơi. Trần Phi nhìn đối phương một cái, không sợ hãi chút nào, bình thản cực kỳ nói. Hắn bây giờ là thật không cần sợ. Ngươi rất giỏi. Chuyện này ta Đoan Mộc nhớ, chúng ta đi nhìn. Vậy Đoan Mộc lão nhân thốt nhiên biến sắc, trong mắt hiện ra dữ tợn cuồng nộ vẻ. Đồ chơi gì, không phải là kỹ thuật luyện đan hơi lợi hại một ít sao? Còn không phải là luyện khí cảnh giác dưới một cái, phách lối cái gì? Rồi sau đó liền gặp hắn hất tay một cái, sắc mặt cực độ âm trầm rời đi. Vậy không để ý tới nữa cùng chung mà đến lỗ siêu. Tiểu huynh đệ không đúng, Trần Đại Sư, ta biết trước là ta làm không đúng. Ta bây giờ cũng là ôm rất lớn thành ý tới nói xin lỗi. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ cũng chưa có chỗ trống quay về. Vậy lỗ siêu thấy tình cảnh này, hung hăng cắn răng, hướng Trần Phi nói. Có đôi lời nói hay, chuyện của mình làm mình nên phụ trách. Ngươi trước làm cái gì, chẳng lẽ chính ngươi còn không biết sao? Trần Phi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, rồi sau đó trực tiếp là nhấc chân lên từ đối phương bên người rời ra, rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn, Lam Kình cùng với Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, lập tức đi theo lên. Xem đều không lại nhìn biểu tình đã cương tại chỗ lỗ siêu một cái. Đúng vậy, chuyện của mình làm, chẳng lẽ mình không nên phụ trách sao? Đây chính là tự làm tự chịu à? Ta, ai? Nhìn Trần Phi các người rời đi hình bóng, nhất là vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, vậy lỗ siêu hung hăng cắn răng, thở một hơi thật dài, đưa tay ra, không cam lòng muốn nếm thử nữa vãn hồi một chút. Có thể đến cuối cùng, tay hắn, vẫn là vô lực rũ xuống. Sắc mặt có chút trắng nhợt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn rõ ràng, Trần Phi sở dĩ nguyện ý tha thứ Nghiêm Chu, là bởi vì là đối phương trước khi thái độ, ước chừng chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi, nhưng lại cũng không có thái độ tồi tệ hoặc là nói xấu mặt đối mặt, có thể hắn lỗ siêu và Đoan Mộc lão nhân nhưng... Ai? Thương hội Thanh Long phát sinh hết thảy. Ở đó chút, may mắn, chính mắt thấy được liền người đi qua lòng hạng mục chính giữa, nhấc lên kinh hãi muốn chết, khó tin ngất trời sóng lớn. Bởi vì làm cái này sự thật đúng là quá mức kinh người. Đường đường Đoan Mộc lão nhân, lỗ siêu, hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, dương mắt chạy tới nói áy náy, còn mang theo xà hoàng mộc như vậy lễ trọng, có thể kết quả thế nào? Kết quả lại là Trần Phi tiếp đều không tiếp, không có chút nào tha thứ hoặc là hòa giải ý nghĩa. Đây coi là cái gì? Cùng hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ làm khó dễ. Những người đó trực tiếp là bị Trần Phi tính khí này, thái độ này cho rung động đến rối tinh rối mù. Kính nể đến phục sát đất. Dám như thế cho hai vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ vung mặt, thật là nghiêu xoa à. Bất quá, bởi vì là chuyện này tính đặc thù, quan hệ đến hai vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mặt mũi, những cái kia chính mắt thấy được người đi qua. Coi như là gặp được, vậy vẫn là không có dám truyền đi. Hoặc là chỉ dám phạm vi nhỏ nói một chút, hơn nữa sau khi nói xong, còn biết nghiêm ngặt dặn dò nghe người, nhất định không thể truyền đi. Ngay sau đó, chuyện này giống như là bình tĩnh mặt hồ nhỏ rung động vậy, cũng không có ở Thanh Long Câu chân chính tung lên cái gì gợn sóng. Ngược lại, bởi vì là một ngày sau cự không giáo, Tư Mã Khôn đại nhân liên hiệp đấu giá, cùng với một vị thân phận nhân vật trọng yếu đến. Tin tức truyền ra, ở nơi này Thanh Long Câu nhấc lên rất sóng lớn. Thanh Long Câu, Túy Hoa Lâu. Ở nơi này tòa Thanh Long Câu lớn nhất, rượu tốt nhất lầu chính giữa, tràn ngập phét sạch toàn bộ Thanh Long Câu nóng như lửa bầu không khí. Đây không chỉ là bởi vì là ngày mai sắp đến Long Trọng đấu giá, còn có, chính là bởi vì là nhân vật trọng yếu đích thân tới. Đi tới bọn họ Thanh Long Câu. Này, ta nói các người có nghe nói hay không? Ta mới vừa ở trên đường nghe người ta nói, Bùi gia năm trẻ một đời một trong tam đại công tử Trường Hồng công tử, đến chúng ta Thanh Long Câu tới. Không tệ, trước ta nhưng mà chính mắt nơi gặp, Bùi gia đội ngũ tới, dẫn đầu người chính là Bùi gia năm trẻ một đời một trong tam đại công tử Trường Hồng công tử. Nghe nói, bọn họ hình như là bị Tư Mã Khôn đại nhân mời tới. Tư Mã Khôn đại nhân mời tới, là thế này phải không, vậy trách không được. Cái này Trường Hồng công tử cũng không được, không chỉ là hắn, Bùi gia năm trẻ một đời cái này tam đại công tử, cũng không được. Đó là dĩ nhiên,
Bùi gia năm trẻ một đời cái này tam đại công tử, là đại biểu Bùi gia thế hệ này lợi hại nhất ba cái thiên tài, có thể không lợi hại sao? Ta nghe nói vậy Trường Hồng công tử đã là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chẳng lẽ nói, hắn là vì bụi cây kia tuyên âm thảo tới? Ồ, ngươi vừa nói như vậy, thật giống như thật có khả năng là có chuyện như vậy. Nhắc tới, cái này Trường Hồng công tử tuổi tác vậy hơi lớn, cũng nên hướng trúc cơ chân nhân cảnh phát động công kích thử một chút. Vậy nói như thế, bụi cây kia tuyên âm thảo coi như là trước thời hạn có chủ. Trường Hồng công tử muốn, ai dám và hắn tranh, nguyên bản ta còn muốn thử một chút tranh một chút đây. Ngươi, vẫn là được rồi, loại đồ vật này ngươi coi như là mua được, thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể mời tới một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, là ngươi luyện chế âm tuyệt đan? Ách, ta. Túy Hoa lâu bên trong. Ví dụ như loại này cãi và còn có xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Mà ở nơi này Túy Xuân lâu hẻo lánh xó xỉnh chỗ, Trần Phi mặt không cảm giác uống trong tay băng thuần dịch, con mắt hơi híp, nhưng không có lên tiếng. Ở hắn bên người, là Thương Khôn, Lam Kình, còn có Thiết Sư Tử Nghiêm Chu ba người. Trường Hồng công tử, Thương Khôn, Lam Kình, người này rất nổi danh sao? Các ngươi quen biết sao? Một lát sau, Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ, cái này Trường Hồng công tử, Bùi gia năm trẻ một đời tam công tử, ở chúng ta Ưng Giản Hạp, cũng rất nổi danh. Thương Khôn gật đầu một cái, nói chủ nhân ngươi hẳn biết, ở chúng ta Ưng Giản Hạp, lợi hại nhất thế lực là Bùi gia. Mà chúng ta Ưng Giản Hạp Bùi gia, nhưng thật ra là Thành U Lang Bùi gia chi nhánh. Nói tới Thành U Lang Bùi gia, ta trước ngược lại là hơi có nghe đồn. Nghe được cái này, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đột nhiên chen miệng nói. Hơi có nghe đồn cái gì? Trần Phi tò mò. Thành U Lang Bùi gia, bọn họ đào tạo môn hạ thiên tài đệ tử phương thức, là nếu là cho là người nào có thiên phú và tiềm lực mà nói, thì biết đem điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến Thành U Lang gia Bùi gia chi nhánh, để cho bọn họ tiến hành lịch luyện. Nói đến đây Thiết Sư Tử Nghiêm Chu dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, mà những cái kia bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện Bùi gia thiên tài, vậy chỉ có đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh. Mới có thể được phép trở về Thành U Lang. Bót, nguyên lai là như vậy, ta liền nói. Lam Kình vỗ tay một cái, trước mắt sáng lên, nói ta vẫn luôn không hiểu, tại sao Bùi gia thiên tài sẽ nhiều như vậy, thật giống như cuồn cuộn không ngừng tựa như được. Làm nửa ngày, nguyên lai là từ Thành U Lang Bùi gia chủ tộc điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện tới, cái này thì không trách. Chủ nhân, ta nghe người ta nói. Cái này Trường Hồng công tử vô cùng làm hãnh diện khí, hơn nữa còn rất keo kiệt, nếu là chúng ta mục tiêu đều là vậy tuyên âm thảo mà nói, ngài nói, có thể hay không? Thương Khôn cau mày nói. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói, ngươi nói là, bởi vì là vậy tuyên âm thảo, chúng ta có thể sẽ cùng cái gì đó Trường Hồng công tử, kết làm lương tử. Không chỉ có như vậy, còn có vậy Tư Mã Khôn. Thương Khôn chậm rãi gật đầu. Nói cái này Trường Hồng công tử là Tư Mã Khôn tìm tới. Ta sợ hắn có thể sẽ đứng ra, là vậy Tư Mã Quân cùng với Tư Mã Đông ra mặt. Thực vậy, Tư Mã Quân và Tư Mã Đông hai chuyện kia, Tư Mã Khôn đơn độc một người, là không dám coi thường Viên Thanh Viên đại sư mặt mũi, và Trần Phi xích mích, tới tìm phiền toái. Có thể cái này bây giờ nếu là vậy Tư Mã Khôn leo lên Trường Hồng công tử cái này cây cao chi mà nói, tình huống, có thể thì có thể sẽ không giống nhau. Như vậy à, nói được ngược lại cũng là, Trần Phi híp mắt lẩm bẩm một tiếng, bất quá rồi sau đó, hắn lại đột nhiên cười, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, lướt ra ngoài nhàn nhạt khiếp người mũi nhọn. Bất quá tên kia nếu là muốn tìm chuyện, vậy thì tới đi. Vừa vặn ta gần đây cũng có chút ngứa tay, được thả lòng. Bữa nay, Thanh Long cầu ra một nơi hồ, vô danh, nhưng trong đó đi có một tòa mờ mịt đình sừng sững trong đó. Tên là Thanh Long, chính là năm đó Nguyễn Thanh Long nhất thống Thanh Long Câu lúc tự tay xây dựng, muôn màu muôn vẻ, hôm nay lúc này có thể nói là mưa gió tế hội, náo nhiệt cực kỳ. Mấy trăm năm trước nổi danh có họ lệ hại luyện đan sư phần mộ, ở trong mắt mọi người giống như là trong đêm tối đèn sáng vậy, tuyệt đối là bảo tàng. Có không thể nghi ngờ sức dụ dỗ. Chớ nói chi là lần này còn có người đem vậy tin tức nội bộ cũng đào lên. Một trang nghi là thủ pháp luyện đan giấy vàng. 700 niên đại tuyên âm CMN. Cái này bên nào không phải động lòng người trí bảo, không có đủ không gì sánh nổi ma lực.
nhất là đối với những luyện đan sư kia, cùng với muốn đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu sĩ mà nói, đây chính là bọn họ cuộc sống bước ngoặt. Cơ hội. Người cố ý lăm le, nhiều người hơn cũng muốn đi xem một chút cái này khó mà một món thịnh hội, ngay sau đó, cái này Thanh Long đỉnh không trực tiếp là náo nhiệt lên. Một nơi yên tĩnh, an nhàn ba quang rung động hồ trước mặt, Trần Phi nhìn giữa hồ mây mù đỉnh, híp mắt tò mò hỏi, đó chính là Thanh Long đỉnh. Lại có thể trực tiếp trôi lơ lửng ở mặt hồ trên. Đồ có chút ý tứ. Đúng vậy, Nguyễn Thanh Long đại nhân năm đó cơ duyên xảo hợp, lấy được một kiện kỳ bảo, một đoàn có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung thanh chọc chất lỏng, không người biết đó là cái gì, coi như là đi thành U Lang lần tìm cổ tịch, cuối cùng vậy không hiểu rõ. Cho nên đến cuối cùng, Nguyễn Thanh Long đại nhân tựa hồ vậy lười được rằng co, đem nó dùng ở đỉnh này phía trên, cũng coi là vật tấn kỳ dụng. Viên Thanh gật đầu nói. Nói tới Nguyễn Thanh Long đại nhân năm đó lấy được vậy đoàn thanh chọc chất lỏng, hắn đến nay cũng trí nhớ như mới, khắc sâu ấn tượng. Bởi vì là hắn từng tự mình mang vậy đoàn thần bí chất lỏng, đi thành U Lang, tìm càng cấp bậc cao luyện đan sư đại nhân giải thích nghi hoặc. Muốn biết rõ câu trả lời. Ở phương diện này, vậy mà nói, luyện đan sư sẽ so với người bình thường hiểu được nhiều hơn.